Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện, hôm nay chúng ta có duyên lành gặp nhau tại đạo tràng chùa Minh Đạo. Thì theo chương trình buổi sáng này, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về Phật pháp. Thì hiện tại hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về cái tâm lượng từ bi. Tức là thường thì chúng ta vào chùa, chúng ta nghe những cái từ như là khen tặng Đức Phật là một vị đại hùng, đại lực, đại từ bi. Ba cái từ đó chúng ta thường hay nghe. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về đề tài này, để chúng ta thấy rằng cái đời sống của một cái vị giác ngộ giải thoát, đó là một cái gương hạnh cao đẹp để cho tất cả chúng ta noi theo, chúng ta tu tập. Trước hết là chúng ta nói về cái đại trí huệ này, về đại từ bi và cái dũng lực của Đức Phật. Trong đạo Phật chúng ta nghe ba cái từ là bi, trí và dũng. Ba cái từ này chúng ta thường hay nghe, nhưng mà đạo Phật mà nói tới những cái từ bi thì chúng ta dễ nghe không, trí huệ chúng ta có thể hiểu, nhưng cái dũng thì có thể chúng ta bị hiểu lầm. Nên hôm nay chúng ta sẽ phân tích ba cái từ này để chúng ta thấy rằng cái tất cả những cái gì mà của đạo Phật mang đến trần gian này đều là vì cái lợi lạc, đều là vì cái hạnh phúc, đều là cái lợi ích cho tất cả chúng sanh và muôn loài. Như hôm qua chúng ta đã nói, trước hết chúng ta nói về cái từ bi. Thì cái từ chúng ta hiểu một cái đơn giản là ban vui. Bi có nghĩa là cứu khổ. Nói tới đạo Phật, nói tới Đức Phật và những cái gì liên quan tới Đức Phật thì chúng ta tự ngầm hiểu là nó có một cái gì đó để đem đến nguồn vui cho mọi người, có gì đó có thể làm cho mọi người được hết khổ, tắt echo. Tức là đạo Phật đem đến niềm vui và dứt trừ cái khổ đau cho mọi người. Đó là mục tiêu của cái từ bi và của Đức Phật, đó là tâm lượng của Đức Phật. Vì vậy tất cả chúng ta nếu mà đi theo đạo Phật, chúng ta học những cái điều mà Đức Phật đã dạy, hoặc là cái hạnh của Đức Phật đã làm trong cuộc đời này, thì chúng ta phải học được cái cách mà phải được an vui cho chính bản thân mình trước, rồi mình tìm cách để mà làm cho những người xung quanh chúng ta được vui. Đó là cái mục tiêu, không? Cái thứ hai là chúng ta tìm cách nào đó để mình không còn khổ trong cuộc đời này nữa và làm cho mọi người hết khổ. Như vậy là chúng ta đã học được cái hạnh từ bi của Đức Phật và hành cái hạnh từ bi của Đức Phật ngay trong cuộc đời này. Còn nếu như ngày nào mà chúng ta chưa có được hết khổ, chưa có được an vui, thì ngày đó là chúng ta chưa học xong, chưa hành xong những điều Đức Phật đã hành, chưa làm theo những điều Đức Phật đã làm. Nhưng mà có rất là nhiều chỗ khác thì đấy là từ bi. Chỉ đơn giản là khi chúng ta tu tâm từ để gì? Để dứt từ cái sân hận của mình. Mỗi khi mà chúng ta giận hờn ai, mỗi khi chúng ta tức ai, phiền não với ai, thì chúng ta quán từ bi chỉ trừ được cái tâm sân hận thôi. Thì vậy là chúng ta thấy cái nghĩa từ bi nó rất là hẹp. Lòng từ của Đức Phật không thể để trừ cái sân hận một cách bình thường. Nếu chúng ta hiểu được cái tâm từ của Đức Phật, chúng ta thấy rõ ràng là cuộc đời này, nếu như có một cái người mà thực sự từ bi xuất hiện trong trần gian này, là cả thế gian này được lợi lạc, cả thế gian này được bình yên, cả thế gian này được dứt trừ khổ đau. Chứ không đơn giản là nó chỉ trừ cái tâm sân hận thôi. Cái từ bi được xem như là một cái dạng tình thương, mà giống như một cái loại suối nguồn luôn luôn tuôn chảy khắp muôn phương, chứ không có dừng lại bất kỳ cái chỗ nào. Và tình thương đó là một cái sự ban phát trào dâng, chứ không có lấy lại. Chúng ta thấy là cái tình của mẹ con, người mẹ thương con á, đôi lúc cũng mong mỏi là mình nuôi con mình lớn lên, đến lúc mình già nó sẽ nuôi lại mình. Hoặc là người mẹ thương con thì chỉ thương con mình thôi, hoặc là cha thương con thôi, trong cái gia đình, trong cái quyến thuộc riêng tư của mình.
Còn những người mà không phải quyến thuộc của mình thì tình cảm mình không thương tới được, không? Ví dụ như con của mình đó, mà lúc mình còn nhỏ, lúc con mình còn nhỏ đó, nó có thể là làm cái gì nhơ quế thì người mẹ không có sợ, nhòm gớm có thể hốt, có thể dẹp đàng hoàng. Nhưng mà con của chồng sớm tới mà làm dơ nhà mình cái là mình thấy gớm, chứng tỏ rằng cái tình thương của mình nó không có tới với người bên cạnh được. Và như vậy thì Đức Phật, các chư tổ cũng như các vị mà tu tập khác dạy chúng ta tập tu cái hạnh từ bi. Và chúng ta nhớ có một cái lần chư tăng đệ tử của Đức Phật đang ở trong một khu rừng. Ngày xưa thì tất cả chư tăng thường xuyên lưu trú ở khu rừng này, rồi lưu trú trong rừng khác chứ không có nhà cửa ở cố định, chỉ có một vài tinh xá thôi. Thì có một lần đó, chúng tăng đệ tử của Đức Phật tới một khu rừng ngồi thiền bị ma khuấy. Chư tăng ngồi thiền không yên, thì Đức Phật dạy là chư tăng phải tập quán từ bi, tức là khởi cái tâm từ. Mà khi khởi tâm từ ban rãi khắp cái vùng rừng đó thì tự động những cái loài mà khuấy phá từ từ nó yên vắng. Cho nên sau này quý thầy nương theo cái lời dạy đó mà quý thầy cũng hướng dẫn quý Phật tử cũng như là trao truyền nhau cái tâm từ này. Tức là đầu tiên chúng ta, nếu chúng ta là cái người học Phật tốt, trước hết chúng ta phải tìm cho ra cái tình thương của mình. Mình biết thương bản thân mình trước, mình quý bản thân mình như thế nào, mình thương bản thân mình như thế nào, điều đó mình phải hiểu. Và mình lo lắng cho bản thân mình ra làm sao, mình phải tự thấy cái tình cảm đối với chính bản thân mình trước. Biết cách thương mình rồi thì chúng ta mới bắt đầu thương người. Còn nếu như mình chưa biết cách thương mình á, mà mình nói mình thương người là một cái sự dối trá, hay nói khác hay là mất nền tảng. Ví dụ như một người không biết thương mình gì hết mà hy sinh lo lắng cho người khác, cho rằng mình là từ bi, hoặc là bây giờ ở bên cạnh mình người thân của mình đau khổ, mình không biết lo lắng, mình không biết chăm sóc, mình ra xã hội mình làm việc từ thiện, mình giúp người này giúp người kia có tiếng tâm, nên thật sự người bên cạnh mình đau khổ mình không biết, thì vậy là cũng không phải là từ bi, không xuất phát từ cái nền tảng thật ở trong đạo Phật. Mà Phật tử chúng ta bị vướng cái điều này nhiều lắm. Chúng tôi gặp có nhiều người Phật tử làm từ thiện rất là tốt, nhưng mà về nhà ông chồng đói không có cơm ăn. Điều này chúng tôi gặp nhiều lắm. Nhiều ông tới chùa ông phiền ngà, nói thầy thầy giải đạo cái kiểu gì mà vợ con đi làm việc xã hội con ơi. Cái nhà nó không cần biết tới, rồi dưới vô nhà một đống rác không ai quét, con cái nó thất học rồi nó thiếu thốn không ai lo. Ví dụ vậy thì cái điều đó nó là một cái lỗ hổng. Khi chúng ta học Phật tốt đó, thì chúng ta phải xuất phát từ cái nguồn của chính mình, tức là khi mà chúng ta biết thương mình á, thì cái tình thương chúng ta nó trào dâng đến mức độ nó quá đầy đủ rồi, nó quá tràn ngập rồi, thì bắt đầu nó lan tràn tới những người khác. Thì lúc đó những người khác chạm tới cái tình thương mình đã vốn thương mình đúng mức á, thì họ mới cảm nhận được cái tình cảm thương yêu đó, thì đó mới chính là cái tình thương thật. Cho nên nếu mà một người nào mà theo đạo Phật mà chưa biết thương mình thì nói thương người khác chúng ta đừng có vội tin. Lỡ như ở đây mà có người nào mà trẻ trẻ mới lớn lên mà được người khác phái nói là tôi thương cô quá hoặc là cô thương tôi quá, thì phải hỏi lại giùm câu là anh biết thương anh chưa nè. Thật sự người đó chưa biết thương họ mà họ nói họ thương người khác là không phải. Tại vì họ không biết thương họ, họ không biết đem lại cái bình an và hạnh phúc cho chính họ, mà họ nói là họ thương người khác để đem bình an hạnh phúc cho người khác là một cái điều không thật. Cho nên chúng ta trước mắt muốn học từ bi để chúng ta thương đời, thương người, làm lợi lạc cho nhiều người, thì chúng ta phải biết học cách để thương mình. Mình thương mình như thế nào, mình biết chăm sóc, lo lắng cho mình như thế nào, mình biết đem lại sự bình an và hạnh phúc cho bản thân mình như thế nào, thì lúc đó mình mới biết cách chăm sóc và đem lại bình an hạnh phúc cho người bên cạnh mình. Đây là nền tảng. Mà tất cả những người Phật tử chúng ta nó có một cái sai lầm từ trước giờ là cứ tới chùa rồi chúng ta tập quán từ bi, tập thương người này, tập thương người kia, tập thương người nọ, là mình tập thương bên ngoài chứ chưa bao giờ mình
Có ai dạy là mình phải thương lại chính mình. Nhưng mà thương chính mình mới là nền tảng. Mà Đạo Phật á, có những cái lý luận mà khiến chúng ta phải hiểu lầm, là chúng ta phải sống một đời vị tha, tức là phải vì người, phải chống cho nhân quần, cho xã hội này nọ kia. Chúng ta quên người, ở quên mình để sống cho nhân quần, cho xã hội, thì vậy là mới thể hiện được cái đức tính tốt của mình. Nhưng xin thưa, đó là một cái màu khác, chứ không phải là xuất phát từ cái nền tảng trí tuệ thực sự của Đạo Phật. Chúng ta thấy có một cái mẫu chuyện mà bà Mạc Lị Phu Nhân và vua Tằng Bà Sa La, một hôm hai người ngồi nói chuyện với nhau. Hai vị này là hai vị Phật tử thuần thành, đệ tử của Đức Phật, ngồi nói chuyện qua lại với nhau. Thì vua mới hỏi hoàng hậu là thiếp thương ai nhất. Thì lúc đầu hoàng hậu nói là thưa hoàng thượng, thiếp trên đời này chỉ có hoàng thượng là người thiếp thương nhất thôi, chứ không có ai rồi thiếp thương nữa. Thì vua nghe cũng mát lòng, đúng không? Vua cũng nói vậy, tạch trẫm cũng thương hậu nhất, trên đời này cũng không có ai có thể xen vào được. Nói qua nói lại một hồi, cái hoàng hậu suy nghĩ lại, và hậu nói nếu bây giờ hoàng thượng cho thiếp nói lại thì thiếp sẽ nói lại. Vua mới nói là hậu muốn nói điều gì. Thì lúc đó bà Mạc Lị Phu Nhân bà nói là thiếp thương thiếp nhất. Vua mới bắt đầu cãi lý. Vua nói là thấy hơi bực bội rồi, tại vì mình không còn là số 1 mà mình là trục xuống số 2 là khó chịu lắm. Khó chịu, chạm tới bản ngã rồi. Thì vua nói bây giờ á, hậu phải lý luận cho ra điều này, chứ nếu không là chuyện này bích lộc lớn chứ không có nhỏ. Tại sao mà hậu thương hậu nhất? Thì hoàng hậu mới đặt lại một câu hỏi nè. Bây giờ hoàng thượng nói hoàng thượng thương thiếp, nhưng thiếp không có thực hiện đúng sự mong muốn của hoàng thượng, hoàng thượng còn thương không? Còn không? Ví dụ như giờ thiếp thương người khác, hoàng hậu để hoàng thượng để yên không, hay là bay cái đầu liền? Thì hoàng thượng nói là rõ ràng, nếu mà thiếp mà có mà ngó tới ai ha, có thương ai là đầu của thiếp rời khỏi cổ. Thì vậy là hoàng hậu cũng thấy được điều này, và họ nói là thiếp thấy được điều này, cho nên thiếp phải làm đủ mọi điều để chiều lòng hoàng thượng, mới giành được tình cảm của hoàng thượng. Thì hoàng thượng thấy rằng thiếp chiều hoàng thượng không có nghĩa là thiếp thương hoàng thượng, mà thiếp thương chính mình. Tại vì thiếp sợ lìa đầu khỏi cổ, cho nên buộc rồi phải chiều chuộng, đúng không? Thì vậy là xuất nguồn từ cái tình thương của chính bản thân mình, mà mình mới nói tới cái chuyện là phải chiều chuộng, phải lo lắng, phải thương yêu người khác. Và đây là một cái tình cảm thật của thế gian. Người khi một người nam lớn lên và một người nữ lớn lên, thì người ta liền có một cái quy định trong đầu của mình, là nếu người nữ thì phải muốn là cái người chồng của mình phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ. Nếu là người nào mà được như cái mà mình đã quy định sẵn trong đầu á, thì người đó trở thành tâm đầu ý hợp của mình, đúng không? Ngược lại, người nữ bên kia cũng vậy, người nam cũng vậy, cũng muốn người nữ phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ. Và nếu tìm được một người nữ như vậy thì gọi là tâm đầu ý hợp. Nhưng rồi hợp nhau được 3 bữa, tới bữa thứ 4 là bắt đầu thấy lòi một cái không đúng. Có một cái khó chịu. Và chừng tuần lễ là bắt đầu nhiều cái không đúng, là bắt đầu tình cảm nó rạn nứt. Dù là vợ chồng đi nữa thì lần lần nó lộ hết tất cả những cái gì mà trước kia mỗi người đều cố giấu nhau, không? Bây giờ đã sống với nhau thật rồi thì không còn gì để giấu nữa, thì sự thật nó lộ bài. Thì lúc đó bắt đầu thấy có sự bất đồng với nhau. Bất đồng có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái người kia không phục vụ được đúng với cái sự mong mỏi của mình. Người chồng không làm đúng sự mong mỏi người vợ, người vợ không làm đúng với sự mong mỏi của người chồng. Thì lúc đó không còn là tâm đầu ý hợp nữa. Thì vậy là mình thương là thương cái gì? Thương cái người phục vụ mình. Nếu họ phục vụ tốt thì mình thương, còn phục vụ không tốt là hết thương. Thì xét ra tình cảm thế gian có gì khác cái này không? Tất cả chúng ta đều đi hàng con đường này. Cho nên một ngày nào đó cái người đó phục vụ tốt. Có một cái chuyện của một cái vị mà ca sĩ cũng tương đối nổi tiếng. Ông tuyên bố là ông không lấy vợ. Bỗng một hôm đó ông lấy vợ. Thì cái người bạn ông mới hỏi, ủa tại sao trước tao nghe nói mày không lấy vợ mà bây giờ mày lấy vợ là sao? Thì ông có nói, thứ nhất là cái mùa đông này nó lạnh,
cái tiền máy sửa nó mắc hơn tiền cưới vợ. Và thứ hai nữa gì là nếu mà mướn một người ở nó cũng mắc tiền cơ cố đó. Cưới vợ cho tốn tiền một lần phục vụ cả đời. Thành ra tính tới tính lui cưới vợ rẻ tiền hơn. Cưới vợ về nè, ngày nào cũng lo cơm lo nước cho mình ăn nè ha, rồi lo thỏa mãn những cái mong cầu của mình nè, rồi còn nuôi con cho mình nè, lo nhà lo cửa lo quần lo áo lo đủ điều hết, mà có một lần tốn tiền à. Còn muốn người ở là mỗi tháng mỗi trả tiền suốt cả đời luôn, nên tính ra là cưới vợ rẻ hơn. Anh nói là thế vậy, ta tính tao tính như vậy cho nên cuối cùng tao thay đổi ý kiến là tao phải cưới vợ. Anh nói nếu ta thấy có nhiều khi nói sự thật nó lộ cái bề trái của cuộc đời ra, mình thấy mình cũng hơi buồn, thấy cũng hơi buồn. Nhưng mà ở đây mình muốn nói tới cái phân tích bề mặt bề trái của cuộc đời để chúng ta thấy cái tình, cái từ bi đạo Phật á, nó là một cái gì nó không có đòi ngược lại. Tức là ví dụ như Đức Phật thương một người nào đó, hoặc là những cái vị Bồ Tát thương một người nào đó, họ không mong rằng người đó đáp lại cái gì cho mình. Mà hồi đầu mình nói nó chỉ là suối nguồn trung chảy thôi. Thì trước khi mà Đức Phật có điều này thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật là cái người bắt đầu rời hoàng cung và tu tập, đã trải qua 5 năm khổ hạnh, 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh, để Ngài tự tìm ra được cái gì thật của chính mình, tức là tìm được chân lý. Thì khi đó Đức Phật mới bắt đầu đi vào cuộc đời giúp đời. Thì đây là một con đường mà chúng ta phải thấy rất là rõ. Thật ra nếu mình muốn thực sự mà thực hành cái hạnh từ bi của Đức Phật á, thì chúng ta phải học theo con đường của Đức Phật, từng cái bước chân của Đức Phật mà trong lúc còn chưa có rõ được chính mình á, là cực khổ vô cùng. Thầy nào giỏi cũng đi tới để học, thầy nào giỏi cũng tới để học. Mà hồi ở hoàng cung á, Thái tử Tất Đạt Đa là một người phải nói là sống đầy đủ về vật dụng, tiền bạc, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ gần như không có thua ai trong trần gian này hết. Nhưng mà đến lúc Ngài thắc mắc những cái điều mà cần thắc mắc trong cuộc đời này, Ngài thắc mắc là tại sao cuộc đời này con người ta phải bị sanh ra, phải bị già, bị lớn và chết đi, có cái gì để thoát khỏi cái này không? Cái thứ hai Ngài thắc mắc là trước khi con người tới đây thì ở đâu? Ở đâu mà tới đây? Và cái thắc mắc thứ ba là sau khi con người chết rồi con người đi về đâu? Ba cái thắc mắc này làm cho Ngài ăn không ngon, ngủ không yên nữa, bắt đầu mới lên đường tầm đạo. Và chúng ta cũng nên học ba cái điều này. Chúng tôi nói đây là ba cái thắc mắc trọng yếu trong cuộc đời của con người. Nếu chúng ta không trả lời được ba điều này là dứt khoát chúng ta không có làm xong cái đời của mình. Cho nên người nào học đạo cũng phải biết ba điều này. Một số những bằng giảng khác chúng tôi giảng điều này rất là nhiều. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi một người bắt đầu đi tìm chân lý thì không đơn giản. Chúng ta nhìn lại cái lịch sử, mình thấy Đức Phật bắt đầu rời hoàng cung rồi là đầu trần chân đất rất là cực khổ, đi vào rừng thiên nước độc, chỗ hôm nay ở cội cây này, ngày mai ở cội cây khác, không có nhà cửa cố định. Trong khi ngày xưa là mỗi một mùa, mùa đông có một chỗ nghỉ của mùa đông, mùa hè có chỗ nghỉ của mùa hè, mùa thu có chỗ nghỉ mùa thu, mùa xuân có chỗ nghỉ mùa xuân. Và những cái người đẹp mỹ nhân của toàn đất nước đó, người nào mà vô đó múa ca vui tươi cười tối ngày thì được quyền ở trong hoàng cung để phục vụ, mà người nào chỉ cần nhíu mặt nhăn mày cái là mời đi chỗ khác liền. Thì cả đời Thái tử luôn luôn thấy mùa xuân chứ không bao giờ thấy cái gì mà đen tối cả. Thế mà khi thắc mắc những cái chuyện này là Thái tử rời hoàng cung đi liền. Thì khi Ngài đi tìm hết tất cả những cái danh sư để học hỏi thì tìm không có những cái vị nào giải thích được ba câu hỏi này. Cuối cùng thì Ngài bắt đầu tu khổ hạnh. Và sau khi mà thành đạo, Đức Phật kể là cái mức độ khổ hạnh của Đức Phật cách trước Ngài chưa bao giờ có, và sau này cũng không có ai có thể có được cái sự khổ hạnh như vậy. Ngài ăn lần lần chỉ một ngày chỉ còn một hột mè, một hột đậu thôi. Ngài diễn tả là lúc mà khổ hạnh đến mức độ tận cùng á thì nhìn như không thấy được mắt, mắt sâu như cái giếng, khi mà nháy nháy rồi mới thấy cái tròng bên trong chứ bình thường thấy không nổi. Và cái bụng của Ngài mà đụng tới mặt trước nó đụng tới cột sống á, tức là nhịn đói mà tới mức độ mà cái ruột nó xẹp, da nó đụng tới cột sống phía sau luôn. Và cái da mất cái chất nhầy, mất cái sự bám của dưỡng chất đó, là gãy một cái nó lột nguyên một cái lớp da vậy. Khổ hạnh tận cùng như vậy.
Và cuối cùng thì Ngài chứng đạo và Ngài trả lời được ba câu hỏi trọng yếu đó trong đời của mình. Tức là cái câu hỏi thứ nhất á, câu hỏi thứ nhất là con người sau khi chết đi về đâu. Ở kênh 3 thì Đức Phật chứng được cái quả thứ nhất gọi là thiên nhãn minh đó. Tức là ở trong kinh gọi là cái sinh tử trí. Thì Đức Phật thấy được sau khi chết mình như thế nào, và tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh này chết bỏ thân này đi đâu, về đâu, Đức Phật thấy rất là rõ. Phật diễn tả giống như là đứng trên lầu để thấy người ta đi qua đi lại, chứ ngay tư đường không có người nào mà sót. Ví dụ như bây giờ mình đây mình khởi nghĩ ý niệm gì, thì Đức Phật thấy rằng cái ý niệm đó khởi như vậy, nó sẽ ngày mai sẽ như thế nào, ngày kia như thế nào, và hết đời này như thế nào, qua đời sau như thế nào, và đời kế tiếp như thế nào, và bao lâu, bao nhiêu ngàn kiếp cái dòng ý niệm đó mới kết thúc một cái dòng nhân quả của nó, Đức Phật thấy rất rõ. Nó sanh lên lộn xuống địa ngục, sanh lên cõi trời, sanh cõi người như thế nào, Đức Phật thấy rất rõ. Đó là cái thứ nhất, gọi là cái thiên nhãn minh. Cái thứ hai á, là Đức Phật chứng tới cái túc mạng minh. Tức là Đức Phật thấy hằng hà sau số kiếp về trước của mình, được sanh ra ở đâu, làm con ai, tên gì, sống mấy tuổi mới chết, lúc mấy tuổi ăn cái gì, uống cái gì, học hành nghề gì, làm sao, bệnh sao, đau sao, vân vân, thấy hết về cái cuộc đời hằng hà sa số kiếp không thể tính lường được. Và Đức Phật cũng thấy được hằng hà sa số kiếp của tất cả chúng sanh muôn loài khắp thế giới này, Đức Phật thấy rất rõ, không có thiếu. Thì vậy là Đức Phật trả lời được câu thứ hai là trước khi tới đây Ngài ở đâu rồi. Và cái thứ ba là Ngài chứng được cái lộ tận minh, tức là Ngài đã dứt trừ được cái nghiệp tập sanh tử trong tam giới này, là không còn bị sanh đi lộn lại trong tam giới này một ý niệm mãi mãi nhỏ nhiệm cũng không còn. Thì Ngài trả lời được câu thứ ba là gì? Tại sao con người bị sanh ra, bị già, lớn lên và chết đi? Có cái gì để dứt trừ cái sanh già bệnh chết đó không? Thì chứng được lộ tận minh đã trả lời được điều này. Và Ngài mới đứng lên, Ngài tuyên bố việc cần làm đã làm xong, phạm hạnh đã thành. Tức là Ngài đã xong một cái kiếp của chúng sanh rồi. Thì từ đó, từ cái lúc mà chứng đạo thực sự đó, Ngài nhận được cái trí tuệ đã phá vỡ được cái màn vô minh sanh tử trong ngàn kiếp. Thì lúc đó Ngài thấy được cái sự bình đẳng của mình và tất cả chúng sanh. Ngài mới nói rằng, ủa tại sao tất cả chúng sanh cũng đều có cái trí tuệ giác ngộ như mình mà người ta bị lầm lạc vô minh? Thì Đức Phật mới nói là Ngài là Phật đã thành và tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng ta ngồi đây là những vị Phật sẽ thành, vì tất cả chúng ta đều có cái đức tướng trí huệ như Đức Phật không khác. Lúc đó Đức Phật thấy rõ điều này. Và Đức Phật mới thấy rõ tại sao mà có đức tướng trí huệ như Ngài mà không được giác ngộ. Thì Ngài hiểu rõ rằng mỗi người có một cái ý hướng tham cầu này, một người có ý hướng tham cầu kia, và lao theo cái sự tham cầu của mình để rồi lầm lạc trong sanh tử luân hồi. Thì lúc đó Ngài bắt đầu khởi cái tâm từ. Từ đó mới bắt đầu khởi cái tâm từ. Thật ra khi mà một người tu hành theo đạo Phật á, lúc đầu chỉ tập quán từ bi thôi. Tức là thường thì quý thầy dạy là phải tự quán để thương thân mình trước. Mình tìm một cách nào đó để cho thân chúng ta được khỏe, tâm chúng ta được an ngay trong cõi đời này, để chúng ta là một cái người thực sự hạnh phúc ngay trong cuộc đời này, chúng ta là một người thực sự bình an ngay trong cuộc đời này. Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu đem cái tâm nó ra, chúng ta mới thương cái người bên cạnh mình, thương những người chung quanh mình và thương những người thân của mình trước. Sau đó những người không thân chúng ta bắt đầu tập thương từ từ tới những người không thân, rồi tới những cái người thù mình, những người đã từng gây hấn, đã từng gây khổ khó với mình cũng phải thương họ được nữa. Và tập quán như vậy để cái tâm chúng ta nó thuần. Nhưng mà đó chỉ là quán từ bi chứ chưa phải là thật chúng ta có cái tâm từ bi. Đó là chúng ta tập thôi, để cho cái đời sống, cho cái thế nhìn của chúng ta nó được tốt hơn. Ví dụ như có những số nơi có những vị Phật tử phát nguyện là con xin nguyện cái đời này con sẽ tu tâm từ bi, phải không? Tu tâm từ bi thì sao? Mỗi ngày phải lại Phật, cầu Phật cho con, khi mà con mở mắt ra con thấy được người nào thì con sẽ cho, con sẽ thương được người đó, phải không? Bây giờ quý Phật tử chúng ta bắt đầu thực hiện cái tâm đó ra. Bây giờ quý vị đang thấy người nào? Chúng ta tập phải tập khởi tâm từ bi, tức là những người bây giờ chúng ta thấy. Có nghĩa là khi mà chúng ta tập tu như vậy á, thì khi mắt chúng ta mở ra, chúng ta thấy ai, thấy vật nào thì chúng ta phải thương được. Cái tình cảm thương yêu chúng ta phải tới
tới được người đó. Và chúng ta nghe tới việc gì, chúng ta phải thương được cái việc đó. Và nhất là những cái việc khó khổ của những người xung quanh. Chúng ta tu đạo Phật á, thì đạo Phật rất sợ là chúng ta rớt vào cái tình cảm. Vì rớt vào tình cảm, tình ái nó sẽ lôi cuốn chúng ta đi vào sanh tử. Cho nên ở nhiều nơi dạy chúng ta là phải giữ cái tâm của mình đừng có cho động với duyên cảnh. Rồi lần lần quý Phật tử chúng ta gần như chai lì. Chai lì đến mức độ mà người bên cạnh mình có đau khổ quằn quại thì mình đang tu. Bây giờ nếu mà khởi niệm mà thương họ cái mà dính mắt á, sợ không dám khởi niệm. Đi ra đường gặp người ta đụng xe té nằm máu que chẻ ngoài đầy đường nhưng mà phải chạy đi luôn. Tại vì nếu mình dừng lại là dính nhiễm ái, phải bỏ luôn, ai chết sống mà ai. Xung quanh mình có nhà cháy kệ nó, nếu mình khởi tâm từ mình thương nó là bị dướng. Chính cái chỗ này, chính những cái chỗ tu tập sai lầm này của mình mà bắt đầu á, mình tự tách rời nhiều người. Có những người Phật tử mà tập sự xuất gia đó, ở sống chung với gia đình thì gia đình cũng đồng ý cho mình xuất gia, nhưng mà khi tập sự xuất gia là sao? Phải cắt ái, không cắt ái từ sở thân. Một câu hết sức là nguy hiểm. Cắt ái là cắt cái gì chứ? Cắt cái sự nhiễm trước của mình chứ không phải là dứt trừ cái tình thương. Hai cái này chúng ta phải hiểu cho ra. Nếu mà thực sự mình đi tu mà vì mình thì mình từ chối hết tất cả những người chung quanh mình, gọi là cắt ái. Chúng ta đã bị hiểu lầm điều này. Cho nên bắt đầu chuẩn bị vô chùa để tu, hoặc là những người bắt đầu tập tu á, nhất là quý Phật tử chúng ta mà tập tu Bát Quan Trang một ngày, tức là tập sống cái hạnh của người xuất gia, phải không? Thì vô chùa sống ngày tập cái hạnh của người xuất gia, về cái bắt đầu nhìn cái người thân mình cái mắt nó khô khan tình cảm. Chào không dám chào, cười không dám cười, hỏi ngó hỏi, không có còn thân thiện ngày trước. Nếu mà thân thiện như ngày trước đó là bị nhiễm ái, thì nhiễm ái là coi như bị phạm cái giới, không? Là chúng ta có tu vậy chứ? Có ai tu Bát Quan Trai một ngày về nhà bắt đầu mới nhìn người nhà chỉ còn mắt khô khan tình cảm không? có nhiều lắm. Chúng tôi gặp rất là nhiều Phật tử tu cái kiểu đó, thấy rất là tức cười. Chúng ta hiểu lầm cái lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là muốn cho chúng ta đừng có nhiễm ái, chứ không phải là không còn tâm từ. Nếu mà không có còn tâm từ, Đức Phật tới trần gian là để dạy đạo, để cứu khổ trần gian, để làm cái gì? Cái tâm từ Đức Phật là ban vui cho tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta tu ngày, bây giờ nhà gia đình nó đói bụng mình không cần biết, không thèm nấu cơm, mình rảnh thôi, giờ tôi mắc tu rồi tôi ngồi tôi niệm Phật không có được, tại ngày nay tôi phát nguyện tôi tu ngày, bây giờ tôi ngồi tôi niệm Phật, hoặc là tới giờ tôi tụng kinh rồi. Chuyện niệm Phật tụng kinh nó có phước hơn nấu cơm cho mấy người ăn. Chúng ta bắt đầu làm cái kiểu đó. Nhiều người làm như vậy, cho nên có rất là nhiều cái gia đình mà người Phật tử đi chùa gia đình ngăn cản, cũng vì lý do này. Thành ra đó chúng tôi khuyên những người Phật tử mà muốn đi chùa, muốn tu tập tốt thì cố gắng cực thêm một chút. Thay vì hồi trước mình chỉ là cực lo gia đình thôi, thì bây giờ chúng ta phải dành thời gian để đi tu nữa. Thành ra chúng ta cố gắng là hoàn thành cái công việc gia đình trước khi chúng ta tới chùa. Tức là mọi việc trong một ngày mà mình đi chùa tu á, thì mình phải sắp xếp, mình phải lo lắng làm sao cho nó ổn định hết đi, để người ta không phiền mình, người ta không phiền mình. Cái việc đi chùa chúng ta nó có lợi, thì cái người bên cạnh thấy rằng cái người đi chùa này không mất công việc gia đình mà thậm chí còn có lợi hơn nữa, thì ngày mai ngày mốt mình có đi chùa người ta ủng hộ, thậm chí người ta còn có thể chở mình đi chùa. Còn bây giờ mình đi chùa thì mất mát làm hư đốn công việc của gia đình, làm ảnh hưởng tới cái việc làm ăn sinh sống gia đình, thì như vậy là chúng ta đã bị thất bại rồi. Tức là chúng ta không đem lại niềm vui cho người bên cạnh chúng ta, thì nó không phải xuất phát từ tâm từ của đạo Phật, không? Nếu một người thật sự biết tu tập á, thì cái người bên cạnh chúng ta phải được vui đó nè. Người thân chúng ta phải được vui với cái đời sống riêng của chính mình. Mình sống trong gia đình thì cả gia đình mình phải vui hơn. Một người Phật tử mà tu tập đúng với cái tâm từ của Đức Phật á, thì mỗi khi mà chúng ta đi chùa chúng ta tu tập, thì khi về tới nhà là không khí vui tươi phải có với gia đình của mình. Phải làm cho những người xung quanh chúng ta được vui chứ không có được buồn. Thì vậy là chúng ta bắt đầu thực hiện cái tâm từ đó. Chúng ta đến với người nào thì người đó vui tươi cởi mở, thì đó là chúng ta đang thực hiện tâm từ. Cho nên khi mà chúng ta ở nhà thì chúng ta làm vui gia đình mình, khi chúng ta tới chùa chúng ta làm vui cho chùa chiền, thì là chúng ta đang thực hiện tâm từ. Và giỏi hơn nữa thì chúng ta ở nhà chúng ta phải tự tu để giải quyết cái khổ đau cho chính bản thân mình. Tức là mình hết khổ rồi,
Và khi đến với mọi người, chúng ta tìm cách nào đó để làm cho mọi người hết khổ đau. Phải có những cái sự khuyên giảng, những cái sự chia sẻ buồn vui với mình, và bằng cái hiểu biết đạo lý mà mình có thể làm cho một người bạn mình, một người huynh đệ tu tập với mình mà họ hết được cái khổ đau, thì lúc đó mình mới thực hiện được tâm từ của Đạo Phật. Cho nên nếu một người Phật tử chúng ta tu để chúng ta thấy rằng mình có thực hiện đúng tâm từ Đức Phật hay không, là chúng ta có thể nhìn trong cái đời sống riêng của mình. Ví dụ như bây giờ, trước kia mình đi chùa thì mình không quen biết nhiều người, và tình cảm của mình chỉ thương được gia đình mình chừng 10 người, cho giỏi lắm là 20 người, bà con quyến thuộc thân bằng của mình thương khoảng 20 người thôi. Nhưng nếu như bây giờ chúng ta đi tu được 1 năm rồi mà chúng ta không thương thêm nữa được, tức là những người bên cạnh mình, huynh đệ mình mà mình không thương mến họ được, thì chứng tỏ rằng cái tâm từ chúng ta chưa có mở ra, chưa có mở từ tâm mình ra. Thật ra khi mà chúng ta đi chùa nhiều năm, nhiều tháng mà chúng ta thương và có thể giúp đỡ, đem đến niềm vui được cho nhiều người, và đến một cái lúc nào đó cái kết quả của tâm từ chúng ta nó có đó, thì chúng ta mới thấy một điều là mỗi khi xung quanh chúng ta có chuyện gì rắc rối, ví dụ như huynh đệ chúng ta có chuyện gì rắc rối, người nhà chúng ta có chuyện gì rắc rối, thì sao? Người ta đều gõ cửa để nhờ cậy mình. Mỗi khi mà bạn bè mình có chuyện phiền hà, những chuyện phiền não, những chuyện khổ đau, là họ liền nghĩ tới mình. Thì biết rằng lúc đó là cái tâm từ chúng ta đã bắt đầu có lực rồi, khiến cho người xung quanh chúng ta cảm nhận được mình là một người tốt thật sự, có chuyện là chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người ta. Thì lúc đó cái coi như là cái kết quả tu tập chúng ta có. Còn bây giờ hả, kế bên họ có chết thì chết, thì mình làm họ không hề ngó tới mình, thậm chí là muốn nhờ vả mình, muốn chuyện chút xíu thôi, đi đâu nhờ mình giữ nhà thôi họ cũng muốn nhờ, phải không? Thì rõ ràng là cái tâm từ chúng ta chưa có, nó chưa có cảm được những người xung quanh, cho nên là họ không có cần tới mình. Vì vậy mà chúng ta thấy nếu mà ở chùa mà những chuyện rắc rối của Phật tử mà Phật tử không có buồn tới tâm sự được với quý thầy quý sư cô, không? Thì chứng tỏ rằng quý thầy quý sư cô cái tâm từ chưa đủ để cảm hóa được Phật tử. Đó, với Phật tử với nhau thì chúng ta phải tu tập đến một cái giai đoạn nào đó mà cái lòng từ chúng ta đủ cảm hóa mọi người xung quanh. Họ có một chút phiền muộn, họ có một chút khổ đau cần chia sẻ là họ nghĩ tới mình liền. Thì đó là một đóa hoa đang nở giữa rừng, đó là một đóa hoa thực sự. Ra một người Phật tử chúng ta mà tập tu tâm từ của Đức Phật á, chúng ta phải có cái đời sống bắt đầu thực sự tốt với bản thân mình trước. Phải làm sao để cho mình thực sự bình yên, thực sự hạnh phúc giữa cuộc đời này. Và một điều rất lạ là một người đã có được một lần nếm được cái hương vị Phật Pháp và sống được hạnh phúc trong đời này á, thì chúng ta mới thấy một điều hết sức hay là ở nơi họ nó giống như là một cái mùa xuân đang rộ nở, bao nhiêu ong bướm bắt đầu bu ra. Đó là một sự thật. Chúng ta thấy khi mà Đức Phật thành Phật rồi á, thì vua Tịnh Phạn rất là nhớ Thái tử Tán Đạt Ma. Có lần Đức Phật và Giáo Hóa gần cái vùng của vua Tịnh Phạn ở, vua Tịnh Phạn nhớ quá không còn chịu nổi nữa, mới cử các vị đại thần, đệ tử của các vị đại thần đi tới để mời Đức Phật về hoàng cung thăm vua Tịnh Phạn. Thì đưa ông nào đi mất ông đó hết. Bao nhiêu vị đại thần đi tới vừa gặp Đức Phật cái là muốn ở lại để xuất gia luôn, chứ không muốn đi về hoàng cung nữa, mặc dù làm quan rồi hưởng bổng lộc triều đình, nhưng mà thấy rằng nó không có bình yên bằng ở bên cạnh Đức Phật. Cho nên các vị vừa nhìn thấy cái ánh mắt của Đức Phật, vừa nhìn thấy nụ cười của Đức Phật, vừa nghe âm thanh của Đức Phật nói ra là quên hết chuyện trần gian, xin được ở lại làm tỳ kheo. Và sai cho tới gần 90 người mà phải nói cẩn thận của vua Tịnh Phạn, đi ra rồi mất tích, đi ra rồi mất tích, đi ra rồi mất tích, không còn nào quay lại hết. Thì thấy cái sức hút của Đức Phật khủng khiếp đến mức độ đó. Và cuối cùng á, vua Tịnh Phạn mới cử một cái vị đại quan mà vua tinh nhất, chỉ còn một ông này là vua tinh nhất thôi, nhưng mà với điều kiện là người đi ta nhốt hết gia đình người ở trong hoàng cung á, trong vòng mà 3 ngày mà không có tin tức tôi chém đầu mấy người này hết. Nếu mà người đi như mấy ông kia mất tích nữa là không được, bắt đầu đưa người nhà vô hoàng cung hết. Và ông này cũng nghe tin là nếu mà nhìn mặt Đức Phật á,
thì sẽ bị Đức Phật hút hồn là không có thể đi về được. Cho nên khi mà đi tới tỉnh xá gặp Đức Phật rồi là sư nhìn thấy Đức Phật từ xa bắt đầu nhắm mắt đi tới, không dám mở mắt nhìn nữa. Thì tới gần Đức Phật rồi nhắm mắt thưa, thưa Đấng Gotama là vua Tịnh Phạn rất là nhớ Ngài và muốn Ngài trở về hoàng cung để thăm. Thì lúc đó Đức Phật gật đầu đồng ý, là Đức Phật nói ta cũng đã sắp xếp thời gian để về hoàng cung thăm rồi. Lúc đó ông mới mừng quá mở mắt ra. Quả thật là khi ông mở mắt ra rồi cũng muốn làm tỳ kheo luôn, nếu muốn về nữa. Và sau lần đó về báo cáo mọi việc với vua Tịnh Phạn xong là Ngài làm tỳ kheo tu luôn. Thật ra chúng ta thấy khi mọi người mà cái tâm họ được an lạc thực sự, họ sống tươi vui thực sự, thì với họ giống như mùa xuân. Và chúng ta khi mà chúng ta thấy một điều là với cái mùa xuân thì mình sao nghe tâm hồn mình nó cởi mở, nó tươi vui và gây cái sự hứng khởi trong đời sống này, chúng ta thích mùa xuân hơn những mùa khác. Thì khi mà mọi người tu tập á, mà đạt được đạo lý rồi á, nơi tâm họ hết phiền muộn, họ sống được an lạc rồi, thì những người chung quanh, những người chung quanh tự động họ cảm được cái từ lực này, thì tự động họ tới, họ muốn gần gũi. Một người mà chúng ta thấy á, những người rất là lạ với mình thôi mà khi chúng ta đối diện là chúng ta không muốn ngồi lâu, vì rõ ràng là ở nơi họ cái sự hơn thua, cái sự chống đối, sự tranh giành ở nơi lòng họ có, nó phát ra cái từ trường đó, thì khiến cho mình thấy nó có một cái gì bất an, có cái gì rất là bất an. Nhưng nếu chúng ta gần một cái vị tu mà họ tu tốt á, cái tâm hơn thua của họ đã hết rồi, cái sự chống đối giành giật với trần gian này họ cũng đã hết rồi, và họ đã có tu tâm từ, tức là họ đang thương yêu với tất cả mọi người á, thì khi đối diện người đó chúng ta tự có một cái cảm giác yên ổn và chúng ta rất là thích muốn ở gần, thích muốn chia sẻ, thích muốn trò chuyện và thích muốn thân cận người đó. Thì là cái người đó có cái lực tốt, có lực tốt. Cho nên á, có nhiều lúc có những cái thầy tu tốt nó giống như là một cái cục nam châm có cái lực hút rất là mạnh. Và thường á, chúng ta để ý là những người tu theo đạo Phật á, mà càng lúc quần chúng càng đông á, thì biết là cái đạo hạnh của vị đó càng lớn lên, có nghĩa là người đó đang thực hiện cái đạo lý của Đức Phật rất đúng. Thành ra cái chính cái sức cảm hóa của họ đối với những người mà họ chưa gặp thì họ cũng đã rải cái tâm từ họ tới rồi. Và khi mà những người mà được gặp họ thì gần như là mỗi người thân thuộc đâu nhiều đời á, mặc dù mình chưa có gặp lần nào, nhưng mà khi gặp một cái vị tu hành mà họ tu tốt rồi, chúng ta có một cái cảm giác là ông thầy này tự nhiên mình thấy mình thân ghê á, nhưng mà không biết gặp lúc nào. Hoặc là gặp một vị sư cô thì chúng ta cảm thấy có một sự thân thuộc nào đó. Phật tử chúng ta tu tập tốt cũng có điều này, tự động chúng ta có được một cái lực gọi là cái lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn nó rất là lạ, nó hơn tất cả các dạng của bùa chú nhiều lắm. Tại vì khi người ta tới, ta thân cận, ta gần gũi, ta có một cái cảm giác bình yên cho chính mình. Có những người ở nhà rất là khổ đau, rất là phiền muộn, rất là gắt gói ha, thì họ vào chùa, họ nghĩ là khi vô chùa gặp thầy hoặc là gặp sư cô họ sẽ nói rất là nhiều điều. Nhưng mà khi tới chùa gặp vị thầy hoặc gặp sư cô, họ chỉ cần họ nhìn thấy vị thầy cười, sư cô cười, cái tự nhiên nó tan biến hết mọi cái, không cần phải tâm sự, không cần phải tâm sự, không cần phải kể lể khóc lóc nữa, và tự thấy bình an. Vì vậy là những vị đó là những vị mà chúng ta biết rằng họ đã có một công lực rất là lớn, công lực rất là dữ dội mới có thể cảm hóa được những người xung quanh như vậy. Thật ra khi mà cái đời sống của một người Phật tử chúng ta mà có tu tập tốt thì chúng ta phải sống như thế nào đó mà mỗi ngày chúng ta phải tự xét là một ngày mà chúng ta còn tu theo đạo Phật là ngày đó chúng ta có làm lợi cho người hay không. Đây là cái điều chính này. Nếu mà thực sự một ngày sống chúng ta mà không có lợi cho người khác thì cái tâm từ chúng ta không phát triển. Phải nói là một ngày chúng ta lợi một người, nhưng mà hai ngày là chúng ta phải lợi gấp đôi, phải không? Tới ngày thứ ba là chúng ta phải lợi gấp đôi nữa. Và càng sống lâu trong đạo Phật chừng nào thì cái việc lợi lạc những người xung quanh lại càng tăng nhiều chừng đó, tức là chúng ta đang thực hiện tâm từ. Tức là chúng ta phải sống làm sao cho cái niềm vui của mình được trào dâng, mà nó trào dâng không có ngần mé nữa, để đi tới với mọi người mọi loài. Khi người ta nghe, chỉ cần nghe nhắc tới tên mình thôi
là người ta có cảm giác vui rồi, mặc dù người ta chưa gặp mình. Nhưng mà nghe nhắc đến tên tuổi của người đó là tự động mình có cái cảm giác à, mình muốn gặp, mình muốn chia sẻ, mình muốn gần gũi, muốn được diện kiến người đó, tức là cái tông từ người đó đã đủ cảm hóa được những người xung quanh. Thật ra nếu mà một ngày nào chúng ta tu theo đạo Phật, phải không? À, ngày đó chúng ta còn phiền người này, còn hận người kia, còn bỏ qua người nọ, chúng ta không nhớ tới, chúng ta có thể là xem người đó như người xa lạ với chính mình. Đi ra đường chúng ta gặp người khác khổ đau mà tâm chúng ta không có rung động, thì biết rằng chúng ta không thực hiện đúng cái từ tâm của đạo Phật. Nếu mà một người Phật tử chúng ta mà tu tập được cái tâm từ tốt, thì từ nơi bản thân mình sẽ lộ bài ra cái đời sống bình an, và gia đình mình cảm được cái lực an bình đó. Một người Phật tử tu tốt là gia đình tự động bình yên nha. Còn nếu như chúng ta đi chùa nhiều năm, nhiều tháng mà thấy gia đình mình bất an, biết rằng chúng ta dụng công coi chừng trật bà lệ, chúng ta phải kiểm tra lại. Chúng ta đi chùa nhiều mà về gia đình vẫn còn rắc rối, vẫn còn lộn xộn, còn chuyện này còn chuyện kia mà không ổn định được, thì biết rằng chúng ta đang làm cái gì sai á, chưa đúng lắm. Chưa có chuẩn mực đối với cái lời Đức Phật dạy. Chúng ta chưa hành được cái tâm từ mà Đức Phật đã làm, đã dạy cho chúng ta. Thật ra là mình vẫn còn có thể cự cãi được với những người xung quanh, mình có thể làm cho những người xung quanh rắc rối với chính mình. Vì cái nhu cầu cá nhân của mình mà người khác bị bận rộn, bị rắc rối, bị khó chịu, biết rằng là chúng ta không tu tốt. Khi cái người tu tốt á, thì tự động họ đi đến đâu, cái người khác nghe nhẹ nhàng tới đó. Trước mắt là cái người xung quanh chúng ta phải nghe nhẹ, tại chính mình đã nhẹ rồi, chính mình đã yên ổn rồi. Thì cái lực yên ổn, nhẹ nhàng, thanh thoát của chính mình sẽ cảm được những người đó trước đó, đó là cái chính. Và rồi nếu mình cần cái gì, thật sự là mình không có đòi hỏi cho riêng bản thân, và luôn luôn á, là đi đến người nào là chắc chắn người đó sẽ có được cái gì đó với chính mình. Luôn luôn chúng ta tới một người nào đó, nếu chúng ta tu từ tâm đó, là ít ra thì họ cũng phải được một chút bình yên cái đó, ít ra thì họ cũng có một chút vui tươi cái đó. Hai cái đó là cái chính, không? Tại vì lòng từ là bạn vui, và giỏi chút nữa là chúng ta giải quyết được khổ đau cho những người xung quanh nữa thì quá tuyệt vời, không? Vì vậy là nếu mà thực hiện cái tâm từ bi là chúng ta phải có hai điều này. Một là phải đem nguồn vui đến cho mọi người, mọi loài. Sống ở đâu, đi đến đâu thì chỗ đó sẽ là mùa xuân mới được, chứ không phải là chỗ đó đang vui mà có mặt mình bắt đầu hầm hầm như Trịnh Hâm cái lời hay kẹt. Cái đạo tràng chúng ta, người ta đang vui vậy, cái mình xuất hiện cái người ta hết cười nổi, nhìn cái mặt mình là người ta cười không nổi là cái nhân thua rồi. Cái đó là công phu không tốt. Con cái gia đình mình đang vui vẻ này nọ đằng kia, cái mình tu một ngày trong chùa, vừa bước vô nhà cái là tắt đài hết. Tắt đài hết thì đính đính để cho bà già mà niệm Phật, nếu mà cọc quả không niệm Phật được là coi chừng có chuyện. Cái vậy này đứng rõ rằng cái tâm từ chúng ta nó không đủ. Chúng ta nghe có một cái điều như thế này nè, ví dụ như mình một ngày mà đi chùa tu tốt ha, là chúng ta về gần tới nhà, tự nhiên gia đình nó có một cái gì đó nó phấn khởi đón chờ mình về. Không phải về cho tiền, cho bạc, cho bánh, cho kẹo, mà nó có một cái gì lạ lắm. Tự nhiên cái giờ mà người cha, người mẹ hoặc là cái người trong gia đình mà đi tu trong chùa về á, gia đình tự nhiên cũng mong mỏi, muốn chờ, muốn gặp. Và rõ ràng mình bước vào nhà là bao nhiêu niềm vui bắt đầu có. Cái sự cởi mở, vui tươi nó bắt đầu có ra trong gia đình, thì chứng tỏ rằng ngày đó mình đang tu tốt, đang tu rất tốt. Còn mình đi tu mà về nhà ta đóng cửa ta ngủ hết rồi, thế điều không muốn ra mở cửa cho mình vô nữa là thôi. Là kẹt á. Ngày đó là chứng tỏ là mình tu không tốt đó. Cho nên là cái người tu mà đúng với cái từ tâm của đạo Phật là chúng ta phải có được điều này trong đời sống của mình. Thế làm sao ở nơi mình là phải rạng rỡ như mùa xuân thật sự, rồi mà mình phải bình an và hạnh phúc thật sự giữa trần gian này. Đi đâu, sống ở đâu là chúng ta luôn luôn đem niềm vui và nụ cười đến đó, thì biết rằng chúng ta đang thực hiện cái từ tâm của đạo Phật và có thể giúp đỡ được những người xung quanh. Thì đây là một cái điều mà chúng tôi thấy rằng nếu một cái gia đình Phật tử mà tu tập tốt điều này, nó sẽ có lợi cho riêng bản thân gia đình mình trước đó nè. Đó, cho nên một người tu phải đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình mình trước. Người tu nào mà không đem niềm vui hạnh phúc cho gia đình được thì biết rằng người đó công phu tu tập chưa tốt. Người nào, người tu nào ở một cái nơi, một cái chỗ nào dù đó là rừng hoang đi nữa, thì nơi đó lần lần sẽ biến thành một cái địa đàng thật sự,
thành một cái chỗ vui tươi để cho nhiều người đến đó để chia sẻ. Làm sao mình giống như một cái bể nước mênh mông, những người mà khát khao, những người nóng cháy cần cái bể nước này. Khi mà họ bị bức bách trong cuộc sống này, khi họ bị khó khăn trong cuộc sống này, họ bị bệnh tật, bị gian truân trong cuộc sống này, là họ luôn nghĩ tới mình. Nếu làm được điều đó trong cuộc đời này thì coi như chúng ta đã thực hiện được cái từ tâm. Mặc dù là chúng ta chưa có đạt tới cảnh giới cao của cái từ bi, chúng ta chỉ khởi quán từ bi và chúng ta tập tu thôi, chứ lúc đó thì cái từ bi chúng ta chưa có thật sự. Đến một cái lúc mà đỉnh cao của từ bi á, là một lần chúng ta hoàn toàn tan biến, mất đi cái riêng tư của chính mình, tức là mất hẳn cái ngã chấp của chính mình đi. Lúc đó chúng ta không còn cái riêng nữa, và cái trí tuệ chúng ta tự động thấy được một cái điều là tất cả chúng sanh muôn loài đối với mình nó là một cái gì nó rất là thân thiện, và chúng ta sẵn sàng tương thông với tất cả những nỗi niềm đau khổ của trần gian này một lần. Nó lạ lắm, khi mà chúng ta đạt tới cảnh giới cao của từ bi thật sự á, chúng ta dụng công thật sự đến cái đỉnh điểm của từ bi rồi, thì trong một thoáng chốc thôi, cả cái pháp giới này, cả trần gian này không còn đối tượng hơn thua chính mình, mà cả pháp giới, cả chúng sanh này toàn là những người thân bằng quyến thuộc để mình thương yêu. Đó là một cái điều mà phải xảy ra trong tâm chúng ta một lần như vậy thì chúng ta mới cảm nhận được cái từ bi của đạo Phật. Còn không thì lúc này chúng ta chỉ là khởi quán thôi, chúng ta tập làm khởi quán, mặc dù chưa đạt tới cảnh giới từ bi thật sự của đạo Phật, nhưng chúng ta cũng tập quán để cho cái chung quanh chúng ta được yên. Bởi vì mỗi lần mà chúng ta phát ra một cái loại ý niệm á, ý niệm tốt, nó sẽ có một cái từ trường tốt xảy ra nơi cái vùng mình đang ở. Chúng ta khởi ý niệm xấu, nó phát ra một cái loại từ trường xấu ở cái vùng mình đang ở. Thật ra nếu một cái gia đình mà những người tu với cái tâm từ thì gia đình đó nó có một cái loại khí sáng rất lạ lùng. Và nếu người đó bình an thì cái gia đình đó, người khách tới họ cảm nhận được một cái khí lạ ở gia đình đó liền. Gia đình có tu là bước vô tới cửa thôi, chúng ta thấy cái khí gia đình đó nó trong sáng, nó an bình, nó trong lành lắm. Còn một người mà với cái ác tâm, chưa từng biết tu tập tâm từ, thì chúng ta chỉ chạm tới ánh mắt của họ thôi là tự động mình nghe nó rợn người với mình. Nếu mà chúng ta nhìn với cái ánh mắt sát thủ, chúng ta thấy nó có một cái gì đó ghê gớm làm cho mình dội liền. Thật ra là khi một người mà tu tập đúng với đạo Phật á, thì nó sẽ lợi cho chính bản thân mình này, có lợi cho vũ trụ xung quanh chúng ta. Thì mỗi một khi chúng ta khởi cái tâm từ là nó phát một cái loại sóng ra vũ trụ này, thì cái sóng đó là cái sóng êm ái, nhẹ nhàng, thanh thoát và cởi mở cho chính cái tâm hồn chúng ta. Và nó phát ra một loại ánh sáng rất đẹp và rất mát dịu để cho những người xung quanh cảm nhận được cái khí đó, cảm nhận được cái sóng đó, họ cũng cảm nhận yên ổn. Mặc dù họ không ở gần mình nhưng họ cũng cảm nhận được cái khí đó. Cho nên chỗ nào có người tu thì chỗ đó an bình. Nơi nào có người tu là nơi đó an bình, cái đó là cái chuyện chính. Thật ra một người tu mà không đem được sự an bình cho gia đình mình, cho những người xung quanh mình, cho cái nơi ở của mình thì người đó chưa tu tốt. Nhưng chúng ta phải thấy được điều này. Rồi quý Phật tử chúng ta mà đã từng đi chùa tu học rồi đúng không, mà về nhà nếu mà gia đình chúng ta không bình yên là chúng ta phải coi lại coi mình tu lâu nay tu sao, tu có đúng hay chưa, học đạo có chuẩn mình hay chưa, chúng ta có thực hiện cái điều Đức Phật dạy có chuẩn không, có đúng không. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy được cái tâm từ của Đức Phật đó. Và chúng ta thấy trong cái cuộc đời của Đức Phật dễ thương đó, có những cái điều mà Đức Phật làm. Chứ tôi nghĩ là đời này mình không học được một phần triệu, một phần tỷ, chứ một phần triệu thì hơi bị lớn. Tôi thấy là cái người mà giết Đức Phật là Ngài Angulimala, không? Cái tên khác là Vô Não. Chúng ta có đọc truyện, chúng ta thấy một người cầm cái kiếm mà rượt theo Đức Phật á. Thấy đi đâu cũng thấy cái tranh vẽ cầm kiếm rượt theo Đức Phật. Thì Ngài Vô Não, tức là Ngài Angulimala, được một vị thầy dạy. Những cái chuyện lịch sử của Ngài rất là dài, nhưng mà đại khái là cái ý của vị thầy dạy á, là cố tình muốn hại ông này chứ không phải là dạy thật, nhưng mà ông này hiểu lầm. Tức là phải giết đúng 1.000 người, và mỗi một người đều lấy một cái ngón tay để làm sâu chuỗi đeo á, thì mới chứng được cái quả theo cái đạo mà vị thầy đã dạy.
thì ngài Angulimala đã giết 999 người rồi. Và cái đoạn đường đi của ngài nó nổi tiếng đến mức độ là dân không dám đi qua nữa. Một vị mà giết người khủng khiếp mà dân làng không dám đi ngang đó nữa. Thì lúc đó ngài Angulimala mới nói là thôi bây giờ nhiều ngày quá rồi, ngài cũng muốn thành đạo, cái tâm nôn nóng thành đạo của ngài nó bốc lên tới đỉnh đầu. Còn một người cuối cùng không biết là ai, và nhiều tháng rồi không ai dám đi ngang khu rừng đó hết. Thì lúc đó ngài mới nghĩ là chỉ còn mẹ mình ở nhà. Thì giết mẹ cái là đủ 1000 ngón tay. Và vừa khởi ý đó, Đức Phật thấy được. Đức Phật thấy được nếu mà giết người bên ngoài thì tội nó tính ra nó còn nhẹ hơn giết mẹ của mình. Rồi Đức Phật liền xuất hiện, để cứu bà mẹ đó, để cứu ngài Angulimala thoát khỏi cái tội mà bất hiếu cái đó. Thì lúc đó ngài Angulimala bắt đầu xách gươm rượt theo để chém Đức Phật. Đức Phật đi rất là bình thản bằng cái năng lực của mình. Ngài Angulimala chạy trong tới một buổi trời vẫn thấy xa, càng chạy càng xa Đức Phật, ngài mới la lên: "Này ngài Gautama, hãy dừng lại." Thì Đức Phật nói: "Ta đã dừng lâu lắm rồi, chỉ có ngươi chưa chịu dừng mà thôi." Thì ngài ngộ ra, buông gươm xuống quỳ lại Đức Phật liền. Và Đức Phật nói: "Thiện lai tỳ kheo," cái là tóc trên đầu rụng hết, làm vị tỳ kheo tăng. Và ngài chứng quả A La Hán ngay trong đời đó. Về theo Đức Phật, Đức Phật dạy cái pháp phương pháp tu, sau một tháng chứng quả A La Hán. Và khi chứng quả A La Hán rồi á, là ngài đi khất thực, chúng ta thấy là tả tơi như tàu lá, đi bữa nào về là áo cũng rách. Dân làng bắt đầu trả thù, ngày xưa thì ông làm tướng cướp, bây giờ ông là tu sĩ xuất gia, ông đâu bao giờ kháng cự là được đâu. Mình bán được khất thực có bữa, vậy là tan nát, mình bán không có miếng cơm ăn, bị người ta chọi đá đó. Mặt mày rách rưới, áo quần rách hết. Ngày nào như ngày nào đi ra khất thực mà được, ngày bắt đầu ngày trả cái giá rất là đắt. Thì một hôm có một cái chuyện ở trong làng, có một bà đó, bà đau bụng mà nhiều tuần lễ mới sanh không được. Thì gia đình mới tới cầu cứu Đức Phật, là xin Đức Phật cứu giúp dùm người. Thì cái người đang đau đẻ, họ đau khủng khiếp lắm. Thì Đức Phật mới kêu ngài Angulimala đi. Ngài bây giờ nói chung là ra đường, ngoài cái việc đi khất thực hành đạo để trả cái nhân quả, ngài không còn chuyện khác để ngài đi. Cho nên là ngài rất sợ đi ra đường, phải nói như vậy. Ra đường là ghê gớm. Thì Đức Phật dạy là phải đi. Nhưng mà Đức Phật dạy là ngươi đi tới cái bà bầu đó, ngươi nói một câu là: "Kể từ lúc ta sanh ra tới giờ phút này, ta chưa từng giết người nào." Em Liêu La mới trợn mắt lên đó: "Thưa Đức Phật, trời ơi, cả một cái làng này nổi tiếng là con đã giết 999 người rồi, bây giờ con đâu thể nói dốc như vậy được, không ai tin con điều này hết." Thì Đức Phật nói là: "Kể từ ngày ngươi sinh ra trong Phật Pháp thì ngươi không hề giết người nào, ngươi hãy tới bà bầu và nói đúng câu này." Thật sự ngài Angulimala vừa nói dứt cái câu đó, bà kia vừa nghe xong là sanh cái bé ra liền. Đây là một điều rất là kỳ diệu, không kỳ diệu mà. Thật ra đó, mọi người khi chứng quả rồi thì cái từ tâm họ đủ để có thể làm so dịu tất cả khổ đau cho nhiều người. Và có một cái chuyện nữa mà nhiều người Phật tử chúng ta hiểu lầm, và điều này chúng tôi nói đi nói lại rất là nhiều đạo tràng đó. Quý vị thấy một cái hình một con voi, có cái hình Đức Phật đứng và cái bàn tay Đức Phật phóng ra một cái luồng hào quang có hai ba cái đầu con sư tử, và con voi cúi xuống lại, đúng không? Thì mọi người đều hiểu là sao? Là Đức Phật sử dụng thần thông ha, hiện ra một con sư tử để nhiếp phục con voi, tại vì con sư tử là loại chúa tể rừng xanh, dù là voi cũng phải sợ sư tử. Thì lúc đó Đức Phật hiện thần thông để hiện ra hai ba cái đầu của con sư tử để nhiếp phục con voi. Chính thương có đúng không? Trải qua nhiều thế kỷ chúng ta hiểu lầm điều này. Đức Phật chưa bao giờ trong cuộc đời của ngài có nửa ý niệm nhiếp phục người khác bằng thần lực của mình. Chưa bao giờ có. Chưa bao giờ muốn dùng thần thông để nhiếp phục bất kỳ người nào. Đức Phật chỉ dùng từ tâm mà thôi. Chúng ta mới thấy cái từ lực Đức Phật lớn đến mức độ làm một con voi điên cuồng nó cũng cảm nhận được cái sự mát dịu của từ lực của Đức Phật, nó phải quỳ mọc cái chân Đức Phật. Ở thế gian chúng ta có một câu là sao? Đứng trước một người có trí tuệ lớn thì mình chỉ biết cúi đầu, nhưng đứng trước một người có tình thương lớn là mình phải quỳ đầu gối xuống. Thì chính con voi này nó cảm nhận được cái từ lực của Đức Phật.
Đức Phật từ bi đến mức độ mà con voi đang điên như vậy, nó đang nóng bức như vậy, chuẩn bị dẫm đạp Đức Phật, nhưng mà chạm tới cái từ tâm của Đức Phật rồi thì con voi tự động mát dịu, nhẹ nhàng, an ổn và quỳ gối xuống. Chứ Đức Phật không hề sử dụng thần thông. Nói tới từ tâm của Đức Phật, chúng ta mới thấy điều này là khủng khiếp nhất. Thành ra chúng ta thấy có những cái vị tu mà mình gọi là những người có đức á, thì dù ăn cướp nó có nhắm súng bắn đi nữa, mà nếu người này nhìn tới là tự nhiên nó buông cò, chứ nó không có dám méo tiếp. Thực sự là như vậy. Nếu người nào mà có gọi là có đức thực sự, có đức có nghĩa là gì? Không phải là người đó có thần lực, nhưng mà cái từ tâm người đó lớn quá. Khi đối diện với một người mà nghịch, mà chuẩn bị mà giết mình á, họ cũng không nở ra tay, không nở ra tay, không xuống tay được cái người đó. Và thay vì phải chém một nhát, nhưng mà họ có thể tát một tát tay. Và cái chuyện này chúng tôi cũng có kể trong một số đạo tràng khác. Cái chuyện cô gái Đồ Long của Kim Dung viết, Kim Dung diễn tả đoạn này cũng hay. Là Kim Mao Xuyên Dương Tả Tốn là một cái đại ác trong giang hồ, phải không? Ai cũng biết Kim Mao Xuyên Dương Tả Tốn là một người ác, giết rất là nhiều người, gieo hờn chốt quán khắp giang hồ. Và ai cũng mong muốn được một cái lần để mà băm dầm Kim Mao Xuyên Dương Tả Tốn mới hả cái thù oán của mình. Nhưng mà trong lịch sử, Kim Mao Xuyên Dương Tả Tốn và Thần Khôn có một rút mắt với nhau. Thần Khôn là sư phụ của Kim Mao Xuyên Dương Tả Tốn. Sau khi dạy võ Kim Mao Xuyên Dương Tả Tốn rồi, và sao? Ở hiếp vợ của Kim Mao Xuyên Dương Tả Tốn và giết luôn vợ. Ra Tả Tốn rất là hận Thần Khôn, thì mới luyện một cái loại thần công khủng khiếp là giống như loại thần công sư tử hống. Mỗi lần hống lên là đâm tai biết óc người ta, không còn bình tĩnh và giết đi. Và để tên là Thần Khôn khắp giang hồ được như vậy. Và cuối cùng người ta biết điều này, thì Tả Tốn cũng phải trả rất là nhiều cái giá đắt trong giang hồ rồi. Tới cuối đời thì ngài cố tình đi về Trung Nguyên, cố tình đi về Trung Nguyên để tìm Thần Khôn trả thù, vì chuẩn bị xảy ra một cái cuộc thư hùng tại Trung Nguyên để bầu Minh Chủ Võ Lâm. Thì lúc đó Tả Tốn đi vào bị các vị tăng Thiếu Lâm Tự bắt nhốt, và ngài chấp nhận bị nhốt để được ở đó, chứ còn ở ngoài giang hồ thì bất ổn rồi, đi đâu cũng bị ta chém giết, thì bị mấy vị thần tăng nhốt thì có lẽ yên hơn. Thì lúc đó Kim Dung diễn tả là Tả Tốn được bốn vị thần tăng Thiếu Lâm Tự là Độ Khổ, Độ Ách và Độ Nạn, ba vị chứ, tụng Kinh Kim Cang cho Tả Tốn nghe. Sau một tháng trời nghe Kinh Kim Cang, mỗi đêm cứ ông Độ Khổ, Độ Ách, Độ Nạn tụng riết, ông nghe ông ngộ đạo. Ông ngộ đạo thì cái hận của giang hồ coi như biến mất, nhưng mà vẫn còn nuôi nấng để được gặp Thần Khôn. Thì ổng ở luôn trong cái lao ngục của Thiếu Lâm Tự đó, ổng không ra. Thì lúc đó Trương Du Kỵ là cái người nghĩa tử, vừa là đệ tử vừa là nghĩa tử, rất là thương Tả Tốn, và Tả Tốn cũng thương người này. Thì lúc đó là Trương Du Kỵ bị đánh vào và tới cái ngục để cứu Tả Tốn ra. Tả Tốn không chịu ra. Tả Tốn nói là bây giờ đối với giang hồ là đối với ta nó thành không rồi, sau khi ngộ được Kinh Kim Cang là giang hồ hận thù nó thành không rồi, ta không có cần đi ra ngoài để trả thù. Thì đến một cái ngày mà quần hùng Thiếu Lâm Tự tụ hội, quần hùng Trung Nguyên tụ hội đại Thiếu Lâm Tự chuẩn bị là tranh cái chức minh chủ, thì Tả Tốn đi ra giữa đám đông hàng ngàn người như vậy, mà Thần Khôn chỉ cần tằng hắn một cái thôi là Tả Tốn phát hiện liền, xuất chiêu đánh Thần Khôn một cái chết. Và ra trước quần hùng Thiếu Lâm Tự quỷ võ công của mình để chấp nhận trả tất cả những cái oán hờn từ trước đến giờ. Sau khi dứt được một cái ân oán cũ, cái hận thù cũ rồi, thì đứng trước quần hùng Thiếu Lâm Tự tự quỷ hết tất cả võ công và chấp nhận trả nhân quả. Thì lúc đó người ta không còn có ý niệm băm dầm nữa, mà có người thì tát một tát tay, có người thì cứu lên đầu, có người thì đá một cái là xong, không ai giết Tả Tốn, và Tả Tốn còn sống tiếp tục. Thì chúng ta thấy là khi một người mà tu đến mức độ mà đã hết, tại được ông Độ Khổ nè, phải không? Độ Ách nè, và Độ Nạn tụng Kinh Kim Cang. Thì vậy là coi như ông hết khổ rồi, hết ách và hết nạn rồi. Với chính ông là cái nạn, cái ách và cái khổ đã biến thành không.
cái hận thù đối với mọi người đã liền thành không. Thì vậy là khi hết hận thù rồi thì chỉ còn có cái tâm từ để thương chứ không có còn hận thù nữa. Cho nên ông quỷ võ công trước quần hùng thì chấp nhận nếu mà nhân quả tới thì cứ thế. Và lúc đó nhân quả tới một cách nhẹ nhàng, không còn có ý để giết chóc như ngày xưa nữa. Thì ra khi mà một người mà tu tập đến một cái công lực lớn á, thì kẻ thù đối diện họ không ra tay, vì họ chạm được cái từ tâm xuất phát từ một cái người mà hết thù hận. Khi mà chúng ta tu từ tâm mà đến mức độ thù hận hoàn toàn tan biến, cái phiền hà, cái chống đối, cái hơn thua cái trần gian này chúng ta mất hẳn nơi tâm của mình rồi, thì cái người muốn tới mình để hơn thua họ không hơn thua được. Ở xa thì họ có thể nói này nói kia, có thể không gặp mặt mình thì họ có thể nói lén, họ chửi, họ bới mình cái gì đó. Nhưng mà chạm tới mình rồi là tự động họ chạm tới cái lực của mình. Nếu mình tu tốt thì tự động họ sẽ dịu giọng xuống và họ nói ngọt ngào, thậm chí là họ muốn nhờ mình giúp đỡ để chứng tỏ là mình tu tốt. Đó là ra là khi mà một người Phật tử chúng ta mà xảy ra một chuyện rắc rối trong gia đình đó, một chuyện rắc rối trong gia đình, hoặc là có cái chuyện hơn thua với bè bạn bị bất lòng á, mà người Phật tử tu từ tâm tốt là sẽ đi giải quyết rất là đẹp, có thể giúp đỡ những cái sự chia rẽ hơn thua của bè bạn xung quanh chúng ta nữa. Vì sao? Vì chúng ta đủ từ tâm rồi. Cho nên khi đối diện với một người mà đang muốn hơn thua là tự động họ bị tặc đi. Giống như chúng ta là một cái hồ nước mênh mông rồi, một ngọn lửa sân của người ta chạm tới là tắt mất, họ không còn đủ sức để bốc cháy ngọn lửa sân hận của họ nữa. Vì là lúc đó chúng ta tu từ tâm lớn, lúc đó gọi là chúng ta có công lực. Còn người Phật tử chúng ta phải tu cho tới cái trình độ này không? Mới gọi là thực hiện được cái từ tâm của Đạo Phật thì mới có thể cứu khổ ban vui được đúng nghĩa với Đạo Phật. Còn nếu không là chúng ta còn xa lắm. Chúng ta tu tập mà thấy là tới chùa, từ xưa giờ chúng ta tới chùa để làm gì? Để tụng kinh, thậm chí là dạy chúng ta tới chùa để niệm Phật. Và chúng ta chỉ biết tụng kinh niệm Phật, nhưng mà chuyện rắc rối xảy ra chúng ta cũng không xử lý được với bản thân mình, với gia đình mình, chồng xóm chung quanh mình, thì biết rằng là chúng ta chưa thực hiện được cái từ tâm của Đạo Phật. Thấy như vậy, nội cái từ tâm này thôi, nội tu cái tâm từ này thôi là một đời mình nhắm mình tu tới không? Cái này ai hứa tôi tu một đời tới cho tôi mừng nghe. Không có đâu. Thì nó thấy Đạo Phật nhìn bên ngoài á, thấy nó đơn giản lắm. Thấy một vị thầy, một sư cô ở chùa ăn chay rồi niệm Phật rồi gõ mõ tụng kinh, những chuyện đó ai làm cũng được. Mình về nhà mình lập bằng Phật mình làm cũng được. Nhưng mà được cái hình thức bên ngoài, nhưng mà thực sự cái chiều sâu bên trong á, là những người chuyên môn mới thấy nể sợ. Còn bình thường là chúng ta thấy không có gì hết. Đó là lúc chúng ta gặp vị tăng vị ni chúng ta thấy thường lắm. Mà thực sự là những người có một cái đời sống đời thường, không có chiều sâu tâm linh thì chuyện rất là thường. Nhưng mà càng học đạo chừng nào chúng ta càng nể phục Đức Phật mình chừng đó. Và càng học đạo sâu chừng nào chúng ta mới nể phục những vị chuyên tu chừng đó. Các vị không nói lời nào nhưng mà trong tâm các vị là từng giờ, từng phút, từng giây các vị đang thực hiện đạo hạnh của Đức Phật dạy, thực hiện tâm từ của Đức Phật dạy. Luôn luôn sống bằng cái từ tâm của mình từng giờ, từng phút, từng giây trong cuộc sống này. Và khi mà chúng ta chạm tới những vị có công phu, chúng ta thấy nó có một cái gì đó rất hay, rất đẹp mà mình diễn tả không được bằng ngôn ngữ người phàm. Nhưng tự động mình nhìn thấy người đó nó có một cái sức gì đó mình không nói được. Tự động mình chạm tới một cái tình cảm gì đó, nó nhẹ nhàng, nó im ắng mà có nhiều người bị lẫn lộn. Thực sự thì cũng có rất là nhiều người lẫn lộn trong cái tình cảm này, tự nhiên tới thấy nó có quen thân cái gì ấy. Rồi tới lâu ngày sanh cảm tình khác nữa, nó sanh ra nhiều chuyện không được hay. Chứ còn buổi đầu á thì những vị tu tập có năng lực rồi, các vị có một cái sức cảm hóa bằng từ tâm của mình. Cho nên Đạo Phật có một cái điều hay á, nếu thực sự là những vị tu tập chuyên môn, tu tập đúng với Đạo Phật á, thì các vị dùng đạo hạnh của mình để cảm hóa người khác, chứ không dùng tâm lý xã hội. Đây là điều nó có cái khác biệt giữa người tu và người không tu ở trong Đạo Phật. Chúng ta thấy có rất là nhiều vị mà đến với chúng ta bằng tất cả những cái niềm nở, phải không? Cái hoan hỷ, cái tiếp đón nồng ấm của một cái người mà giỏi tâm lý xã hội. Chúng ta gặp vị thầy chúng ta vừa ý liền, gặp vị sư cô cái kiểu tiếp xúc mà tươi vui hiếu khách của họ, mình cảm thấy mình vừa ý liền. Nhưng mà đó là tâm lý xã hội. Còn những người tu tập tốt họ không xài những cái điều này. Tại vì tâm lý là gì?
tâm lý thực sự nó nghịch đường với đạo đức, nghịch đường với đạo hạnh. Tâm lý là một cái gì đó mà nó bề ngoài thật sự, chứ nó không phải là chiều sâu của tâm linh. Thành ra mình đến người đó mình cảm thấy vui vì người đó khéo léo giao tiếp. Và lần hồi chúng ta có thể cảm nhận được việc này. Nếu chúng ta có tu thì chúng ta sẽ thấy cái gợn sóng tâm tư của một cái người mà muốn chiêu mộ tình cảm người khác, nó khác với một người có một cái từ lực là đem đến bình an của người khác. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. Nếu như một Phật tử mà đi chùa có một cái chiều sâu tu tập tốt là sẽ nhận ra được vị này hoàn toàn là tâm lý. Mà tâm lý là nghịch đường của đạo hạnh, chúng ta phải thấy điều này. Cho nên những vị mà đến với người khác bằng tâm lý, bạn bè chúng ta tới với chúng ta bằng tâm lý, thì chúng ta sẽ biết rằng người này có một ý đồ khác, chứ không phải vì sự bình an hạnh phúc cho mình, không phải vì tình thân thực sự tới với nhau. Hay quá trời. Cho nên chúng ta học đạo phải khéo nhận ra điều này. Một người tu tập theo đạo Phật phải thấy được cái giá trị thật của đạo hạnh đó. Họ cảm hóa trần gian này bằng tâm từ của mình, bằng đạo hạnh của mình, bằng đạo đức của mình đó, thì nó sẽ giúp ích cho nhiều người, sẽ đem lợi lạc cho nhiều người hơn. Còn nếu bằng tâm lý thì sẽ lợi cho vị đó chứ không phải lợi cho nhiều người. Đó là bề trái mà chúng ta phải nhận ra. Một người Phật tử đi chùa chúng ta phải nhận ra điều này. Thì nên chúng ta có thể thấy được cái công phu tu hành của chính mình. Và nếu chúng ta có tu á, thì những cái trào dân được mất hơn thua nơi tâm chúng ta thấy rất rõ. Cho nên khi chúng ta đối diện với người khác thì người khác cũng có những cái loại tâm đó giống nhau hết, không ai khác đâu. Nếu chúng ta biết gạn lọc cái xấu, cái dở nơi tự tâm của mình thì mình giống như trở thành một cái nhà bói toán nha. Người đối diện với mình họ gợn những cái loại tâm nào chúng ta nhận biết hết, nhận biết rõ đó. Thì ra người tu càng nhiều, người tu càng tốt thì họ sẽ nhận diện được những cái đối tượng đến với mình bằng loại tâm nào ta biết ra. Thì cái người mà tu tốt họ nhận ra, họ thương chứ họ không phải là đối chọi nữa. Họ biết rằng cái người này đang tâm tư này cần phải sử dụng bằng cái loại công phu nào, sử dụng bằng cách thức nào và giúp họ bằng cái điều kiện gì để cho người này mất đi cái sự đau khổ đang có nơi tâm họ. Đó là cái từ tâm của đạo Phật. Tức là khi mà thấu hiểu được nhân tình và có cách để cứu giúp, đó là từ bi và cứu khổ của đạo Phật. Chứ không phải thấu hiểu người ta rồi bây giờ người này mà đến với mình với tâm tốt thì mình thương họ, còn người đến với tâm xấu là mình từ chối họ. Điều đó không phải, không phải là cái từ tâm của đạo Phật. Đó, đạo Phật là luôn luôn có một cái gì đó hết sức bao dung rộng lượng và sẵn sàng sẻ chia mọi điều đối với trần gian này. Một người tu tốt luôn luôn có điều này. Không bao giờ thấy một người tu tốt ngồi xuống mà trách cứ người kia, hoàn toàn không có điều này. Hờn người nọ, chê người kia là thế này thế kia thế nọ, hoàn toàn không có điều này. Những vị thánh không bao giờ nói xấu nhau. Những người có tự tâm không bao giờ chê trách thiên hạ, mà luôn luôn là thể hiện trọn vẹn cái sự bao dung của mình. Nghĩ tới một người này chúng ta thấy cảm nhận được, khi mà họ sân si với mình, họ hơn thua với mình là ở nơi họ có quá nhiều cái đau khổ rồi. Tại vì nơi miệng họ có cái mùi gì thì họ thở ra cái mùi đó, không? Ví dụ như chúng ta đang ngậm sinh rum thì thở ra mùi sinh rum liền. Khi một người mà sân si với mình là lửa lòng họ đã cháy rực, họ rất là đau khổ, họ không thể giữ được cái bên trong nữa, họ mới trào cái lửa đó ra. Họ mới thể hiện cái sân si, cái phiền muộn ra, thì đó là người đáng thương hơn là đáng trách. Nếu người có tự tâm thì sẽ nhận ra được điều này. Thì ra khi mà cái người mà sân si đối diện với một người từ bi thực sự thì họ tắt lửa đi, họ tắt lửa đi. Mình phải đủ cái từ bi, cái từ bi mình phải hơn cái sân hận của người kia thì mới đủ tắt liệm cái sân hận của người kia. Đó gọi là từ bi mà dứt trừ sân hận là chỗ này, chứ không phải là mình tu tâm từ dứt trừ sân hận của chính mình. Mà tất cả những người sân hận đến với một người tu tập tốt á, là tự động tắt mất cái sự sân si phiền muộn. Vì cái lòng từ quá lớn rồi, cái sân si nó chỉ là một ngọn lửa nhỏ thôi. Đó, cho nên là chúng ta tu làm sao mà chúng ta phải đạt được cái cảnh giới này. Đạt được cảnh giới này thực sự á, thì không phải có lợi cho cái chỗ chúng ta đang ở đâu, mà lợi phải là rất là nhiều người, lợi khắp pháp giới chúng sanh. Nó phải thể hiện được điều đó trong cuộc sống mới thấy rằng đạo Phật có lợi thật trong trần gian này. Chứ không phải là đạo Phật là một cái gì nó phù phiếm bên ngoài. Nó không phải là cái hình thức tu tập tụng niệm ở trong chùa nữa,
mà chiều sâu của đạo Phật nó sẽ đến với mọi người bằng một cái chiều sâu tâm linh thật sự, có thể đem đến cho mọi người sự bình an thật sự, hạnh phúc thật sự trong trần gian này, chứ không phải là tới theo kiểu hình thức. Cho nên chúng ta đi chùa mặc dù có những cái hình thức tu tập tụng niệm này nọ kia chúng ta thực hiện như vậy, nhưng mà bên sau nó còn nhiều chuyện lắm, rất là nhiều chuyện. Và nếu chúng ta có được cái duyên lành để học được những chuyên môn, để chúng ta đi sâu vào chiều sâu chuyên môn á, thì chúng ta thấy rõ ràng là đạo Phật tới trần gian này để cứu khổ ban vui thật sự. Thành ra trong cuộc đời này mà chúng ta tới đạo Phật, chúng ta chưa có nếm được cái sự an lạc, chưa có hưởng được một cái sự yên ổn cho chính mình, chưa có nhận được sự an lạc cho bản thân mình và gia đình mình, thì coi như chúng ta chưa có tới cửa của thiền môn. Chúng ta vẫn còn đi ngoài cổng, đi ngoài rào. Rồi khi chúng ta thực sự bước vào cổng thiền môn rồi á, tức là chúng ta ở trong cái vòng của Phật Pháp rồi, là sự bình yên phải có xảy ra trong cuộc đời của mình, hạnh phúc phải có xảy ra trong cuộc đời của mình, và bắt đầu lợi lạc nó sẽ có xảy ra trong đời mình và những người xung quanh mình. Cho nên lúc đó chúng ta được ở trong cửa thiền môn rồi đó, là lúc đó mới chính thức là đệ tử của Phật. Còn bây giờ là giống như con rẻ chưa phải là con ruột, chúng ta còn ở vòng ngoài chưa vô trong đâu. Thì ra mỗi một ngày mà chúng ta sống đúng với đạo Phật là mỗi một ngày chúng ta bình an thật sự. Nếu mà chúng ta sống với đạo Phật mà chúng ta chưa có bình an đó, thì chưa tu đúng thì không nhận được sự bình an đó thực tế trong đời sống mình. Thì ra là mỗi một lúc, mỗi một thời, mỗi một cách chúng ta tu, thì thời khắc nào mình tu là thời khắc đó chúng ta an lạc, thời khắc nào chúng ta tu là thời khắc đó chúng ta bình an. Và nếu như suốt cả ngày chúng ta tu là suốt cả ngày được an lạc, được bình yên, được hạnh phúc. Và nếu suốt cuộc đời chúng ta tu là suốt cuộc đời chúng ta được an lạc, được bình yên, được hạnh phúc, là coi như chúng ta tu đúng. Thì ra nói tu là phải dứt phát có an lạc, có hạnh phúc. Chứ tu mà bất an, tu mà phiền muộn thì không phải con đường của Phật đi, và không phải điều mà Phật dạy mình. Thì ra một người học Phật là đầu tiên chúng ta phải nhận được cái từ bi là Phật, nó phải tới cái chừng này để mình mới có đời sống khác hơn phàm phu, đúng không? Chúng ta phải đi nghịch đường của thế gian, ngược đường của thế gian mới tới bờ giác ngộ được. Còn nếu chúng ta theo chiều của thế gian ấy, thì chúng ta sống trong đời này được á, theo ý mình ấy, thì mình thương, mà không được theo ý mình thì mình giận. Rõ ràng là con đường đó là con đường của trần gian. Thì người nào mà tu theo đạo Phật vẫn còn xử sự với nhau theo cái kiểu của thế tục thì biết rằng đó không phải là người tu, dù người đó là người xuất gia hay là tại gia cũng vậy. Chúng ta không đi theo con đường Phật đạo thì được là chấp nhận, theo ta thì đúng mà không theo ta thì sai. Theo ta thì sống mà không theo ta thì sẽ chết. Kiểu đó là không phải con đường của Phật đạo rồi. Cho nên chúng ta thấy dù mà chúng ta có theo Đức Phật hay không theo Đức Phật vẫn được Đức Phật thương yêu. Đây là điều đặc biệt. Ở trong Kinh Kim Cang á, Ngài Văn Thù thấy được điều này, ở Ngài Tu Bồ Đề thấy được điều này, cho nên Ngài Tu Bồ Đề mới đảnh lễ thưa Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thường hay hộ niệm và thường hay phó chúc cho các vị Bồ Tát. Thì Đức Phật chấp nhận đến này Tu Bồ Đề, ta thường hay hộ niệm và thường hay phó chúc cho các vị Bồ Tát. Tức là lúc nào Đức Phật cũng hộ niệm gìn giữ cho các vị Bồ Tát, cũng như tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này. Chúng ta sống ngày nào, giờ nào, phút giây nào vẫn được Đức Phật biết tới và thương yêu chúng ta. Ta thấy trong kinh Pháp Hoa ấy, Đức Phật cũng có nói là với cái trí tuệ của Đức Phật ấy, với trí tuệ của Đức Phật thì Đức Phật thấy rằng tất cả chúng sanh ở mười phương pháp giới này, chúng sanh nào nghĩ cái gì, nhớ cái gì, thương Đức Phật hay là ghét Đức Phật, tu hành tinh tấn hay là tu hành giải đãi, ở rừng sâu hay ở phố thị, giữa ban ngày hay ban đêm, có bao nhiêu tâm hành khởi ra, Đức Phật đều rõ biết, không sai sót một cái điểm nào. Không phải Đức Phật biết để rồi cho đứa này tốt, rồi Đức Phật thương nhiều đứa kia xấu, Đức Phật thương ít, không phải như vậy. Nhưng Đức Phật thấy đời đó để Đức Phật thương yêu và thông cảm cho cái nghiệp tập, cho nhân quả của tất cả các loại chúng sanh đó, mà Đức Phật khởi phát cái phương tiện độ sanh. Đó, vì do Đức Phật thấy hết rồi, cho nên đối với người này Đức Phật sẽ có cách này để giúp đỡ, đối với người kia Đức Phật có cách kia để giúp đỡ. Chứ không phải như một người mà dạch lưng người khác để tìm sẹo, phải không? Người này hả, tôi thấy ông có cái đó mà ông giấu hả, ông không giấu được tôi đâu, tôi giờ tôi bắt đầu tôi phanh khui ra cho nhiều người biết. Không phải như vậy. Tâm đó là tâm chúng sanh, nhiều Đức Phật thì khác mình, các vị thánh thì khác mình.
Các vị biết hết mọi chuyện của mình ấy, nhưng các vị hết sức thương yêu và thông cảm. Lúc nào mà mình biết được cái lỗi của người khác ấy, mà mình thương yêu và thông cảm được, thì coi như chúng ta đang tu tốt đó. Dù người đó có lỗi với mình rất là lớn, người đó có lỗi lầm gì trong cuộc đời của mình mà mình thương yêu và thông cảm được, thì coi như chúng ta tu tốt rồi. Phải không? Có lỗi với người khác thì có thể chấp nhận được, nhưng mà có lỗi với mình là không thể tha thứ được. Mà thứ hai nữa là gì? Một lần thì mình có thể tha, nhưng mà nhiều lần quá thì mình không thể bỏ qua. Thế thì vậy là từ tâm chúng ta không có đủ lớn. Chứ nếu mình có thể tha thứ được một lần thì ngàn lần mình cũng có thể tha thứ được. Thì như vậy mới thể hiện được cái từ tâm chúng ta trong cuộc sống này. Cho nên là trong đời sống này, nếu chúng ta là cái người mà tu tốt thì chúng ta phải giữ được cái tâm từ đó. Chúng ta phải thương yêu, thông cảm, tha thứ và bao dung cho kỳ được tất cả mọi người. Chúng ta cố gắng phải tìm cho được một cái hoàn cảnh lỗi lầm của họ để chúng ta có thể tha thứ được. Có nhiều người họ bị những hoàn cảnh nào đó, họ rớt vào cái chỗ khốn cùng nào đó họ mới có lỗi. Chứ tất cả mọi người đều có cái thiện và cái ác như nhau. Nhưng mà cái điều kiện để phát triển thiện tâm của họ chưa có. Chưa có điều kiện để phát triển thiện tâm thì mình phải tạo điều kiện cho họ phát triển thiện tâm. Mà muốn tạo điều kiện cho họ phát triển thiện tâm là chúng ta phải sao? Phải bao dung rộng lượng thương yêu họ để cho họ có cơ hội khôi phục lỗi lầm. Nếu mà mình không bao dung rộng lượng để cho họ có cơ hội khôi phục lỗi lầm thì họ không phát triển thiện tâm. Có một mẫu chuyện của một vị thiền sư mà chúng ta thấy hơi tuyệt vời đó. Vị thiền sư đó là Lục Tổ Huệ Năng của chúng ta. Nửa đêm tiếp giảng sách dao chém đầu Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng có thần thông rồi, cho nên ngài lấy 10 lượng vàng này để một bên. Tiếp giảng vô chém đầu 3 dao không đứt. Lục Tổ nói là ta thiếu nợ ngươi là thiếu nợ vàng chứ không phải thiếu nợ mạng, cầm 10 lượng vàng đi lẹ lẹ dùng đi. Và dặn rằng sau này ngươi trở lại với ta đó là ngươi phải thay đổi hình thức, và nên đi lẹ chứ thôi chúng sẽ giết ngươi. Thì nửa đêm mà vô chém ta là đại chúng không có tha đâu. Thì thứ dạng bỏ trốn, vị này bỏ trốn đi. Trốn đi sau 15 năm quay lại thì gặp Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng nói ta chờ ngươi lâu lắm rồi, tại sao ngươi trở trễ thế? Chúng ta thấy lòng từ của một vị tổ sư ghê gớm. Chém đầu ông 3 nhát rồi cho vàng đi. Cho vàng đi để sống. Chứ gặp người khác gặp như mình rồi sao? Mình chém đầu là cái như đóng cửa lại, kêu người lại nó bắt, chứ không có chuyện mà tha cho đi một cách an ổn rồi. Hôm nay chém đầu 3 nhát rồi à, Lục Tổ thấy rõ nhân quả của mình với người này. Nó là ta thiếu nợ ngươi, thiếu nợ vàng chứ không thiếu nợ mạng. Ra ngươi cầm vàng ra đi, mà đi lẹ lẹ, đi chậm chậm mà có chừng có chuyện. Và rõ ràng đi 15 năm quay lại, cạo đầu làm vị tăng trở lại gặp Lục Tổ. Lục Tổ khai thị cho ngộ đạo. Chúng ta thấy đạo Phật có những cái người mà thực sự đạt tới cảnh giới từ bi rồi thì họ có một đời sống tuyệt vời như vậy, chứ không phải là như cái kiểu thế gian của mình. Ví dụ như bây giờ chửi một câu thì ráng nhịn ém xuống nuốt, mua như đạo Phật không? Mình niệm Phật cái câu đầu nghe nó nhẹ nhẹ, nhưng mà họ làm mình câu thứ hai cái nam mô như đạo Phật nghiến răng chút. Ủa đội chọc tới lần thứ ba nữa là sinh hoạt cho con 5 phút con chữ này rồi luyện tập tiếp. Nuốt cũng trôi, lúc đó là nuốt cũng xuống. Nuốt cũng xuống, cái đó là gán nhịn chứ không phải là từ bi. Rồi gán ẩn nhận, gán nhịn nhục chứ đó không phải là từ bi. Từ bi thì họ không có cái dằn ép này, từ bi nó hết sức nhẹ nhàng. Nhìn thấy cái sự sai trái người khác là mình tự động thông cảm, thương yêu liền, chứ không có dằn ép ở nơi mình. Dằn ép là không phải từ bi, không phải từ bi. Mà lạ lắm, cái người mà đã có từ bi rồi chúng ta chậm tới họ là tự động họ tan biến mất cái gì đó ở nơi họ. Họ đã tan mất rồi, trước rồi, tức là bản ngã họ tan biến mất rồi mới có được cái từ bi này. Thật ra khi một người mà sân chi với một người mà tu tâm từ á, giống như đưa tay đánh cho hư không á. Đánh là càng lúc chúng ta càng mệt, chứ không ảnh hưởng như thế họ. Đó gọi là tu từ bi, có thể đạt được cảnh giới đó. Thế nên bữa nay chắc có lẽ là chúng ta nói chuyện tâm từ thôi cho nên hết buổi sáng này. Buổi sáng thì buổi chiều này thay vì chúng ta sẽ nói chuyện về dưỡng sinh thì chúng ta dành một đoạn nữa để chúng ta nói cho nó tiếp cho hết hai cái trí tuệ và năng lực của Đức Phật.
cái bi trí và dũng thì chúng ta không nói hết trong một thời được. Nên chúng tôi cũng dành một thời gian để chia sẻ với quý Phật tử trong ngày hôm nay về tâm từ này. Thì mong rằng là Phật tử chúng ta hiểu và tập tu tâm từ của Đức Phật cho nó tốt, để cuộc đời của chúng ta nó được an lạc, được hạnh phúc, và những người xung quanh chúng ta được an lạc hạnh phúc. Mong sao cả trần gian chúng ta nó sẽ được an lạc hạnh phúc với những người có tu đúng với pháp của Đức Phật. Mong rằng cái pháp của Đức Phật sẽ đến với tất cả mọi người mọi loài, để tất cả mọi người mọi loài đều được an lạc và được hạnh phúc. Đó là cái điều mà Đạo Phật đến với chúng ta. Và rất mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta sẽ cảm nhận được cái này ở trong Đạo Phật, và chúng ta bắt đầu phát tâm tu tập để cho trần gian mỗi ngày mỗi được an lạc và hạnh phúc nhiều hơn nữa. Mong rằng tất cả chúng sanh trong pháp giới này cùng với chúng ta ở đây luôn được sống an lành hạnh phúc trong cái ánh từ quan của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị chắp tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp mộng thì chúng ta nghe ba điều là bi, trí và dũng. Thì sáng chúng ta bàn về vấn đề từ bi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái trí tuệ ở trong Phật đạo. Thì tất cả chúng ta được quy y đạo Phật, được đến với đạo Phật là một cái vinh dự cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà có nhiều người thì không hiểu nổi đạo Phật, họ chưa có học được giáo lý của Đức Phật, thì họ xem đạo Phật giống như mà là một loại đạo mê tín. Có người cho rằng đạo Phật là làm ru lòng người, khiến cho người bị quên đi cái đời sống của mình, bỏ đi cái đời sống hiện tại này, bỏ đi cái sự hưởng thụ trong vật dục trần gian, để rồi đi theo một cái gì đó quyền bí, người xa xôi không nắm bắt được. Ví dụ là cái người theo bộ đạo Phật giống như là một con ngựa được buộc vào trong rồi bó không bó cỏ trước, ngựa nó cứ lôi chiếc xe ngựa nặng nề đi mà không bao giờ ăn được bó cỏ đó. Những người có cái lối lý luận đó thì họ chưa có hiểu và thông cảm được với đạo Phật. Khi mà chúng ta học đạo Phật thì từ từ chúng ta mới thấy rằng cái trí tuệ Phật đạo, phải dùng một cái từ là siêu tuyệt. Và thế gian này nếu mà nói tới trí tuệ thì chúng ta phải nói tới trí tuệ của Phật đạo. Cho nên khi chúng ta đã là Phật tử đi theo con đường của Đức Phật thì chúng ta cũng vinh dự là được học với một cái loại trí tuệ siêu tuyệt của thế gian. Và những người mà chọn con đường Phật đạo tức là chọn con đường trí tuệ để đi, chứ không phải là việc thông thường, không phải là việc mê tín dị đoan. Mà cái cuộc đời của chúng ta được một cái vinh dự là chọn được một vị thầy
là vị mà thế gian công chuyên là giáo chủ của cõi ta bà này, vị thầy của trời người, là vị cha lành của bốn loại chúng ta đã chọn lựa để được quy y, để được theo học, đó là một niềm vinh dự cho chúng ta. Đó là điều mà chúng ta cảm thấy rằng mình không phải là người mê tín dị đoan, nhưng có điều, có những cái điều mà Đức Phật dạy ở trong kinh, những điều mà chúng ta đi theo để chúng ta làm, có đôi lúc chúng ta không hiểu hết những gì Phật dạy cho mình, và chúng ta chưa có hành đúng những điều Đức Phật dạy, rồi khiến cho những người xung quanh nhìn chúng ta, qua chúng ta người ta có thể đánh giá đạo Phật thấp đi, qua cái người tu Phật mà không được chính chắn, không đúng với chánh pháp, thì khiến cho người ta đánh giá đạo Phật thấp. Thì cái đó là do cái lỗi của mình làm chưa đúng, chứ không phải là đạo Phật mà thấp như vậy. Nếu chúng ta được học đạo, chúng ta mới thấy khi một người mà biết hưởng dục ở trần gian, một người mà thành đạt được tất cả những cái danh vọng, tiền tài, ăn mặc, ăn uống và ngủ nghỉ, tức là thành tựu được ngũ dục trong trần gian này ấy, thì người đó, nếu mà nói về cái người biết hưởng trong trần gian ấy, thì đối đạo Phật họ chỉ hưởng có một phần tỷ tỷ nhỏ xíu, một phần nhỏ nhiệm thôi. Nhưng mà họ đến được với đạo Phật, họ hiểu được cái giá trị thật của đạo Phật, họ tu tập để đạt được cái hạnh phúc thật ở trong đạo Phật ấy, thì nó gấp tỷ tỷ lần của cái người hưởng vật dục trần gian này. Cho nên nếu mà một người mà có trí huệ thật sự thì họ không có hưởng chuyện chút xíu của trần gian đâu, không phải hưởng chuyện chút xíu của vật chất, mà họ hưởng luôn cả cái mặt hạnh phúc ở trong tinh thần. Vì vậy là cả tinh thần lẫn vật chất họ được an hưởng một cách tự tại, thì người đó mới là một người thật sự hạnh phúc và thật sự có trí tuệ trong trần gian này. Còn những người mà chúng ta nhìn lại, họ hưởng vật chất, họ hưởng cái thỏa mãn cái dục lạc đó, trong ngũ dục lạc, thì chúng ta còn lại đáng thương và đáng tội nghiệp họ nữa. Thật sự ở bên ngoài thì chúng ta thấy là chúng ta mất một số cái quyền lợi, mất một số điều này điều kia là không phải. Rồi với cái nhìn của chúng tôi với người học Phật đó, thì học Phật để chúng ta thêm tất cả những điều mà chúng ta chưa có, chứ không phải mất cái gì, không bỏ ra cái gì hết. Thật thấy vậy là giống như chúng ta tham phải không? Nhưng mà cái tham này chúng ta nên tham, nên tham. Bây giờ Phật thì có nhiều thầy khuyên chúng ta là cái gì, phải bỏ tham, nhưng mà tôi thì tôi khuyên quý vị nên tham. Đừng có tham mấy cái chuyện mà lặt vặt nhỏ nhỏ trong danh lợi, trong ăn uống, trong ngủ nghỉ, trong tiền tài, trong sắc đẹp, nó còn nhỏ lắm, nhỏ cũng không lớn, tham nó không có lớn. Chúng ta thấy Đức Phật khi mà Đức Phật thành Phật là thành gì? Ông vị giáo chủ của cõi ta bà này, là vị thầy của trời người. Nói trong kinh Pháp Hoa, trong cái phẩm Cùng Tử, thì Đức Phật nói có một cái ví dụ. Đức Phật nói là có một cái đứa con mà bị lạc người cha của mình hơn 50 năm trời, lang thang đi khắp nơi để xin ăn, để xin được chút cho là đủ thỏa mãn rồi. Rồi sau 50 năm nó quay về gặp được cha của mình. Lúc mà gặp được đứa cha của mình rồi là không dám nhìn, tại vì cha của mình là gần gũi những cái vị giàu có, rồi những vị hào phú vua quan không à, con không dám nhìn, không dám lại gần. Thì người cha tạo đủ mọi phương tiện để cho con được gần gọi mình rồi, nhưng mà người con vẫn chưa có chấp nhận cha mình. Lần lần rồi ấy, thì người cha dùng đủ mọi phương tiện để dụ dỗ để người con được ở trong gia đình, làm những công việc như là hốt phẫn dơ, quét dọn nhà cửa. Từ từ người cha mới dụ dỗ được gần gũi, và cuối cùng người cha mới trao được kho báu. Thì chúng ta là những người mà đã lang thang trong lục đạo luân hồi này, đã lạc mất người cha của mình lâu lắm rồi. Đức Phật ví dụ 50 năm chứ không biết là mấy ngàn, mấy triệu kiếp mình đã lạc loài, mình đã lang thang trong lục đạo luân hồi này, và chúng ta được một chút xíu cho là đủ. Có khi một đời này, có khi chúng ta làm được tổng thống thì cũng có một chút xíu, chúng ta làm tỷ phú cũng có một chút xíu đối với cái nhìn Đức Phật. Và Đức Phật nói là làm cả vua trời đối với Đức Phật cũng làm chuyện có chút xíu, không có nhiều. Nếu như chúng ta nhìn lại trong đời của Thái tử Tất Đạt Đa, nếu không đi xuất gia thì sẽ là một chuyển lưng thánh vương, làm vua bốn châu thiên hạ, nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa thấy việc đó cũng có một chút xíu, không có lớn.
Nếu như một đời đó mà Thái tử Tất Đạt Đa không đi xuất gia tu hành thành Phật á, thì giờ này chúng ta không có đạo Phật để chúng ta học, đúng không? Nhờ Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cái vương vị ở tại cái hoàng cung Cao Tỳ La Vệ và bỏ luôn cái vị mà làm chuyển lưng thánh vương của mình để tu hành thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là một vị mà không ai có thể so sánh bằng cái vị trí mà Phật của Thái tử Tất Đạt Đa cả. Và lúc đó là cả tam giới này không ai có thể so bằng Đức Phật, tại vì Đức Phật là thầy của trời người, là cha lành của bốn loại, khắp tam thiên đại thiên thế giới đều tôn xưng kính nể và lễ lại. Và tới trí tuệ của Đức Phật và phước đức của Đức Phật á, chúng ta thấy cái phước của Đức Phật như thế này trong kinh Phật Tạng á, trong kinh Phật Tạng thì Đức Phật nói là Đức Phật để lại trong nhân gian 500 bạch hào để cho tăng ni và những người đệ tử của Đức Phật á, những người mà tu theo Đức Phật được hưởng. Chúng ta thấy là như trong kinh diễn tả mỗi một bạch hào á thì cái giá trị bằng 3 cõi tam thiên đại thiên thế giới này, mà Đức Phật để lại trong nhân gian là 500 bạch hào như vậy á. Tức là giá trị của tất cả những vàng bạc châu báu sa cừ mã não san hô hộ phách, tức là những cái đồ mà quý hiếm nhất trong cõi ta bà chúng ta đó, là chỉ một cõi thôi, nhưng vẫn chưa bằng một phần triệu của một bạch hào của Đức Phật. Mà cái phước Đức Phật nói là Đức Phật để lại trong cõi nhân gian này tới 500 bạch hào như vậy á, để cho những vị mà đệ tử của Đức Phật sau này có xuất gia theo Đức Phật á, là được hưởng cái bạch hào đó, hưởng cái phần phước báo đó. Thế như là tất cả những người xuất gia theo Đức Phật á, tu tập theo Đức Phật là không còn có cái việc mà lo cơm lo áo nữa. Nếu mà vị nào đệ tử xuất gia theo Đức Phật mà còn lo cơm lo áo là không hiểu nổi cái phước báo Đức Phật đã để cả trong nhân gian này. Chúng ta thấy có những người mà đóng thất tu ở trên núi cao vẫn có thí chủ tới để cúng dường. Nếu mà người phàm mà leo lên núi cúng dường cũng được, là chư thiên cõi trời phải hóa thân xuống để cúng dường những người tu tập như thế. Còn những người ở trong nhân gian xuất gia ở trại thế gian này mà sợ rằng mình là không đủ cơm, sợ rằng mình không đủ áo, là người đó cũng không hiểu được Đức Phật, không có trí tuệ để có thể hiểu được cái phước báo Đức Phật tới đâu. Nói cho nên là những người mà làm như vậy á, thì sẽ mất mát cái thời gian tu tập của mình và làm cho cái phước báo của mình bị tổn giảm xuống. Đi làm kinh tế tranh giành hơn thua để có được đồng tiền để sinh sống trong cuộc sống này. Có nhiều người nói là tôi không muốn nhờ Phật tử. Thật sự đó không phải nhờ Phật tử mà nhờ cái phước báo của quý vị, nhờ cái công đức tu hành của mình mà thí chủ Đàn Na mới có thể giúp đỡ mình. Còn mình không có công đức tu hành cho nên mình mới phải sử dụng chân tay mà mình sinh sống. Thì đó là người nó không thấy được cái phước báo của cái việc tu tập và không thấy được phước báo của công phu tu hành, và không thấy được cái phước của Đức Phật để trong nhân gian này. Cho nên chúng ta thấy là về trí tuệ á, thì chút nữa chúng ta bàn mới thấy rằng trí tuệ của đạo Phật mà một người có thể tu tập mà đạt được một phần nhỏ nhiệm của trí tuệ Đức Phật là chúng ta đã thấy hạnh phúc nhất trong trần gian này rồi. Cho nên là nếu chúng ta học Phật thì chúng ta phải hiểu được cái giá trị, cái trí tuệ thật sự của Đức Phật đi đến đâu với cuộc đời mình, với bản thân mình. Thì trước mắt đó, là trong cái tam huệ học đó, thì quý Phật tử chúng ta nên biết một cái điều căn bản này. Ấn lý cái đề tài trí tuệ này chúng ta phải nói nhiều lắm, nói tới khoảng 5-6 tiếng đồng hồ mới hết. Nhưng bây giờ thì thời gian buổi chiều này không cho phép, cho nên chúng tôi chỉ nói lượt thôi. Nói lượt thì quý vị có thể nghe thêm các bài giảng khác. Chúng tôi có giảng trong cái văn mà phước đức và trí huệ, quý vị phước huệ trong tu quý vị có thể nghe thêm. Thì chúng ta mới thấy rằng cái người Phật tử chúng ta từ trước giờ học đạo, một cái điều hết sức căn bản là tam huệ chúng ta không bao giờ thực hiện được. Ít có ai có chịu khó thực hiện đúng tam huệ ở trong đạo Phật. Tức là trong cái căn bản ban đầu về thực hiện trí huệ thì Đức Phật dạy chúng ta là phải sử dụng cái tam huệ vào bước căn bản thứ nhất là văn, tư và tu. Ba điều này chúng ta nên áp dụng một cách tường tận để chúng ta mới có thể thấu hiểu được Phật pháp của Đức Phật.
Ngày xưa là trong cái thời Đức Phật không có chữ viết, cho nên cái chữ văn có nghĩa là nghe. Ngày xưa chúng ta học đạo là chỉ nghe giảng thôi, nhưng bây giờ là có cả sách vở. Và cái việc văn huệ nó tương đương với cái việc học. Chúng ta có thể hiểu cái chữ văn là học. Thì học là chúng ta có thể đọc chữ nè, chúng ta có thể nghe giảng, chúng ta có thể là trao đổi với huynh đệ chúng ta, hoặc là chúng ta học kinh nghiệm sống. Thì trong đạo Phật chúng ta phải học được cái điều này. Thì một người học Phật ban đầu, chúng ta phải nghiên tầm kinh điển theo chánh pháp của Đức Phật trước, hoặc là chúng ta nghe quý thầy giảng trước, hoặc là chúng ta nghe những cái vị đạo sư giảng, rồi chúng ta tư duy xong chúng ta mới tu tập, tức là văn tư và tu. Ở đây chúng ta nói về cái văn học. Thì hôm qua chúng ta có nói sơ về cái giá trị mà kinh điển còn tồn tại trong thế gian này đó. Chúng ta thấy là sở dĩ mà tới ngày hôm nay mà chúng ta được đọc một chữ trong bản kinh thôi đó, là cái công sức của người xưa chúng ta không thể tưởng nổi đâu. Ngày xưa trong pháp hội của Đức Phật á, là các vị nghe qua với các vị thuộc hết. Đức Phật nói một điều gì đó, Đức Phật lặp lại lần thứ hai. Ví dụ như Đức Phật nói là đây là lý nhân quả, tức là người tạo một cái nhân lành thì sẽ có quả báo lành, người tạo cái nhân ác sẽ có quả báo ác. Rồi Đức Phật lặp lại được đó lần thứ hai, lần thứ ba, cả hội chúng đều thuộc hết, Đức Phật mới nói điều mới. Một thời Đức Phật, một thuyết pháp của Đức Phật rất là lâu, thì tất cả chư tăng cũng như Phật tử gần như thuộc hết. Sau cái thời thuyết pháp Đức Phật mà chư tăng không thuộc thì kiếm một gốc cây nào đó ngồi lại thiền định để nhớ lại hết cái thời giảng của Đức Phật, gọi là tụng kinh ấy. Tụng kinh tức là đọc lại cái lời giảng Đức Phật để ghi nhận mà tu tập, chứ không phải tụng kinh là theo thời khóa của mình như bây giờ nha. Không có việc đó đâu. Hồi xưa dụ như tụng có nghĩa là đọc lại. Đọc lại là mình ngồi một mình, mình ở một cái cội cây nào đó. Các vị chư tăng đệ tử Đức Phật á, sau cái thời thuyết pháp Đức Phật rồi là các vị kiếm một gốc cây ngồi để tự ôn lại cái lời giảng của Đức Phật, đọc lại, nhẩm lại cái lời giảng của Đức Phật để cho thuộc. Và đến cái thời mà thuyết pháp, thuyết gọi là kiết tập kinh điển lần đầu á, sau khi Đức Phật nhập niết bàn rồi thì Ngài Ca Diếp triệu tập cái pháp hội để kiết tập kinh điển. Thì chọn ra 500 vị đại A-la-hán, tức là những vị A-la-hán lớn trong hàng đệ tử Đức Phật á, ngồi lại để đọc lại cái kinh mà Đức Phật đã thuyết cả một cái đời của Ngài. Thuyết pháp hội nào nói bài gì là phải đọc thuộc hết. Thì trong đó là 499 người chứng quả A-la-hán, chỉ riêng Ngài A-nan là chưa chứng, cho nên Ngài A-nan không được vào dự. Thì trong ngày hôm đó là Ngài A-nan buồn lắm, đi tới đi lui đi xuôi, ngược gẫm lại cái lời Đức Phật dạy, nhớ lại những cái điều tin yếu nhất mà Đức Phật dạy, cho tới khi mệt mỏi quá rồi té ngất xỉu và ngộ đạo. Ngộ đạo là có đầy đủ thần thông, và trong lúc đó là 499 vị đã vào đóng cửa lại rồi. Thì ngài A Nan phải sử dụng cái thần thông của mình chung qua ổ khóa đi vào hang núi để bắt đầu kiết tập kinh điển cùng với các vị kia. Và chúng ta thấy là A Nan được chọn là đọc tạng kinh, rồi một vị được chọn vào đọc tạng luật, và một vị được chọn vào đọc tạng luật. Thì ba tạng kinh đó được quý ngài đọc, A Nan đọc xuyên suốt 49 năm thuyết pháp Đức Phật, bao nhiêu bài đó ở đâu, ở pháp hội nào Đức Phật viết cái gì, A Nan đọc thuộc lại hết. Ngài Obali đọc thuộc hết tạng luật mà Đức Phật thuyết, và ngài Phú Lô Na đọc thuộc hết tất cả những cái lời mà Đức Phật thuyết ở tạng luận. Thì vậy là kinh luật lượng được quý ngài đọc thuộc, và 500 vị A-la-hán nó học thuộc lòng. Và những vị A-la-hán bắt đầu đi hành đạo là nói lại những cái kinh luật lượng của Đức Phật đã giảng. Cho tới 100 năm sau mới bắt đầu có chữ viết. Thì từ đó là quý ngài bắt đầu bớt ít người thuộc Tam Tạng Thánh Điển. Chứ còn sau 100 năm kể khi Đức Phật nhập niết bàn là chư tăng vẫn còn phải thuộc lòng ba tạng kinh. Những vị mà có khả năng để truyền bá Phật pháp là phải thuộc lòng ba tạng kinh như thế. Mỗi một tạng kinh có thể là đọc luôn từ sáng cho tới chiều, từ sáng tới chiều thì 30 ngày mới hy vọng là hết một tạng kinh. Tạng luật cũng vậy, và tạng luận cũng vậy, là các vị phải học thuộc. Thì đó là điều để chúng ta thấy, nhờ những cái vị mà có cái đầu óc như thế ghi nhớ lại cái những lời thuyết pháp của Đức Phật. Và chúng ta bây giờ chúng ta ỷ lại nhiều thứ quá, đúng không?
Giờ nếu mà nói đây thầy nói mình nghe không hết, cái mình về mình kêu sang băng ra mình nghe lại. Chuẩn bị thẳng máy thông băng, máy chụp hình, máy ghi âm rồi đủ thứ hết để mình về mình được nghe lại. Do mình ỷ lại cái đó cho nên mình không có ghi nhớ hết cái lời giảng, những cái lời mà kinh pháp thiết ra. Ví dụ như bữa nay mình bật máy mình nghe không hết thì mai mình nghe nữa. Phải sao đó, đầu óc chúng ta không còn cái khả năng ghi nhận đó. Ra chúng ta thấy những vị đại đệ tử trong cái thời Đức Phật, các vị trí tuệ đến mức độ là Đức Phật nói lời nào là các vị ghi nhận và thuộc lòng hết những lời đó để về nhà bắt đầu tu tập. Chứ hồi xưa đâu có băng từ để nghe lại đó mà, mà được bấm tới bấm lui như mình đâu. Nhiều khi mình rảnh rảnh mình bấm lên nghe, nghe không hết thì sao bấm lại, không sao, cũng không mất mát thì đâu còn nguyên đó. Và đó là chúng ta thấy cái người học đạo ban đầu trong hàng đệ tử Đức Phật là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta học kinh đó, chúng ta học kinh đó, chúng ta được cái duyên lành để mà mình có thể nghe được những cái giáo lý của Đức Phật tới giờ phút này, là mình phải thực sự là cúi đầu kính lễ các vị ngày xưa. Cái công các vị lớn lắm. Ra ở trong kinh diễn tả cái câu gọi là cái người nào mà thọ trì đọc tụng kinh điển là phước đức vô lượng vô biên, tức là người nào mà gìn giữ được kinh điển để truyền đời này qua đời kia là cái phước họ lớn lắm. Rõ ràng nếu mà không có những người học thuộc lòng như vậy là tới giờ phút này mình chẳng có được một chữ đâu. Tại vì sau 100 năm là gần như mọi việc đã mất hết rồi. Nhờ các vị thuộc lòng như vậy mà bây giờ mình còn kinh điển nữa mình học. Thì ra cái ban đầu khi mà chúng ta học Phật á, là chúng ta học tất cả những cái điều liên quan tới Phật Pháp, rồi chúng ta tư duy. Ví dụ như bây giờ trong cái hệ thống kinh Nguyên Thủy á, nếu mình học thì nó có những cái gọi là cái pháp chính của Đức Phật á, gọi là Tam Pháp Ấn, là vô thường, khổ và vô ngã. Và có chỗ khác gọi là vô thường, khổ, không và vô ngã. Chúng ta thấy cái lý luận của tất cả những cái hệ thống kinh điển, hệ thống Nguyên Thủy á, là nói lên bốn điều này. Một là nói lên cái lý vô thường, hai là nói lên cái khổ, ba là cái không và bốn là cái vô ngã. Thì nếu như chúng ta học những cái kinh điển Nguyên Thủy, chúng ta phải gặp được những lý luận này thì chúng ta biết rằng đó là kinh điển căn bản, kinh điển căn bản của Phật đã dạy. Còn nếu như mà người nào nói rằng cái này là những kinh điển trong hệ thống kinh Nguyên Thủy mà không nói tới vô thường, khổ, không và vô ngã thì chúng ta biết rằng đó không phải là kinh căn bản của Phật giáo. Đó là cái điều đầu tiên nha. Cái điều thứ hai về cái hệ thống kinh điển Đại Thừa phát triển là chúng ta sẽ gặp bốn điều là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Tức là đối với hệ thống kinh Nguyên Thủy thì nói là vạn vật này là vô thường, không, nó có hôm nay rồi ngày mai nó mất, nó hòa diệt. Nhưng mà trong hệ thống kinh điển phát triển Đại Thừa thì nói là chân thường, tức là ở nơi thân mà vô thường hòa diệt của mình, nó có cái gì không mất, bất sanh bất diệt, là không hư hoại, không tan mất, đó là chân thường. Thứ hai á, là thế gian này là khổ theo cái nhìn của hệ thống kinh Nguyên Thủy, nhưng mà với hệ thống kinh điển Đại Thừa nó nói là chân lạc, tức là có cái lạc, cái an lạc chân thật. Nếu mà chúng ta nhận được cái chân thường là cái không sanh không diệt thì chúng ta sẽ có được cái chân lạc không bao giờ bị hư hoại, nó thường hằng, cái an lạc hằng hữu trong đời sống chúng ta. Chúng ta sống phút giây nào thì chúng ta cũng nghe cái an lạc đó nó hiện hữu trong đời sống của mình. Và chân ngã thì đối với giáo lý Nguyên Thủy á, thì nói là chúng ta vô ngã, nhưng mà đối với giáo lý Đại Thừa phát triển thì nói mỗi người cái thân hủy hoại vô thường này nó có một cái mà không bị mất đi, thì cái đó là cái chân ngã của tất cả chúng ta. Trong kinh Pháp Hoa gọi là cái tri kiến Phật của tất cả chúng ta. Như vậy là cái thứ tư nữa là cái chân tịnh, tức là đối với hệ thống kinh Nguyên Thủy thì nói tất cả các pháp đều, cái thân chúng ta là bất tịnh, nhưng mà chúng ta có cái chân tịnh, cái đó không có làm gì có thể nhơ nhiễm được, dù trải qua nhiều ngàn năm, nhiều kiếp sinh tử luân hồi trong tam giới này, nhưng cái đó vẫn thanh tịnh sáng suốt, nhiễm màu chưa từng bị nhiễm nhơ. Thì tất cả chúng ta đều có cái chân thường, chân lạc, chân ngã và chân định của chính mình. Thì đó là cái chỗ mà Đức Phật nói trong cái hệ thống kinh điển Đại Thừa. Thì khi một người học Phật á, thì chúng ta sẽ hiểu hai cái hệ thống kinh điển, và đó là tứ pháp ấn. Cái pháp ấn giống như là một tờ giấy mà chúng ta thấy mà có đóng dấu, cái pháp ấn giống như là cái dấu ấn của Phật Pháp.
Thì khi nào chúng ta học hệ thống kinh nguyên thủy mà không thấy được vô thường, khổ, không, vô ngã, học hệ thống kinh điển đại thừa mà chúng ta không nhận ra được cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thì đó không phải là hệ thống kinh điển căn bản. Đây là điều mà chúng ta phải biết về, về hệ thống kinh điển đó. Và ví dụ như bây giờ chúng ta học lý vô thường này, thì chúng ta bắt đầu tư duy như thế nào? Bây giờ là trong kinh Đức Phật nói là tất cả các pháp đều vô thường. Tức là nói về con người đi, thì phải được sanh ra nè, rồi được lớn lên, rồi già và chết, phải không? Thì trong bây giờ chúng ta bắt đầu mới suy nghĩ, chúng ta bắt đầu mới tư duy coi cái thời của trước mình, cái thời ông cha của mình, thời xa xưa nữa, thì con người có phải được sanh ra già, lớn lên và chết không? Điều đó có đúng không? Ngày xưa cũng vậy, khi con người sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi chết, thì ngày hôm nay tiếp tục vẫn có con người được sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi chết nữa, và cái chuyện đó ngày mai vẫn tiếp tục có. Rồi, đó là cái thứ nhất về mặt thời gian. Thời gian thì chúng ta suy nghĩ một cái điều gì mà Đức Phật nói nó đúng được với cái thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi bây giờ cái chuyện đó xảy ra ở chung quanh chúng ta, có đúng không? Rồi ở xa, cách xa chúng ta, ở nửa bên kia địa cầu, việc này cũng có. Người sanh ra, lớn lên, già và chết, và khắp nơi trên thế giới này cũng có cái việc con người sanh ra, lớn lên, già và chết. Tức là về mặt không gian nó đúng. Thì cái gì mà nó đúng xuyên suốt cả thời gian và đúng xuyên suốt cả không gian, thì điều đó chúng ta tạm thời cho đó là gì? Tạm thời cho đó là chân lý. Chân lý là trải suốt thời gian đều đúng và trải suốt không gian đều đúng. Thì vậy là cái huệ đầu tiên mà chúng ta phải học, tức là chúng ta học lý vô thường rồi, thì chúng ta phải sao? Phải thực hiện là phải tư duy, đúng không? Chúng ta tư duy để chúng ta thấy rằng cái lý vô thường này nó có suốt thời gian và không gian đều đúng. Rồi ví dụ như chúng ta học lý nhân quả, thì chúng ta thấy là tạo nhân lành sẽ có quả báo lành, tạo nhân ác sẽ có quả báo ác, ví dụ vậy. Thì bây giờ chúng ta suy nghiệm coi cái thời xưa có hay không. Thời xưa có thì thời nay có, và mai kia có. Thì vậy là về mặt nhân quả ở thời gian có đúng, và ở chỗ mình có xảy ra nhân quả, ở các chỗ khác cái nhân quả cũng vẫn có xảy ra. Thì vậy là cái điều này nó xảy ra rất đúng. Và những lý khác như là lý nhân duyên của Đức Phật dạy, thì chúng ta cũng phải tư duy để chúng ta thấy là trong cái thời xưa tất cả các pháp đều do duyên hợp mà tạm có. Ví dụ nói cái thân mình đi, nói thân mình là có bốn cái loại là đất, nước, gió, lửa hòa hợp hình thành cái thân này. Tức là hơi nóng là đại diện cho lửa nè, cái chất ướt trong người là nước nè, cái gì mà chúng ta rờ chạm được là đất, rồi cái cử động trong người là gió. Thì cơ thể con người có bốn điều này nó hòa hợp mới hình thành được cái thân, thì gọi là cái thân do duyên hợp mà có. Thì ngày xưa cái thân cũng có như vậy, ngày hôm nay cái thân cũng có như vậy, và vạn vật bên ngoài cũng có như vậy. Giống như bây giờ một chiếc xe, chúng ta thấy ấy, khi mà hình thành chiếc xe, nếu mà không đủ bốn từ này chiếc xe không thể chạy được, đúng không? Chiếc xe là phải có gì, phải có xăng, tức là ướt, cái ướt này là nước, phải không? Rồi phải có lửa để đốt cái xăng đó, để động cơ mới hoạt động. Khi động cơ hoạt động thì nó bơm khí, tức là gió, và cái mà cứng chúng ta gờ được đó là đất. Thì vạn vật trong không gian này cũng có đầy đủ đất nước và gió lửa, tức là đều do duyên hợp mà có hết. Đó thì bây giờ khi chúng ta đã học được một cái điều gì Đức Phật dạy rồi, là chúng ta bắt đầu tư duy để chúng ta thấy rằng cái điều đó nó đúng suốt thời gian và không gian, thì chúng ta chấp nhận điều đó là tạm thời gọi là chân lý. Và bước tới một bước thứ ba của cái huệ của Phật đạo là chúng ta tu, tức là văn, chúng ta học rồi thì chúng ta tư duy, chúng ta có những cái phản biện trong tư duy đó. Ví dụ trong lúc chúng ta tư duy, chúng ta thấy rằng cái lý nhân quả đi, thì bây giờ Đức Phật nói là tạo cái nhân lành sẽ có quả báo lành, tạo nhân ác sẽ có quả báo ác. Tôi thấy rõ ràng bên cạnh ở nhà tôi có một cha nó ác ôn dễ sợ mà chả làm giàu hoài, bây giờ nhân quả nằm đâu, không? Hay chúng ta phải phản biện, tức là chúng ta phải đặt những câu hỏi ra gọi là phản biện, để mình tìm ra một cái lý thật của nó, rồi mới đủ lòng tin cho mình, chứ mình cũng không phải tin suông. Thì vậy là ở nơi bản thân mình tư duy một pháp nào đó để ra tường tận vấn đề. Ví dụ tại sao mà cái thằng cha này đã làm ác mà đã sống cả đời không thấy chuyện xảy ra hết, trong khi rằng từ nhỏ lớn mình đã từng làm thiện, mình đã ăn hiền, đã làm, mình chưa dám mít lòng một đứa nhỏ nữa mà mình khổ hoài cả đời luôn. Thì nhân quả nằm đâu?
nhân quả nằm đâu? Lý nhân quả Đức Phật nói đúng hay là sai? Dứt khoát là Đức Phật nói không sai rồi, nhưng mà có điều là chúng ta chưa hiểu hết. Không. Thật ra khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy, bắt đầu chúng ta mới tìm tòi. Tại vì lý nhân quả Đức Phật phải nói là nó có cái được gọi là cái hiện báo. Hiện báo là cái quả báo xảy ra trong hiện đời. Và thứ hai gọi là cái sinh báo. Thứ ba gọi là cái hậu báo. Thì ví dụ như chúng ta muốn biết chữ thì buộc chúng ta phải học. Có học tức là nhân, biết chữ đó là quả, đúng không? Chúng ta muốn mà làm nghề thì chúng ta phải học cái nghề đó. Rồi khi chúng ta học nghề là nhân, mà chúng ta thành cái nghề để đi làm được việc, đó là quả. Thì đây gọi là cái hiện báo của mình. Chúng ta có ăn chúng ta mới no, gọi là hiện báo, phải không? Nhưng cái sinh báo là cái việc có thể xảy ra ở một cái đời kế tiếp cận cái đời này. Thì bây giờ có thể chúng ta làm thiện trong đời này, thì đời sau chúng ta không có làm thiện nhưng chúng ta vẫn hưởng cái quả báo của cái việc thiện của mình trong đời đời trước. Như vậy là chúng ta ví dụ nè, ví dụ như trong một cái đời sống hiện tại này của mình á, là mình xài mỗi ngày 10 đồng. Xài mỗi ngày 10 đồng. Như vậy nếu mà chúng ta có một cái dịp để chúng ta làm được 1 tỷ đồng, chúng ta bắt đầu không làm việc nữa, thì mỗi ngày chúng ta chỉ tiêu xài 10 đồng thôi á, thì chúng ta xài 1.000 ngày nó chưa hết được 1 tỷ đồng, mới hết được có 1 triệu đồng thôi. Hay thì vốn nó vẫn còn tiếp tục nữa. Thành ra khi mà chúng ta thấy một cái người mà trong cái đời này họ không có làm điều gì thiện hết mà họ được hưởng giàu sang phú quý á, là do đời trước họ vô tình làm một chuyện gì lớn, có cái phước lớn quá, đời này họ chưa hết cái phước đó, họ vẫn còn xài cái phước báo cũ. Chứ còn nhân quả mà họ đã tạo trong đời này nó cũng tiếp tục không mất, nó sẽ xài một đoạn khác để dành đối với mốt sẽ tới, chứ không phải là không có quả báo, mà không phải là hiện báo, không phải là sinh báo, mà có thể nó là hậu báo, thì trải qua không phải một đời mà là nhiều đời nữa có thể xảy ra. Đó, cho nên nếu chúng ta nhìn thấy điều đó để chúng ta hiểu được là nhân quả có những cái chúng ta phải xét đoán trong cái đời hiện tại này, có những cái chúng ta phải liên quan tới cái đời kế tiếp, thì chúng ta mới có thể hiểu được nhân quả một phần nào, chứ nếu không là chúng ta sẽ không hiểu. Thế thì bây giờ mình làm thiện thì chưa thấy quả báo lành đến với mình trong đời này, nhưng mà không phải là không có. Đức Phật có nói trong kinh là dù mặt trời có lạnh, mặt trăng có nóng, nhưng mà lý nhân quả Đức Phật nói là không bao giờ bị thay đổi. Thì có thể nó xảy ra trong hiện đời, có thể xảy ra trong đời kế tiếp, hoặc là những đời sâu xa hơn nữa. Thì chúng ta mới thấy nội chúng ta nhìn ở đây, tất cả chúng ta ngồi ở đây thì mỗi người một gương mặt không có giống nhau, đúng không? Rõ ràng là bây giờ nhìn lại có mặt người nào giống người nào không? Có thể giống được, không có cách nào giống được. Và 8 tỷ người trên thế giới này cũng không ai giống ai. Nó có giống cái mặt chút thì cái thân cũng khác, hoặc là ngón tay, hoặc là tóc, lỗ tai gì nữa, lỗ mũi sẽ có cái gì khác đó. Cái khác biệt hết. Như vậy là cái gì? Nếu chúng ta muốn giải thích được cái việc mà tại sao khuôn mặt chúng ta khác nhau, là chúng ta biết rằng cái nhân quả nghiệp báo chúng ta nó không có đồng nhau. Nó có một cái gì hồi trước không đồng nhau, cho nên đời này mới khác nhau. Chứ nếu hồi trước mà hai người cũng làm tất cả những chuyện như nhau hết đó, thì nó sẽ có nhân quả đồng nhau, thì chúng ta sẽ hưởng được cái phước báo trong đời này tương ưng với nhau. Hồi xưa ví dụ như trong đời này đi, thì hai huynh đệ chúng ta cùng làm một việc phước, tức là hai người tới chùa đồng cúng 5 đồng cho Phật, cho Tam Bảo, hoặc là chúng ta bố thí 5 đồng. Nhưng mà trong lúc chúng ta bố thí hoặc là chúng ta cúng dường, hai người có hai tâm niệm khác nhau, nó sẽ dẫn tới hai quả báo không đồng nhau. Một người cúng dường Phật là giá hay sao, nay là con cũng dành hết cái thời gian, hết sức lực và hết cái can đảm, con mới gắn móc được 5 đồng ra con cúng Phật. Thì xin Phật chứng minh cho con là hiện tại là con đang chuẩn bị thi đại học, chồng con chuẩn bị làm quan gì gì đó, vân vân. Thì xin Phật cho con thành tựu được tất cả những chuyện đó. Còn mỗi người á, thì họ cúng dường Phật bằng tất cả tâm thành kính, họ mong rằng Tam Bảo được trường tồn thế gian này để cho tất cả chúng sanh được nhờ, thì hai tâm niệm khác nhau rồi, thì nó sẽ có hai quả báo khác, hai báo của đời sau khác. Cũng cùng là việc làm nhưng mà hai tâm niệm khác là sẽ liền có hai quả báo khác. Đó thành ra là chúng ta sẽ có một cái thành quả là chúng ta sẽ mang một cái thân đời sau không giống người bạn của mình, và được sanh ở một cái đẳng cấp khác nhau nữa, giàu nghèo khác nhau do hai tâm niệm khác.
Rồi đồng thời là chúng ta có ngồi, ví dụ như bây giờ ở đây chúng ta cùng ngồi với nhau niệm Phật 1 tiếng đồng hồ, đúng không? Nhưng mà có người thì đúng 1 tiếng niệm Phật không có nghĩ chuyện này chuyện kia. Nhưng mà có người niệm Phật 5 câu 3 câu là nghĩ chợ, đi chợ, nghĩ chuyện đi chơi, nghĩ chuyện này chuyện kia. Thì nó bắt đầu nó đã khác nhau nơi đó rồi. Cho nên nhân quả chúng ta sẽ khác. Thật ra là chúng ta phải học Phật, chúng ta phải suy nghiệm, chứ đừng có nhìn chung chung. Có nhiều người đánh giá chung chung đó, ủa sao mà tôi thấy cái chùa đó Phật tử đi chùa cái bà vậy, cái bà khác. Người đánh giá là chùa này ông thầy ông dạy không tốt, hay là cái học Phật không có ra gì để cho Phật tử người thế này người thế kia. Xin thưa, nó không phải, không ai giống ai được, cái điều gì do nhân quả nghiệp báo nhiều đời họ đã mang tới rồi. Có quá là đời này họ được học cái chung. Ví dụ như ngồi tại đây đi, trong một cái thời pháp thoại này thì mỗi người nghe đều có một cái gì, một cái cảm nhận khác nhau. Có người thì thích, có người thì cũng thấy chán lắm, có người thì thích đoạn trước, có người thích đoạn giữa, có người thì thích đoạn sau, có người thích câu này, có người thích câu kia. Mỗi người ngồi tại đây nhưng mà đều có cảm nhận, đều có cái ghi nhận khác nhau, để rồi bắt đầu họ thực tập khác nhau, họ tu hành khác nhau để có được cái kết quả khác nhau trong đời này. Tức là trong phút chốc chúng ta ngồi đây thôi, mỗi người một thế giới rồi. Mỗi người sở hữu một cái nhân mới, nhận một nhân mới và tạo một cái nhân mới để thành một cái chuẩn bị cho một cái kết quả mới của mình trong tương lai rồi. Nó thì vậy là khi chúng ta học nhân quả, chúng ta sẽ tập học lý vô thường, chúng ta cũng tập phản biện và tất cả những lý luận khác. Chúng ta học theo chiều suông và chúng ta bắt đầu học theo chiều nghịch, để khi mà chúng ta nhận được cái lý gì ở trong đạo Phật là chúng ta phải nắm vững. Và khi chúng ta đã phản biện đến mức độ tận cùng của nó rồi á, thì chúng ta thấy được một điều là đi đâu về đâu không ai bẻ mình được. Khi mình hiểu được đạo Phật rồi là họ không có bẻ mình được, tại mình đã tự bẻ trước rồi. Tự bẻ trước hết mọi lý luận, mọi vấn đề là chúng ta rất là rành, rất là hiểu. Và chúng ta phải biến Phật Pháp thành một cái gì của chính mình. Đó, đầu khi chúng ta hiểu được nhân quả rồi á, ví dụ bây giờ chúng ta hiểu được nhân quả rồi, thì khi mọi việc xảy ra trong đời sống này của mình sẽ áp dụng nhân quả vào đời sống liền. Bây giờ tự nhiên trên trời dưới đất này ở một người ở nửa cái dòng địa cầu này, cái đi về bên Việt Nam hay là một nước nào đó kiếm một người bạn đời của mình. Thấy những người xung quanh quá chừng thôi, mình không có chọn, mình chọn một người rất là xa như vậy. Thì rõ ràng nó có một cái gì với nhau đó. Có cái gì với nhau để lôi cuốn hai người mới được gặp nhau. Dù là xa xôi chúng ta mới gặp nhau được. Chứ hồi trước khi mà gặp hai người, chúng ta cũng chưa từng biết là cái người bạn đời của mình là mặt tròn, mặt méo, người đẹp hoặc là người xấu. Nhưng mà do nhân quả bắt đầu nó từ từ thu hút để khiến cho hai người phải được gặp nhau. Và để trả nợ với nhau, để thiếu nhau đời trước, đời này kiếm nhau để đòi. Cho nên phải gặp rồi, gặp lại nợ cũ duyên xưa để chúng ta phải trả, chứ còn không thể trốn được. Thì giống như trong 14 điều minh triết, Đức Phật nói là cái món nợ lớn nhất cái trần gian là tình cảm. Tình cảm mà đã là bị thiếu gì thì dễ trả, mà thiếu tiền, thiếu nợ tình cảm khó trả lắm. Rất là khó trả, tốn lên trời nữa cũng bị lôi chân xuống, không trả được. Không bao giờ chúng ta trả hết cái nợ tình cảm. Nó thực ra là chúng ta mới thấy rõ ràng là nhân quả nó có. Để vậy chúng ta đến với nhau trong cái tình thâm hoặc là trong cái tình thù thì đều có nhân quả cũ hết. Cho nên mọi điều đến với mình như vậy, mình phải hiểu đó là nhân quả của mình. Thì nếu chúng ta biết áp dụng nhân quả trong đời sống này thì mình thứ nhất là phải sao? Phải vui vẻ đón nhận và sẵn sàng trả lại lẹ thì mới phải hết. Còn nhân quả mà chúng ta không có chịu trả, nó khó hết lắm, lâu hết, thậm chí là kéo dài qua đời khác lắm. Ví dụ như chúng ta thường hay nói mà những người nam hoặc những người nữ mà đã có phát tâm xuất gia rồi còn ở trong gia đình á, nếu là người chưa có gia đình, có nhiều người con trẻ muốn đi tu á thì bắt đầu tìm cách tránh né cha mẹ hoặc trốn đi tu. Tôi nói là người đó tu không bền. Trường hợp cha mẹ đã đồng ý thỏa thuận hết, còn nếu vợ chồng cũng, vợ phải được chồng thỏa thuận, chồng phải được vợ thỏa thuận. Còn khi mà mình nói tới cái chuyện mình phát tâm đi xuất gia, mình đi tu mà có một người ngăn cản là biết còn nợ. Cho nên chúng ta phải trả gấp đôi, gấp ba luôn. Ví dụ như người nữ mà muốn đi tu là phải là lo lắng, phải chăm sóc ông chồng cho tới nơi tới chốn mọi chuyện hết, trả lẹ lẹ thì mới hết rồi. Mà tới một ngày đó mình vừa có cái ý muốn đi tu rồi, ông nói chấp nhận cho mình đi liền. Hoặc người chồng cũng vậy,
Khi muốn đi tu mà cứ tránh né vợ con, phải tối ngày kiếm chuyện lên chùa công quả để cho có phước, chưa chắc là đi tu được. Mà phải làm mọi chuyện gia đình để nó hết, để người ta có thể chấp nhận mình, cái ngày ra đi của mình không còn cái gì ràng buộc ngăn cản nữa, thì người đó đi tu mới có thể yên xuôi được. Vì nhân quả chúng ta phải áp dụng cho tốt. Thành ra khi mà nhân quả lành, nhân quả ác tới trong cuộc đời của mình ấy, mình phải vui tươi và sẵn sàng để trả, thì nợ mới hết được, quả nhân cũ nó mới hết. Thành ra là mọi chuyện tốt tới với chúng ta cười được, thì chuyện xấu tới cũng làm ơn là nghe miệng cười dùm. Nhưng mà chúng ta là thích cái chuyện tốt cái tới, nhưng mà chuyện xấu là chúng ta nhăn mặt, thậm chí chúng ta cự lại. Bây giờ mình thử đặt vấn đề đi, nếu mình thiếu nợ nợ người thường thì không nói gì, nhưng mà thiếu nợ nhà nước á, mà họ lợi họ đòi nợ, mình nhăn mặt mình nhắm làm sao, bị nhân tù liền. Nhân tù liền phải vui vẻ tả, hoặc là chúng ta cũng phải năn nỉ nói người ta cho mình trả từ từ hay gì đó thì tùy mình. Nhưng mà nếu mình không vui là nợ không hết. Nói về nhân quả là phải như vậy. Thật ra là trong đời sống, cái cư xử qua lại trong cái đời thường á, thì chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta xét đoán được cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của mình, để em thấy rằng là ở nền quan gia của chúng ta là nó đã có với nhau rồi, thì bây giờ tìm cách nào để chúng ta có thể trả đủ, trả là không được thiếu, trả không thiếu món nào hết đó. Thì như vậy là khi mà chúng ta tư duy rồi, chúng ta phải áp dụng cái việc tu hành, áp dụng vào đời sống chúng ta, tức là tu. Ví dụ như lý vô thường đi, lý vô thường thì chúng tôi đã giảng rất là nhiều cái băng giảng khác, quý vị có thể tìm nghe. Thì bây giờ nếu chúng ta áp dụng vô thường trong một cái đoạn ngắn thôi, đoạn ngắn, Đức Phật nói là tất cả các pháp thế gian đều vô thường. Bây giờ cái gì nó có ra nó sẽ bị mất đi, các pháp mà có hình tướng đều vô thường. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tư duy về vô thường, tức là chúng ta chiêm nghiệm về con người. Ví dụ như thân mình hồi sanh ra mình được có mấy kilo đúng không, nằm chồi chồi giải giải nó, nếu mà không vô thường là không lớn lên, không đi đứng, không nói chuyện được, không sinh hoạt được. Thì do vô thường mà mình được lớn lên đúng không, được thành con người như bây giờ. Và bây giờ là nó tiếp tục vô thường nữa thì con người bắt đầu từ từ sao phải già cỗi và phải hoại đi, đó là vô thường. Thì chúng ta có thể chiêm nghiệm là cuộc sống này luôn luôn là như vậy, những gì nó có mặt nó sẽ mất đi. Thì là tiền tài nó đến với chúng ta nó cũng phải mất, danh vọng nó đến với chúng ta nó cũng mất, sắc đẹp nó có. Bây giờ chúng ta là được là thế gian chọn chúng ta là làm hoa hậu hay là mỹ nhân gì đó không, nhưng rồi nó cũng phải héo úa tàn phai chứ không có đẹp hoài được, không phải đẹp hoài, không ai đẹp hoài hết. Thì chúng ta phải hiểu được điều đó, khi mà nếu mà hồi đó đi gặp ai cũng khen của mình là đẹp thế này đẹp thế kia, cái bữa nay họ bất chợt nói ủa sao bữa nay tôi thấy chị già quá, cái buồn chịu không nổi, trời ơi tôi đẹp dữ lắm rồi, bà khen không khen bà chê. Chúng ta khó chấp nhận cái sự chê bai của người khác, nhưng mà sự thật là chúng ta đã bị vô thường, đã già rồi. Nếu nhìn lại là chúng ta không còn đẹp như ngày nào nữa, không còn như thuở xưa nữa, thì chúng ta phải chấp nhận những điều đó. Và khi tiền tài nó có hay là nó mất với mình là tùy theo cái phước báo của mình. Vì vậy là trong lúc mà chúng ta đang hưởng được cái phước báo lớn thì tiền tài nó đến với chúng ta nhiều. Nhưng mà do chúng ta tiêu xài phung phí để chúng ta mất phước, tiền nó sẽ theo phước chúng ta mà nó đi. Thì lúc chúng ta phước chúng ta kém theo cái chiều suy sụp thì tiền tài nó mất, nó rời khỏi chúng ta. Cái sự nghiệp chúng ta bắt đầu mất mát đi, cái đời sống chúng ta bắt đầu vất vả, chúng ta phải chấp nhận điều này. Tại vì đây là cái đoạn nhân quả mà mình phải chịu. Nhân quả của mình, cái phước báo của mình, không ai có thể hưởng cái phước mà hưởng quá cái phước mình hết. Và không có Phật trời nào ép buộc chúng ta phải bị khổ sở nó. Tất cả mọi cái đến đều do nhân quả của chính mình. Thì lúc mà cái phước mình còn thì mọi chuyện tới với mình nó hết sức là êm đẹp. Lúc mà cái phước báo chúng ta còn thì tiền tài với chúng ta nó rất là sung mãn. Nhưng mà chúng ta không biết cần kiệm, không biết giữ cái phước của mình, chúng ta xài quá lố, xài quá trớn thì cái phước mình nó sẽ bị hết nhanh trong đời này. Thì chúng ta để ý là trong đời có những người trẻ có đời sống họ rất là sung sướng, nhưng mà tới hồi từ 40-50 trở lên á, cuộc đời bắt đầu vất vả. Thì biết rằng cái phước mình gần như nó sập rồi. Con đó là nó không còn thương để lo mình, trong lúc là mình làm không ra tiền ra bạc nữa. Xã hội bắt đầu không còn coi trọng mình, và thân bắt đầu bệnh hoạn tới đó, ngồi đó cơm ăn không đủ mà còn bệnh đau nữa, nhà không có chỗ ở rồi. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là chúng ta đã hết phước thật sự rồi đó. Mà những người như vậy là biết khi chết
họ không thể đi khỏi lành được. Còn người nào mà trong đời sống hiện tại này hồi nhỏ vất vả mà càng lớn đời sống họ đã bắt đầu được yên ra, họ sống bình an, được nhiều người thương mến, được nhiều người chăm lo, thậm chí chúng ta có tiền tài, có vật dụng đầy đủ, thì biết rằng cái phước chúng ta còn nhiều, đang cái chiều hướng thăng tiến. Tuy nhiên là khi bỏ thân xác này, chúng ta sẽ sanh những cõi cao hơn. Do phước nó suy sụp để chúng ta đón biết rằng sanh tử sắp tới chúng ta đi xuống, và phước báo chúng ta đi lên á, thì nó sẽ lộ ở hai mặt. Một là cái thân tướng mình, thứ hai là cái đời sống của mình. Đời sống mình mỗi ngày nó mỗi thuận ra. Cho nên ở đây mà chúng ta thấy là cái người nào mà càng lớn tuổi càng nhàn hạ và có đầy đủ cái sinh hoạt cuộc sống, không có phải cực như hồi nhỏ, là biết rằng cái phước chúng ta đã vun trồng tốt, và đời sống cuối đời chúng ta được bình yên. Cho nên là nếu ai mà bắt đầu già lớn tuổi mà thấy cái kinh tế chúng ta nó gần như nó sa sút đến mức độ mà bế tắc á, thì phải nói là xin thành thật chia buồn và nên cố gắng tạo phước trở lại, tìm đủ một cách để chúng ta gây dựng phước báo chúng ta trở lại. Chứ nếu không mà từ đây tới cuối đời mà cứ mỗi ngày nó mỗi khó thêm á, là kẹt lắm, khó có thể gây dựng lại được cái kiếp người á. Thì cái người chúng ta đã xài nó hết cái kiếp, hết cái phước để làm người rồi. Nên một đời sống cuối cùng là khi chúng ta nằm liệt ở đó không ai chăm sóc. Một đời sống thực vật rõ ràng của một động vật mà không còn hoạt động bình thường như người khác nữa, thì chúng ta biết rằng người đó đã tàn phước của mình, trả một cái nhân quả rất là đắt. Cho nên là chúng ta phải nghiệm lại mỗi cái mà khi chúng ta học Phật, chúng ta phải chiêm nghiệm hết nhiều mặt về nhân quả, về nghiệp báo của mình, về vô thường. Vì xét về vô thường đó, chúng ta thấy là chúng ta phải hiểu được lý vô thường từ xa cho tới gần và biết ứng dụng trong đời sống thì hết sức tuyệt vời. Nếu bây giờ chúng ta hiểu lý vô thường mà cho nó sát một chút nữa, thì từ cái thân này chúng ta thấy là ai cũng phải bị lớn, phải bị già và phải bị chết, đó là chắc chắn không thể thay đổi được rồi, đúng không? Như về tâm, Đức Phật cũng nói là cái tâm chúng ta vô thường. Thì bây giờ chúng ta đang chơi với người bạn của mình, đang chơi rất là ngon lành, rất là thân thiện, cái gì cũng có thể chia sẻ, buồn vui cay đắng thì có thể chia sẻ nhau được. Tự nhiên cái sáng bữa nay gặp mặt mình nó không có, mình nói điên lên, mình nói tại sao vậy, nó hiểu lầm mình một cái điều gì đó, nó không thèm chơi với mình nữa. Tâm con người ta nó không có bền đâu, đúng không? Nó là vô thường mà. Vô thường thì giờ nó thương chút nó sẵn sàng nó ghét chuyện vô thường. Chúng ta phải thấy rõ ràng, đừng có đòi người ta phải thương mình hoài. Thương có khi là người ta thương ít thì từ từ họ sẽ thương nhiều, nhưng mà thương đến mức độ tận cùng họ không có thể hận thù trở lại mình. Tâm con người ta luôn luôn dao động bất an, chút vậy chút người khác hồi mình thấy cái này mình thấy tốt, nhưng mà chút nữa mình sẽ thấy cái điều này là xấu, bây giờ mình thấy nó là hay, nhưng chút nữa mình sẽ thấy nó là dở. Tâm chúng ta cả ngày là không bao giờ giữ yên một chỗ, luôn luôn dao động bất an. Cho nên chúng ta đừng có đòi cái gì mà bền bỉ. Đòi bền bỉ tức là một sự tham cầu của mình, mà tham cầu nó sai với cái lý, sai với chân lý, cho nên là chúng ta bị bất an, bị dao động. Nếu mà những cái gì mà tham cầu của chúng ta, những cái gì điều mong muốn chúng ta nó đúng với chân lý, nó phù hợp với phước báo của mình sẽ bình an. Ví dụ như bây giờ mình là cái người phước báo kém mà mình muốn ở nhà lầu cho nó cao, muốn đi xe hơi cho nó đẹp, không được như vậy cái mình cảm thấy mình khổ, tức là mình đòi quá với cái phước của mình. Thật ra mọi điều không phải là chúng ta không được mong muốn, nhưng mà chúng ta chỉ mong muốn làm sao nó vừa với cái chừng mực, cái phước báo của chính bản thân mình. Mọi điều chúng ta phải cân nhắc vừa chừng thì chúng ta sẽ có được một cuộc sống bình yên. Đó là cái vô thường, không? Bây giờ chúng ta mới thấy cái vô thường này, nếu mà ai mà nhận hiểu cho nó sâu sát một chút á, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống tự tại giải thoát ngay tại đây này. Thường thì những người nói chuyện qua lại á, có những người không giữ lời có thể nói một lời mất lòng một người bạn mình, cái người bạn mình buồn. Và cái người buồn là cái người gì? Cái người không hiểu lý vô thường cho nó đúng. Nếu như bây giờ ngồi tại đây mà chúng ta hiểu rất đúng về lý vô thường thì người ta chửi mình á, mình khổ không? Khổ không? Chắc không? Chắc không khổ. Nhưng nếu bây giờ chúng ta bắt đầu áp dụng vô thường, chúng ta tu là sau khi chúng ta tư duy hết mọi điều là cái tâm chúng ta nó vô thường, là cái thân vô thường và hoàn cảnh nó vô thường, thì bây giờ chúng ta ứng dụng đúng với vô thường nha, ứng dụng đúng vô thường gọi là chúng ta đang tu đúng với cái pháp vô thường.
Một người mà thấu hiểu vô thường thật sự, người đó không bao giờ khổ. Và người nào hiểu đúng vô thường, người đó giải thoát ngay tại đây liền. Ví dụ như bây giờ có một người chửi là anh A là con chó đi, như vậy. Nếu bình thường đó là mình nghe cái câu này rất là nặng đó, mình khó chịu vô cùng á, vì mình bực tức mình có thể chửi lại. Nhưng nếu mình sống đúng vô thường trong từng lời, trong từng lời nói đi, thì bây giờ chữ anh nói ra làm sao? Mất liền, đúng không? Rồi nó có một khoảng không rồi với chữ A, rồi nó mất cái tiếng đó, rồi nó có một khoảng không rồi nó là cái mất tiếng đó là nó con, mất tiếng đó mới làm chó. Thì từng lời, từng chữ một nó tự sao? Nó tự vô thường, nó tự mất đi. Bây giờ mình muốn giữ cái lời đó lại được, mình có giữ được không? Giữ không được, không ai có thể giữ được. Phải không? Thì có người lanh lợi chúng họ nói là tôi giữ không được chứ tôi nhớ lại được. Nhớ lại được. Nhưng mà khi chúng ta nhớ lại, nhưng mà chúng ta giữ lại được không? Bây giờ trong đầu chúng ta hiện lại cái chữ anh A là con chó đi. Bây giờ ai có thể giữ được một ý niệm chữ anh hay là chữ A hay là chữ con hay là chữ chó trong đầu mình giữ được không? Không được, nó khởi nó cũng mất nữa. Nó có khởi trở lại đi nữa thì cái đó là cái khởi ở trong đầu mình chứ không phải là tiếng nói của người khác. Thì người ta vừa nói xong là tiếng đó nó đã không còn. Và bây giờ mình có nhớ lại nữa thì từng ý niệm nó khởi lên nó cũng tự mất không còn. Có ai giữ được một ý niệm trong đầu không? Giữ không được, đúng không? Thì ra người trước, từ trước đến giờ chúng ta học cái gì này? Chấp tức là gốc của đau khổ. Nhưng mà chúng ta phải nói thêm đó là chấp không được mới là đau khổ, chứ chấp được không ai đau khổ hết. Tại sao? Ví dụ như chúng ta đang đẹp như thế này nè, nếu mình chấp mình giữ được sắc đẹp này hoài thì mình đâu có khổ đâu. Nhưng mà bây giờ sắc đẹp mình nó héo úa, nó tàn phai, mình mới khổ, phải không? Mình đang khỏe như vậy nè, mình không muốn cho mình bệnh, mà nếu mình khỏe hoài thì mình đâu có khổ. Nhưng mà hồi mình ngã ịch ra mình đau, mình mới khổ. Đó, còn cái lời nói của người ta rõ ràng mình cũng đâu có chấp giữ được nữa. Bây giờ tất cả những cái lời nói mà nặng nhất của người khác nói cho mình, nếu mình hiểu đúng vô thường thì từng lời, từng chữ nó đã sao? Đã tự mất mà mình giữ lại không được. Rồi mình có thấy rằng lời đó nó nặng với mình không? Nếu chúng ta sống đúng vô thường theo từng lời thì nói một tiếng nó rớt một tiếng, nói hai tiếng rớt hai tiếng, nói ba tiếng rớt ba tiếng, và nói xong là không còn miếng nào hết, đúng không? Nếu áp dụng vô thường mà tu cho đúng á thì chúng ta phải tu nhanh như vậy, tu thần tốc như vậy chứ không có chậm. Tu còn nhanh hơn phi cơ tu nữa, bay nữa. Thì vậy là từng lời một là nó tự rớt mất, từng lời một nó tự rớt mất, nó không còn. Và chúng ta có gợi lại đi thì từng ý niệm một nó khởi ra trong đầu mình, nó cũng tự mất, nó không còn. Thì vậy là chúng ta làm sao? Không có chỗ để dính lại, không có chỗ để mắc lại, và chúng ta sẽ không bao giờ bị đau khổ. Bây giờ chấp họ có lập cái bàn trù trước cửa nhà mình, họ trù từ ngày mà này tháng cái kia đi nữa, chỉ là lời nói rồi mất liền, thì có dính mình đâu đâu mà khổ. Nhưng mà bây giờ nói mình hết khổ mình chịu không? Hả? Không chịu. Chúng ta nhớ ngày xưa khi mà Tam Tổ Tăng Sáng đi gặp Nhị Khổ Bệ Khả, thì Nhị Khổ hỏi ngươi tới đây để làm gì? Dạ, Tam Tổ nói là thưa con tìm đạo giác ngộ giải thoát. Nhị Tổ mới nhìn vô mặt Tam Tổ Tăng Sáng nói một câu là ai trói buộc ngươi? Cái Tam Tổ nhìn là trong tâm mình thấy không có ai trói buộc hết, không có cái gì trói buộc mình hết, tại vì cái gì nó xảy ra rồi nó cũng tự mất mà, tất cả các pháp đều vô thường, nó không tồn động lại. Thì vậy là Tam Tổ Tăng Sáng ngộ đạo, thấy rằng mình từ xưa tới giờ đã sao? Đã không bị dính mắc, đã không bị trói buộc, đã không bị khổ đau. Bây giờ chúng ta có thấy mình bị dính mắc không? Có không? Dính chỗ nào? Lấy cái gì dính với cái gì? Bây giờ nhìn lại, nếu chúng ta khổ là cái chuyện xảy ra từ đâu? Từ cái tâm của mình, phải không? Mình nghĩ là cái câu này là nặng nè, cái câu này là nhẹ nè, người này ăn hiếp mình thế này, người kia ăn hiếp mình thế kia. Nhưng mà bây giờ cái câu nào là nặng? Câu nào? Câu nào nặng nhất đâu, lấy ra tôi coi thử. Nó ở đâu trong đầu của mình? À, ở chỗ nào đâu? Nhìn lại kỹ coi nó ở chỗ nào. Từ trước đến giờ là chúng ta đã từng nghe thiên hạ chửi mình nhiều lắm rồi, đúng không? Người ta cũng đã từng nói nặng mình, ta đã từng khinh thường mình, mọi cái đã xảy ra rất là nhiều rồi. Bây giờ ngồi đây để mà nhìn chín chắn lại coi những cái điều đó nó còn không? Còn không? Không có còn. Thực sự nếu mà ngồi như tại đây là những điều đó ra mất.
Nhưng mà lúc đó là chúng ta đâu có tu đâu, đúng không? Trong một thời gian dài vừa qua là chúng ta cũng quên tu. Có những cái chuyện mà chúng ta rất là buồn, và mình nghĩ rằng cái chuyện buồn này á, nó sẽ kéo hết cuộc đời của mình không thể nào mình vui lên được. Nhưng mà gặp chuyện chúng ta cũng có thể cười được mà. Và chuyện buồn đó mình có cố muốn buồn lại đi nữa, nếu một người hiểu đạo lý là họ không buồn lại được. Và nếu hiểu đúng với vô thường á, sống đúng với vô thường á, là chúng ta tự rơi rụng từng phải nói dùng từ là từng sát na một đối với đạo Phật. Khi mà người có trí tuệ đã thấy rõ vô thường rồi thì từng việc xảy ra họ rơi rụng ngay tại chỗ đó, không vướng lại. Mà không vướng lại tức là gì? Là giải thoát. Tất cả chúng ta ngồi đây là những người giải thoát chứ không ai bị trói buộc. Chúng ta chấp nhận nổi điều này không? Ai bị trói, ai bị cột rồi nói nghe nghe. Và chúng ta tự nhìn lại coi mình bị trói buộc cái gì, lấy cái gì để trói cái gì. Bây giờ thân mình đã vô thường nè, không? Tâm mình vô thường nè, mọi hoàn cảnh xảy ra đều vô thường nè, thì có chỗ nào không vô thường đâu mà chúng ta bị dính lại, không? Mà chịu giải thoát không? Chịu không? Ai giải thoát chứ chết không ai chịu hết. Khi học đạo, nếu mà chúng ta tự tư duy cho đúng, tại vì đối đạo Phật á, tư tức là tu, tức là lúc chúng ta tư duy tức là chúng ta đang tu tập. Cho nên khi chúng ta học lý vô thường, chúng ta tự chiêm nghiệm lại cái thân mình vô thường, cái tâm mình vô thường, tức là nó không có chỗ để dính lại rồi. Mà không có chỗ để dính lại tức là mình đang tự do tự tại mà. Chúng ta muốn đứng lên, chúng ta muốn ngồi xuống, đâu ai ràng buộc mình đâu. Chúng ta muốn cười, chúng ta muốn khóc, chúng ta muốn thở ra thở vào là mình quá tự do mà. Muốn ăn uống, muốn đi đứng, chúng ta rất là tự do. Thực sự là thân tâm chúng ta đang rất là tự do tự tại, không có chỗ vướng lại. Thực sự là không có chỗ vướng lại. Thì bây giờ nếu chúng ta hiểu như vậy là không có chỗ vướng lại, thì vậy là coi như chúng ta đã giải thoát. Đó thì như vậy là khi chúng ta tư duy, tức là chúng ta hiểu được cái lý của Đức Phật dạy một cách tường tận như vậy, để rồi cái đời sống chúng ta thành cái vô thường. Bây giờ ở đây có ai không vô thường đâu? Ai cũng đang vô thường hết, đúng không? Thân mình đang vô thường, tâm mình đang vô thường, mọi chuyện đang vô thường. Và vô thường là gì? Vô thường có nghĩa là giải thoát, chứ không phải vô thường là con quỷ, vô thường là cái gì xấu xa. À, có một số người học đạo cho vô thường là quỷ thế này thế kia, chúng ta hiểu lầm. Bây giờ nếu như một chuyện buồn hồi trước trong cuộc đời chúng ta, lỡ có một cái chuyện gì mà chúng ta cảm thấy buồn, nếu mà bây giờ nó còn thì nó sẽ làm cho chúng ta như thế nào? Khổ sở vô cùng, đúng không? Bây giờ biết bao nhiêu cái chuyện buồn trong đời mình chứ đâu phải một chuyện đâu, mà giờ nếu mà ngồi nhìn lại nó cũng đâu còn. Rất là nhiều cái chuyện vui xảy ra trong cuộc đời mình mà mình thấy bây giờ nó cũng mất đi. Chính con người đã hiểu được cái điều này, không? Có những cái cuộc vui chúng ta muốn lưu giữ lại bằng cách gì? Chúng ta quay phim, chúng ta thâu âm, chúng ta chụp hình, đúng không? Ai cũng ngầm ngầm hiểu rằng mình tới cái chỗ này mình chơi rồi mình về là nó mất hết. Cho nên mới chụp hình và gọi là cái gì? Lưu lại cái hình bóng. Lưu lại cái bóng, chứ nó cũng không có thật. Đó là lưu lại cái bóng thôi. Còn sự thật là khi chúng ta chạm tới và sự thật đó nó không còn tồn tại, không còn tồn tại nữa, đó là một cái sự thật rồi. Chúng ta không có thể chối cãi được điều này. Vì chân lý, một cái điều gì chân lý, chúng ta thấy một cái điều rất hay là chân lý dù chúng ta có bẻ cỡ nào nó không gãy. Chân lý là một cái sự thật mà không ai có thể bẻ gãy nó được. Ví dụ như lý vô thường này đi, dù có ai có cái trình độ cỡ nào, giỏi cỡ nào cũng không thể bẻ gãy được lý vô thường này. Rõ ràng là không có gì có thể tồn tại được. Và không có cái gì được gọi là dính mắc lại. Không có dính mắc. Nhưng mà con người nhận ra hay không thôi. Nếu như giờ chúng ta nhận ra được đời sống mình là vô thường, thân này vô thường, tâm này vô thường, từng sát na một nó vô thường, không có gì tồn động lại, là chúng ta từng sát na một chúng ta sống đúng với vô thường á, thì mỗi phút giây một cuộc đời chúng ta mỗi mới. Từng giây từng khắc một là chúng ta đang tiến tới một cái chỗ mới hoàn toàn, chứ không có chuyện cũ. Ví dụ như nãy giờ quý vị nghe nói thì mỗi tiếng mỗi mới, đúng không? Do vô thường mà tiếng thứ nhất nó mất mới có tiếng thứ hai nó mất mới có tiếng thứ ba nó mất mới có tiếng thứ tư. Và do vô thường mà nó mất từng tiếng đó, cho nên chúng ta nghe từng tiếng mới một. Chứ hồi nãy giờ chưa ai nghe lại một tiếng, đúng không? Một tiếng chưa ai nghe được lại hai lần hoặc ba lần, không bao giờ tiếng nó lặp lại. Mặc dù chúng ta nói tiếng Phật 1000 tiếng nữa, thì từng tiếng Phật mới đang hiện ra với chính mình. Thì chúng ta phải
dùng cái trí tuệ nhạy bén của mình mà cảm nhận một cái sự thật đang hiện hữu mới mẻ này. Thì một người hiểu vô thường là cuộc đời chúng ta luôn luôn mới, từng hơi thở hít vào thở ra là mỗi mới, mặc dầu vẫn là hơi thở đúng không? Chúng ta hít vào một hơi, chúng ta thở ra một hơi, nhưng mà hơi này nó là hơi khác, hít vào khác và thở ra khác mà. Do vô thường cho nên hơi thở chúng ta thấy như là nó cũ, nhưng mà mỗi phút nó mỗi mới, mỗi phút mỗi mới. Đời sống của con người mỗi phút giây mỗi mới. Cho nên ai mà nhìn người khác là con người cũ là người đó đang hiểu lầm, hiểu lầm cái cuộc sống mới mẻ này. Đời sống chúng ta luôn luôn mới, luôn luôn tươi. Thật ra khi mà hai vợ chồng hay là cha mẹ trong gia đình, cha con trong gia đình đó, mẹ con trong gia đình mà nhìn nhau với cặp mắt cũ đó, là chúng ta đang hiểu lầm. Hiểu lầm. Cái người đối diện chúng ta nếu mà nhìn kỹ thì từng sát na một họ mỗi mới. Chứ không phải như mình từ trước giờ mình nhìn quen, trời cái mặt này nó quen quá rồi, mặt mốc này mà mình quen quá rồi. Tưởng ai chứ nói tới cái tên đó là tụi rành dữ lắm rồi đó. Nhưng mà thật sự không biết đâu. Tại vì phút giây này họ đang mới, và một sát na sau họ mới, và cuộc sống chúng ta luôn luôn là mới. Cuộc sống chúng ta không có chuyện cũ. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu vô thường, chúng ta thấy cuộc đời mình sẽ bị cũ đi. Nhưng sự thật không ai cũ hết. Từng hơi thở chúng ta là mới mà. Có cái gì không mới đâu. Chúng ta cũng vẫn ngồi lại ăn cái bữa cơm đó, như mỗi miếng cơm mỗi mới. Phải không? Mỗi miếng cơm mỗi mới. Mỗi thời khắc mỗi mới. Thì đời sống chúng ta là từng chút một, từng chút một mới 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 hoài trong đời sống này. Cho nên nếu một người hiểu biết đạo lý á, thì đời sống tự động tươi vui hơn bình thường. Chúng ta không bao giờ tái lập lại được kiếp cũ. Mỗi phút giây mỗi mới, mỗi phút giây mỗi môi vô thường. Chúng ta là cái đời sống vô thường, cho nên là đời này chúng ta đang sống trong cái hành trình mới mẻ. Mỗi sát na một chúng ta đang sống hành trình mới. Và cuộc đời này luôn luôn mới. Thì mới là sao? Phải tươi vui. Nếu mà ai sống u sầu, tức là người đó không cảm nhận được cái lực sống mới mẻ đang hiện ra trong đời sống này. Cho nên khi chúng ta học chân lý là chúng ta tiếp nhận được một cái sự thật hiện hữu đang mới mẻ tồn tại ở ngay tại đây. Và nếu người biết sống ngay tại đây là từng sát na một chúng ta an lạc. Cái mới thì không có gì ràng buộc hết, đúng không? Cái mới luôn luôn là tươi vui và cởi mở, trong sáng hồn nhiên. Chúng ta quay lại mới có chuyện cũ, mới có chuyện buồn thương giận ghét xảy ra. Cho nên nếu chúng ta biết sống là ngay tại đây mới, một sát na ngồi ngay tại đây mới, thì chút nữa chúng ta cũng sẽ mới, và một sát na sau chúng ta mới, khi chúng ta đứng dậy cũng mới, mà đi cũng mới, từng bước đi chúng ta trong cuộc đời này là mới mẻ hoàn toàn. Thì mọi việc đối diện với chúng ta luôn luôn là mới. Dù người đó có nói lẩm nhẩm trong lỗ tai mình hoài, một chữ vẫn là chữ mới. Nếu chúng ta cảm nhận được điều này thì đời sống chúng ta sẽ khác đi rất nhiều. Đó gọi là trí tuệ Phật đạo. Chúng ta phải sẽ thấy được đến cái sự thật của cái đời sống của chính bản thân mình, thấy được sự thật của tâm mình, và thấy được sự thật của hoàn cảnh này. Thì người đó là cái người có trí. Người có trí là người phải thấy đến sự thật của mọi vấn đề, của thiện và ác. Trong cái cuộc sống hiện tại này, nếu mà chúng ta không thấy đến sự thật này thì thực sự chúng ta không có cái gì để thoát ra hết. Nhưng mà ngồi ngay tại đây mà chúng ta thấy được sự thật này thì sao? Chúng ta thoát liền. Thoát liền, không có chỗ nào có thể ràng buộc mình được. Và giữa cuộc đời này mình sống rất là tự tại, sống rất là mới mẻ, hồn nhiên, và phải nói là trẻ như mùa xuân hoài. Dù chúng ta có bao nhiêu tuổi đi nữa, chúng ta cũng vẫn đang sống mới. Không ai cũ hết, chứ không? Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy. Đó thì học Phật chúng ta phải tư duy cho đến tận cùng tất cả những lý của Phật dạy. Thì mình thấy cái giá trị thật ở trong đạo Phật, nó sẽ đưa chúng ta tới cái chỗ an lạc thực sự. Còn bây giờ mình không thấy vô thường tới chừng này á, thì đời sống chúng ta thấy nó có một cái gì nó ảm đạm, nó buồn tẻ, cái gì cứ đi ra cũng gặp mặt này, đi vô cũng gặp mặt này, tối ngủ cũng gặp mặt này, sáng thức ra mở mắt ra cũng gặp nó trắng quá trời. Nhưng mà mình gặp người này là cái người mới, không có mang cái hình bóng cũ nữa, thì rõ ràng là vui liền. Trong bạn bè mới gặp nhau vui không? Vui. Thì tại sao cái người bạn kế bên mình không nhìn họ bằng cặp mắt mới đi? Mình nhìn đúng với pháp hiện tiền, đúng với mọi cái đang có mặt ở tại đây thì nó mới. Nhìn người khác khác mà không có một cái gợn cũ lăng tăng trong đầu mình, đó là hết sức tuyệt vời. Cho nên là khi chúng ta học Phật, chúng ta phải tư duy tận cùng như vậy. Dù bất kỳ pháp nào trong đạo Phật,
Thì như vậy là làm cho chúng ta sẽ có một cái sự hiểu biết Phật Pháp đến cái chiều sâu của nó. Chứ còn đa phần là chúng ta học Phật, chúng ta không có chịu tư duy. Và không chịu tư duy thì chúng ta có thể học. Ai ngồi đây á, cũng đủ sức nói là ơi, thế gian này nó là vô thường đó mà. Chứ tôi cứ nghĩ vô thường nó là một cái chuyện gì rất là đơn giản. Người học Phật ai cũng biết hết rồi. Nhân quả ơi, cái chuyện thân nhân quả ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà ai có tu đúng với nhân quả, ai có tu đúng, sống đúng với vô thường đó mới là chuyện quan trọng. Thành ra học Phật đã là khó rồi, hiểu Phật lại là một chuyện khó thứ hai, và hành đúng Pháp Phật dạy là chuyện khó thứ ba. Và người nào mà hành đúng Pháp thì người đó sẽ có một đời sống tự tại giải thoát liền. Ngay tại đây nếu chúng ta hiểu đúng vô thường thì không ai bị đau khổ nữa hết. Nó học Phật nếu mà ngồi ngay tại đây mà chúng ta hết khổ thì quá sướng cho một đời vừa rồi, phải không? Đó thì chúng ta phải tập tư duy như vậy. Và với trí tuệ của Phật Đạo á, nó có một cái điều nữa từ cái mức căn bản nữa là chúng ta phải thấy. Ở trong kinh Đức Phật dạy là cái người có trí thì người phải thấy được mình trong mỗi lúc. Tức là những cái điều xảy ra đúng, xảy ra sai trong cuộc đời mình. Mình có khởi nghĩ đúng, khởi nghĩ sai là chúng ta phải nhận ra. Chúng ta phải nhận ra. Thì ban đầu có khi chúng ta thô thiển chưa tu tập á, thì những cái sai lầm mình có thể xảy ra trong đời sống. Ví dụ như chúng ta ở một chùa, có một người nào làm Phật ý mình có thể la, mình chửi họ. Nhưng có mình đệ góp ý nó, ủa sao bà đi chùa tôi thấy bà dữ quá, cái chuyện chút xíu bà nhịn không được. Trời ơi, nó làm tôi vậy mà bắt tôi nhịn, sao được không nhịn. Nó làm chuyện đáng chửi thế mà. Không, ví dụ mình không có nhận được cái lỗi của mình. Nhưng mà khi mình đã tu tập tốt rồi, mình vừa nói lời nặng huynh đệ, cái mình thấy cái đó là cái lỗi. Thế là chúng ta có một chút trí huệ rồi đó. Thấy lỗi là mình tu mình không nên nói như vậy, thôi mình xin lỗi được bạn bè mình. Mình tu giỏi một chút nữa là nó sẽ không ra lời nói nặng nhẹ để chửi người ta. Vừa khởi cái bực bội lên là mình biết rồi. Mình tu mình bực vậy là không phải, mình dừng lại. Đó là mình có trí tuệ. Trí tuệ mình giỏi một chút nữa là cái chuyện xảy ra mình không bực luôn. Thì chúng ta siêu rồi đó. Tới chừng đó là giỏi, tôi giỏi rồi. Thật ra cái người có trí là người phải thấy mình từng lúc như vậy. Mỗi cái khởi nghĩ của mình, mỗi cái tư duy, mỗi cái hành động chúng ta đều thấy nó đúng, thấy nó sai, để chúng ta có thể dừng được kịp lúc. Việc gì mà cần làm chúng ta làm một cách chính xác, việc gì không cần làm là chúng ta không làm, để chúng ta không phạm lầm lỗi. Thì đó là cái người có trí. Và nhờ mà chúng ta sống kỹ lưỡng như vậy, tu tập kỹ lưỡng như vậy, thì lần lần chúng ta sẽ phát triển được cái trí tuệ của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thấu hiểu được chân lý. Thế nếu chúng ta không tu tập tốt như vậy, trong từng phút tư duy để nhìn thấy được cái đời sống hiện tại này của mình, mình sống như thế nào, đúng hay sai như thế nào, mà mình không rành, mình không biết, mình không tường tận được, thì những cái sai lầm nhỏ chúng ta không nhận ra. Và lần lần có những sai lầm lớn chúng ta cũng không nhận ra, tới hồi mà ngã ra một cái giống như bom nguyên tử nổ, là lúc đó mới biết rằng mình phạm lầm lỗi là không kịp nữa. Do đó là chúng ta có sanh bất kỳ một cái ý niệm tốt xấu nào trong đời này là chúng ta phải tự nhận ra mình, phải tự thấy biết mình để rồi mình tự sửa sai lấy. Thì đó là cái người biết tu. Người biết tu thì luôn luôn thấy lỗi mình chứ không thấy lỗi người. Còn người không biết tu thì đi đâu cũng thấy người ta có lỗi hết. Cho nên khi ngồi lại nói chuyện á, chúng ta thấy là chúng ta nhận định người này đúng hơn người kia sai, người này giỏi cái này, người kia dở cái nọ, tức là sao? Ta đang hướng ngoại, đang hướng ngoại để chúng ta dò xét, chúng ta tìm hiểu, chúng ta móc môi, chúng ta phán xét người khác, chứ chưa bao giờ mình tìm hiểu để phán xét mình. Cái người tu thì tự thấy lại mình. Ngày xưa ngài Tự Trung Thượng Sĩ nói một câu rất là hay, là khi mà vua Trần Nhân Tông á, hỏi Tự Trung Thượng Sĩ thế nào là cái phận sự gốc của người tu á, thì Tự Trung Thượng Sĩ nói một câu là phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc. Tức là quay lại để nhìn thấy mình là cái phận sự gốc của người tu, không phải tìm cầu bên ngoài mà được. À, nếu chúng ta biết tu là chúng ta luôn luôn thấy được mình, không? Thấy được mình đúng, mình sai, mình hay, mình dở như thế nào, mình đang tu tập ra làm sao, mình đang vướng mắc cái điều gì, mình phải thấy rất là rõ. Thì tất cả mọi điều mà được cái trí tuệ chúng ta soi sáng như vậy, đến một cái lúc mà trí tuệ chúng ta phát triển tận cùng á, thì mỗi cái thấy, mỗi cái nghe chúng ta đều ở cái chỗ thực tại hiện tiền như nãy giờ mình nói. Mỗi cái thấy chúng ta đều ở chân trời giác ngộ. Mà tổ sư nói một cái câu là
xuất mục tức bồ đề, tức là cái hiện ra trước mắt, tức là sự giác ngộ. Nghe bên tai là sự giác ngộ, đi đứng ngồi nằm trong sự giác ngộ thì lúc đó mới được gọi là trí tuệ tận cùng của đạo Phật. Khi một người giác ngộ Phật đạo rồi thì mọi việc xảy ra trong đời sống của họ, họ nhìn bằng cặp mắt tự do tự tại, không vướng lại. Không bao giờ nghe cái người mà ngộ đạo họ có cái gì vướng lại cả. Họ thấy cũng không vướng. Tức là khi mà thấy mọi duyên mọi cảnh không dính lại thì về nhà khỏi cần tu. Nghe mọi chuyện mà không vướng lại thì về nhà chúng ta khỏi cần tu, chúng ta cũng nghe nhẹ lòng của mình. Nhưng mà ra đường á, mình nghe người ta nói đâu dưới kia dân dẫn thì dẫn mình không biết mà nói ai, nhưng mà thoáng thoáng hình như có nói mình á. Nói mình á, lắng lắng tai nghe kỹ, cậu bà có đụng tới mình thôi, để mình nghe, mình tính chỗ. Thế vậy rồi, cái lỡ mà mình nghe có một cái lời nào đó mà họ xúc phạm tới mình, họ nặng nhẹ mình, cái bắt đầu trong lòng khó chịu, trong lòng khó chịu, bực bội. Mình không dám cự liền, mình không dám nói chuyện liền, thì về đêm đó là những cái đó nó sẽ dằn vặt mình, khiến cho mình bực bội, mình khó chịu, mình khổ đau. Nó là tự mình làm cho mình đau khổ thôi. Nên cái việc khổ hay việc vui trong trần gian này á, chúng ta không thể đổ cho người khác, mà lỗi là chính mình. Để nghĩ là người khác sẽ đem tới phiền não cho mình, hoàn toàn không có. Nên trong kinh Đức Phật nói là sao? Chúng ta làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta làm cho ta ô nhiễm. Đau khổ, ô nhiễm, trầm luân hay giải thoát là do ta, chứ không phải do người khác. Rồi khi một người mà bắt đầu quay lại nhìn mình để nhận ra cái trách nhiệm là chính mình á, mọi chuyện khổ vui trong cuộc đời này là trách nhiệm của chính mình, thì người đó bắt đầu tiến bộ. Khi chúng ta tự nhận trách nhiệm của chính mình là tự mình sẽ tiến bộ. Mình sẽ bắt đầu cải hóa được cái đời sống của mình, và mình sẽ tiến hóa được trong cái đời sống tâm linh. Còn người nào mà vẫn còn đổ thừa hoàn cảnh, giống như bây giờ á, chúng ta đi chùa là mình thấy ở chùa này sinh hoạt tốt, mình tới, nhưng mà tới hồi sinh hoạt một thời gian cái mình thấy hồi xưa cái chùa này mình thấy nhiều người tệ quá, không có ai tu gì đâu, thôi mình nghỉ tu luôn. Mình đi chùa là vì cái người khác tốt mình mới đi, còn người khác tốt mình nghỉ tu luôn. Hay vậy đó, mà rất là nhiều người đổ thừa. Có ai đổ thừa chuyện này không? Nhiều lắm. Rất là nhiều. Hỏi sao bữa hổm mình thấy bà đi chùa tinh tấn, mỗi đêm mở đi tụng kinh rồi, nhưng bữa nay mà nghĩ ôi cái ông thầy ông chùa ông tu cũng ra gì thôi, mình nghĩ cho rồi. Có không? Có nhiều lắm. Rõ ràng đó không phải mình không có nhận trách nhiệm chính mình, do cái chuyện làm biến gì của mình đó mình không biết, nhưng mình đổ thừa ai một cái cho nó xong chuyện đi. À, mình không biết họ gì, nhưng mà gom gom lại hồi ai cũng mang họ đổ hết. đổ thừa hết hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia để mà mình che lấp cái lỗi lầm của mình, che lấp lỗi lầm. Mà khi mọi chuyện xảy ra chúng ta không nhận trách nhiệm á, là cái huệ chúng ta không phát triển nha. Nên là điều rất lạ, chúng ta tự thấy lỗi lầm của mình, chúng ta thấy mọi chuyện đều do mình á, thì tự động cái huệ chúng ta phát triển rất là nhanh. Còn nếu chúng ta không tu tập á, không tự thấy lỗi mình, cứ đổ thừa hoàn cảnh là trí huệ chúng ta không phát triển đâu. Thì chúng ta vẫn là cái người cùng lục, không nhạy bén được trong đời sống này. Thật ra mỗi một khi mà có cái chuyện thô, chuyện tế xảy ra trong đời mình mà mình phát hiện một cách nhanh chóng, để rồi mình phán đoán đúng sai, mình có những cái hành xử đúng sai trong đời sống này thực sự á, thì trí huệ chúng ta phát triển từng ngày. Và chúng ta bắt đầu nhạy bén ra. Thì cái người có tu là người đó gọi là phát huệ là gì? Có tu là huệ phải mở, phải khai. Khi mà huệ mở khai là cái lỗi lớn nhất chúng ta cũng phải thấy tường tận, nhưng cái lỗi nhỏ nhiệm nhất trong tâm chúng ta cũng thấy tường tận, thì người đó là người có trí huệ. Thì cái điều này được Đức Phật diễn tả ở đầu bản kinh Pháp Hoa. Chúng ta đọc bản kinh Đại Thừa, chúng ta thấy là tất cả bản kinh Đại Thừa khi mà Đức Phật thuyết là sao? Phóng quang giữa chặng mài, phải không? Trong kinh Pháp Hoa diễn tả như thế này nè: từ cái lông trắng giữa chặng mày Đức Phật phóng ra một luồng hào quang về mười muôn cõi ức ở phương đông, ở trên thấy thấu tới trời hữu đảnh, ở dưới thấy thấu tới địa ngục A Tỳ. Và trong cái khoảng hào quang đó thấy hàng hà sa số các cõi, có những cõi có những vị Bồ Tát sơ phát tâm, những vị đại Bồ Tát đã phát tâm lâu ngày, và những người tu chứng Phật quả, thuyết pháp độ sanh là thế nào, chứng nhập niết bàn thế nào, lưu bố xá lợi ra làm sao, vân vân, tất cả mọi điều thấy hết. Nhưng mà trong đoạn đó chúng ta thấy nè, trong kinh diễn tả rất là tuyệt vời ở chỗ là ngay cái hào quang ở giữa hai chặng mày của chúng ta thấy cái gì? Thấy tận cùng cái cõi trời hữu đảnh, đó là cái thứ nhất. Ở dưới là thấy thấu tới địa ngục A Tỳ,
Tức là gì? Khi mà cái người có cái trí tuệ mà không vướng ở hai bên đó, ở chân mày chúng ta làm biểu trưng cho hai bên là bên phải, bên trái, bên đúng, bên sai, buồn, thương, giận, ghét. Tức là chúng ta luôn luôn thấy là ở bên này hoặc là thấy ở bên kia, thì chúng ta sẽ không có trí tuệ. Không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì không thấy cái chỗ cực thiện là cõi trời hữu đảnh. Không có trí tuệ thì không thấy tới cái chỗ cực ác là địa ngục A Tỳ. Như một người đã không còn vướng bên phải, bên trái, bên đúng, bên sai, bên hay, bên dở, buồn, thương, giận, ghét đó, thì người đó bắt đầu có trí tuệ. Mà khi có trí tuệ rồi thì cái chỗ cực thiện xảy ra nơi tâm họ thấy rất rõ. Và cái chỗ cực ác nó sâu kín lên lòng của mình. Mình có những cái thù quán với người khác, mình tính toán âm thầm như thế nào đó, mình buồn bực, mình phiền hận họ, âm thầm xảy ra nơi tâm. Mặc dù mình không có ai để tâm sự, không có ai để nói, nhưng mình vẫn thấy được nó. Những cái xấu ác, những cái hay dở nơi tâm mình thấy rất rõ. Gọi là trên thấy tới trời hữu đảnh, mà dưới thấy thấu địa ngục A Tỳ của chính tự tâm mình. Thì người đó là người có trí. Nó trí tuệ Phật đạo là người soi thấu được mình, không? Còn cái chuyện người khác thì khoan hả bạn. Nhưng mà sự thật á, nếu mà chúng ta thấu được mình thì chúng ta sẽ thấu được tam giới này, chứ không phải là thấu được một người. Nhưng mà ngày nào mà chưa thấu hiểu được mình thì mình sẽ không biết chuyện gì bên ngoài. Đó, cho nên là khi mà chúng ta soi thấu được mình, tức là quay trở về sống được với chính mình, sống được con người mình, tức là ngày đó chúng ta có trí huệ. Đó gọi là trí huệ Phật đạo thực sự. Và trí huệ Phật đạo thực sự là chúng ta phải cảm nhận được cái chân lý hiện hữu nơi cái đời sống thực tại hiện tiện này, nơi đời sống chúng ta là mỗi phút giây mỗi mới, mỗi phút giây mỗi an lạc thực sự, thì người đó là người có trí tuệ đến mức độ tận cùng của nó. Và còn một điều thứ ba nữa là cái gì? Cái dũng bi trí và cái dũng. Đối đạo Phật nghe nói tới cái dũng, chúng ta cứ nghĩ rằng người này nó mạnh mẽ, nó hùng lực lắm đúng không? Nhưng mà thực sự cái người tu á, cái người tu là cái người gì? Phải nói là cái dũng khí lớn lắm mới có thể tu tập được. Có những cái mà mình bỏ một cái là đứt ruột, đứt gan đó, chứ không có gì cả. Nhưng mà mình phải bỏ. Có những chuyện mà nếu mà thực sự là người tu, chúng ta thấy là họ mất những cái mà thế gian không dám mất. Ví dụ như trong cái thời Đức Phật, chúng ta nhìn ngắm cái cuộc đời Đức Phật đi. Đức Phật là một cái người mà đầy đủ về mặt vật chất đúng không? Này, tiền của thì không ai có thể so sánh được với một vị hoàng thái tử chuẩn bị làm vua hết. Rồi sắc đẹp thì không có cung phi mỹ nữ nào mà xấu đưa đến cho thái tử Tất Đạt Đa, toàn là những người đẹp cả. Còn danh cao thì tột đỉnh rồi, thái tử thì không ai có thể so lường được. Ăn thì không có cái bữa ăn nào mà dở hết cả cuộc đời của một vị thái tử. Ngủ thì ngủ giường niệm, không? Niệm không phải niệm bình thường mà loại cái niệm tốt, niệm nổi tiếng. Và mặc cái những cái lụa mà khi được kể, khi mà còn thái tử là vua đi lựa những cái loại lụa mà tốt nhất để cho thái tử Tất Đạt Đa mặc. Ăn mặc ở của thái tử Tất Đạt Đa là đầy đủ sung mãn. Nhưng mà khi quyết tâm đi tìm cầu chân lý thì sao? Thì rủ sạch hết, không cưu men. Đức Phật diễn tả mà khi rời bỏ hoàng cung, xa lìa ngũ dục, giống như gì? Giống như là khạc miếng đàm mà nhả xuống đất không bao giờ liếm lại. Dũng mãnh như vậy. Còn mình thì sao? Có đôi lúc với mình cũng muốn tu ghê gớm lắm, nhưng mà nhìn lại mình, cái nhà mình nó đẹp quá trời, làm cực khổ mấy chục năm mới xây dựng được cái sự nghiệp như vậy, rồi mới sắm được chiếc xe như vậy, rồi có một người bạn đời mình đẹp quá chừng, bây giờ mình bỏ mình đi, mình thấy đứt ruột đứt gan thôi. Tu thì cũng muốn tu lắm, nhưng mà nhìn lại cái sự nghiệp của cả vật chất của mình nó còn như vậy, thôi đi không nổi, từ từ đi, hẹn với Phật là một vài năm nữa con sẽ tu. Hồi này cũng có một số người niệm Phật, con nguyện là sao? Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc, đủ hết phải không? Mỗi lần chúng ta ngồi niệm Phật là chúng ta cũng đều giái nguyện như vậy. Rồi tụng kinh chúng ta cũng nguyện như vậy, đủ hết rồi. Ngày nào mình gần như cũng phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc hết á. Nhưng mà lỡ như vậy có Đức Phật hiện ra ở đây là nói bây giờ đó là nè, lâu nay ta cũng thấy cái công của người tu tập cũng tốt lắm rồi phải không? Rồi tới giờ đau rước người về Tây Phương Cực Lạc rồi đi với ta liền nha. Cho khoan Phật ơi, con chưa có cái chuyện này, con chưa tính xong nè. Mới bỏ tiền ngân hàng nhiều quá, giờ con chưa chia cho bà nhỏ, bà lớn rồi đủ. Còn chưa chia được. Hẹn Phật một vài năm nữa. Đó, chúng ta thấy vậy á, nhưng mà chúng ta không có dứt khoát được. Nhưng mà đối với Đức Phật ngày xưa chúng ta thấy có một thái độ dứt khoát. Để mới thấy rằng cái dũng lực của con người.
Chính Đức Phật đã nói điều này trong kinh, tức là Đức Phật nói là chiến thắng một vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng được chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Mà mình thì có những cái điều trong cuộc đời chúng ta chưa từng chiến đấu với mình, không dám chiến đấu với mình, chứ đừng nói là chiến thắng. Nhưng có những cái mà những cái tham rất là vô cớ của mình, mình có những cái tham cầu quá đáng, nhưng mình chưa bao giờ có một lần dám dứt trừ. Có những cái nỗi sân mà mình thấy nó lãng nhách mà mình chưa bao giờ mình cắt đứt được nó. Mình cũng phải sân si, mình cũng phải phiền hận. Nhớ tới người này cái mình tức tối, nhớ người kia mình bực dọc, mình chưa bao giờ mình chiến thắng được những cái ý niệm đó lần nào hết. Thì vậy là mình chưa chiến thắng được mình. Chưa chiến thắng được mình không phải là cái người dũng lực. Thật ra đối diện với tất cả mọi cái trong cuộc đời này của chính mình đó, những cái ý niệm buồn thương giận ghét chính mình mà mình dứt trừ được, mình chiến thắng được hết đó, thì đó mới là cái người đại hùng đại lực. Thật ra cái dũng khí của Đạo Phật không phải là chiến đấu để hơn thua mà chiến trường. Không phải sát phạt những người xung quanh chúng ta, không phải trừng trị những người xung quanh chúng ta, gọi là cái dũng ở trong Đạo Phật. Mà cái dũng ở trong Đạo Phật là người vượt qua được tất cả những cái ham muốn, những cái mong cầu, những cái tham sân ở nơi tự tâm của mình, vượt qua được chính mình thì đó mới là người có dũng lực, có dũng khí. Chứ còn chưa có vượt qua được chính mình thì người đó không có dũng lực. Mỗi một cái lần mà chúng ta thấy, ví dụ như mình khởi ham muốn một điều gì đó, là từ trước đến giờ là nếu mình muốn là dứt khoát phải được. Ví dụ như mình thấy là bạn mình có một chiếc xe đẹp hơn mình, là bắt đầu trong tâm mình là khó chịu rồi đó. Nó có bằng mình đâu mà nó sáng đi xe đẹp hơn mình. Dứt khoát là tao phải có chiếc xe đẹp hơn nhà My. Rồi chúng ta bắt đầu nuôi nắng ý niệm đó, rồi phải cài, phải vừa, phải cực khổ thế này thế kia đấy. Chừng nào mua được chiếc xe đẹp mình chạy ngang mặt nó một cái mình mới nghe, nuốt được cái cơn giận của mình. Thì vậy có khi là mất hết nhiều năm rồi, có khi 2 năm, 3 năm, rồi cái thấy người kia có cái nhà đẹp hơn mình chút là bắt đầu khó chịu rồi. Tôi thấy rõ ràng là trình độ mày đâu có hơn tao đâu. Làm ăn thì cũng dở, tính toán thì cũng thua thiệt, mà tại sao được ở cái nhà đẹp hơn là mình nghe khó chịu. Đó là mình tìm cách để mình có được cái nhà đẹp thì mất vài chục năm nữa là bạc đầu. Chỉ hai chuyện hơn thua nhỏ thôi là mình gần như là đã xuống mồ rồi. Nhưng mà nếu như bây giờ mình dành cái đó cho một cái chuyện khác thì cuộc đời mình lại có nhiều ý nghĩa hơn. Nếu mình không có cái ý tham mà hơn thua đó, nhưng mình đâu có thấy cái này là lỗi đâu. Mình nghĩ là hơn thua vậy là đúng, hơn thua vậy là mình cũng cảm thấy vinh dự, cũng cảm thấy thế này thế kia. Nhưng mà mình hơn được người khác là gì? Đức Phật dạy, nếu mà kẻ thì sao? Kẻ thua thì ngủ không yên, phải không? Kẻ hơn thì sao? Thì thêm quán hờn. Mà hơn thua cả hai đều xả thì mới giữ dài hai chân ngủ. Thành ra ngày nào mà mình còn hơn thua thì mình nghĩ rằng mình hơn, mình để được thắng người đó. Nhưng mà mình có thua hay là mình thắng? Cái người mà quyết lòng để hơn người khác là người đó thắng hay người đó thua? Thua. Biết như vậy nhưng mà mình chịu thua hoài. Mình đâu có chịu thắng đâu. Mình có bao giờ mình thắng được chính mình đâu. Ví dụ như mình tức người đó đi, mình chửi người đó cho đã miệng, và mình có thể mình đánh người đó đầu hàng mình, người đó thua quỳ lại dưới chân mình đi. Nhưng mà mình mới đầu thì mình nghĩ là mình đã thắng rồi, nhưng mà nghĩ lại là mình thua cái sân hận mình không kiềm chế được, mình thua cái dục vọng của mình không kiềm chế được. Tức là mình là người bại trận chứ không phải là người kia. Thành ra là trong mọi cái chuyện mà tranh hơn tranh thua nhau trong cuộc sống này, chúng ta thấy được, chúng ta thấy thỏa mãn cái dục vọng, thỏa mãn cái ham muốn của chính mình. Tức là trong lúc thỏa mãn đó là lúc chúng ta đã đầu hàng dục vọng, đầu hàng ham muốn, chúng ta đã bại trận với chính mình, chứ không phải chúng ta là người chiến thắng. Cho nên ở đây rõ ràng Đức Phật nói là một cái người mà chiến thắng bên ngoài không phải là chiến công oanh liệt, mà chỉ chiến thắng mình. Và trong tam giới này chúng ta thấy cái người đầu tiên chiến thắng mình là ai? Là Đức Phật, phải không? Đức Phật là người mà thể hiện trọn vẹn cái gương hạnh mà chiến thắng được ngũ dục. Trong lúc mà chưa thành đạo là Ngài đã dứt trừ cái tài sắc danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ của mình rồi. Ngũ dục lạc là nhổ một cái là tận gốc, họ còn quay lại để ngắm nhìn. Rồi chiến thắng được cái tham tâm của mình. Chúng ta thấy là nếu mà đọc cái lịch sử của Đức Phật trong giai đoạn mà chuẩn bị thành đạo á, thì bắt đầu hiện cái loại ma quỷ dữ lên.
để uy hiếp Đức Phật trong giai đoạn đó. Nhưng Đức Phật vẫn ngồi bình tĩnh, vẫn ngồi bình tĩnh trong cái cội bồ đề. Và rồi hiện cái loại ma tình ái hiện ra, hiện Gia Du, Đà La, hiện tất cả các thiên nữ đẹp xuống quyến dụ Đức Phật quay trở lại. Nhưng Đức Phật vẫn bình tĩnh để vượt qua. Tức là ma sân xảy ra, Đức Phật cũng vượt qua được. Ma tham xảy ra, ma tình ái xảy ra. Cái cuối đời của mỗi người tu tập trước khi chứng quả là họ vượt qua được các ái của mình. Thì giai đoạn cuối cùng mà Thái tử Tất Đạt Đa chuẩn bị chứng đạo á, là Gia Du Đà La hiện ra khóc lóc ỉ ôi, hằng hà sa số thiên nữ hiện ra để quyến rũ Thái tử Tất Đạt Đa trở lại. Nhưng Ngài vẫn bình tĩnh để vượt qua, bằng thiền định của mình mà vượt qua được cái ma tham ma sân của chính mình. Thì Đức Phật mới nói là Đức Phật mới chính là người chiến thắng. Khi vượt qua được tất cả những cái tham vọng, tham cầu của mình trong cuộc đời này, thì người đó mới là người có dũng lực. Cái dũng lực đó mới đáng nể, đáng trọng. Và rõ ràng cho tới giờ phút này hơn 2.500 năm rồi, đúng không? Khi mà nhắc tới Đức Phật là chúng ta dù nhiều dù ít thì chúng ta cũng phải cúi đầu kính nể, do Ngài đã chiến thắng được mình. Thì người nào mà chiến thắng được mình á, người đó mới là cái người có dũng lực thực sự trong cuộc đời này. Chứ còn chiến thắng ba quân, chiến thắng trên chiến trường, hơn người này, hơn người nọ trong cuộc đời này, thì mình nghĩ là mình giỏi, nhưng mà thật sự người đó không giỏi. Ví dụ như bây giờ, ngày xưa có cái chuyện của Hạng Võ nè. Hạng Võ ngày xưa là cái người mà đã từng hơn thua đối với mọi người, thử cái sức mạnh đó. Thì cả ngàn người không ai địch lợi Hạng Võ hết. Nhưng mà nếu mà xét lại, Hạng Võ có phải là cái người chiến thắng không? Người đang sợ. Ví dụ như bây giờ một người mà đứng trước quần hùng, như bây giờ ở đây, đây nếu mà chọn ra một người có cái gì, có cái khả năng ăn nói trước công chúng đi, đi thi đi, ví dụ ở đây chúng ta thi. Thì khi mà chúng ta thi về một cái gì đó mà chúng ta chiếm giải nhất, thì đó có phải là người chiến thắng không? Chiến thắng, nhìn một cái mặt của thế gian thì đó là người chiến thắng. Nhưng mà nhìn ở mặt Phật Pháp, cái người hơn thua được như vậy không phải là người chiến thắng, mà đó là người chiến bại. Tranh đấu hơn thua nhau vì cái gì? Vì mình sợ rằng mình không bằng người kia, đúng không? Cho nên mình cố gắng để mình hơn người kia. Thì mình đã thua cái sợ hãi của chính mình, mình đã chiến bại với cái tâm sợ hãi của chính mình. Và cuộc đời con người là luôn luôn là như vậy. Đó là ra là nếu mà chúng ta nhìn về Phật Pháp, chúng ta phải có một cái nhìn ngược lại về cái dũng. Tức là phải có cái dũng chí. Mà cái người mà tu tập tốt chừng nào thì cái năng lực của nơi tâm của họ nó càng mãnh liệt chừng đó. Nếu chúng ta như hồi nãy chúng ta nói là nếu chúng ta hiểu được á, làm chủ được những cái ý niệm buồn thương giận ghét của chính mình, làm chủ được cái tâm mong cầu của chính mình, quý vị thấy là mỗi một lần mà chúng ta vượt qua được một chuyện á, là mỗi một lần cái tâm lực mình mạnh hơn một chút. Nếu chúng ta có tu, chúng ta thấy được điều này. Cho nên nếu mà chúng ta vượt qua được mình liên tục, là cái tâm lực của chúng ta mỗi ngày mỗi mạnh ha. Và cái mạnh đó cho tới cuối đời á, thấy cái nghiệp tập sanh tử, chúng ta mới thấy một cái điều là khi mà chúng ta chết á, ngay tại đây nè, nếu mà mình làm chủ được mình, bao nhiêu ý niệm buồn thương giận ghét mình làm chủ được, thì khi bỏ thân xác này chúng ta làm chủ được sinh tử. Còn nếu ngay đây mà chúng ta không làm chủ được mình á, thì khi chết sanh tử nó sẽ cuốn chúng ta đi đâu chúng ta không hay. Chúng ta không biết mình đi đâu về đâu. Tại vì ở ngay đây mình không làm chủ được. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta làm chủ ngay tại đây là một cái nền tảng thật á. Chúng ta tạo một cái nhân vững vàng cho chính mình trong cái đời sống hiện tại này. Mỗi ý niệm xảy ra là một sanh tử. Nếu mà chúng ta làm chủ được ý niệm ngay tại đây, tức là chúng ta đã làm chủ được sanh tử của chính mình ngay tại đây rồi. Thì bây giờ chúng ta có chết lúc nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn làm chủ được. Còn nếu như ngay tại đây chúng ta không làm chủ ý niệm, tức là chúng ta bị sanh tử cuốn chúng ta đi ngay giờ phút hiện tại này, thì khi cuối đời chúng ta tiếp tục bị sanh tử cuốn trôi. Đó là nền tảng mà chúng ta phải thấy. Là khi mà chúng ta học Phật á, mà chúng ta không biết được điều này, ngay tại đây chúng ta không tu tập để tự làm chủ được mình, thì sanh tử sắp tới chúng ta sẽ bị bấn loạn. Chúng ta bị bấn loạn, bị sanh tử cuốn trôi chúng ta đi, cho chúng ta không biết mình đi đâu về đâu trong cái cuộc thế này. Đó là điều rất khó cho mình. Cho nên việc tu tập, chúng ta nếu mà là một người mà có cái phát tâm đi theo đạo Phật rồi, thì chúng ta phải tập tu những cái điều mà Đức Phật đã dạy. Phải nhìn cái gương hạnh sống của Đức Phật, không? Như từ sáng giờ chúng ta phải
là cái gương sống của Đức Phật là từ bi, không? Thì nó phải phải tập sống làm sao mà mỗi ngày sống của mình, mỗi ngày mỗi lợi ích cho những người xung quanh, lợi ích cho chính bản thân mình, đem lại cái bình yên, cái hạnh phúc cho chính bản thân mình, rồi bắt đầu đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho những người xung quanh chúng ta. Được như vậy thì chúng ta mới thể hiện được cái tâm từ của Đạo Phật ở trong đời sống của mình. Chúng ta tập tu như vậy, và rồi chúng ta cũng phải nương vào cái trí tuệ của Phật Đạo để chúng ta tu hành, chúng ta thấy được cái lỗi của mình. Từng giây, từng phút chúng ta đúng, chúng ta sai, chúng ta hay, chúng ta dở, chúng ta phải thấy rõ ràng mình. Và chúng ta phải đủ cái dũng lực để vượt qua chính mình. Đó là cái người tu tập tốt. Thì hôm nay chúng tôi có cái duyên để gặp quý Phật tử trong đạo tràng này, chia sẻ với nhau một số điều như vậy. Thì mong cái đạo tràng chúng ta, những người có được cái duyên lành để nghe Pháp hôm nay, sẽ có một cái đời sống thật sự đúng với cái gương hạnh của Đức Phật. Chúng ta phải sống làm sao mà mỗi ngày mỗi được lợi ích, sống làm sao mỗi ngày mỗi được bình an, làm sao mỗi ngày sống chúng ta mỗi được hạnh phúc và được tự do giải thoát ngay trong cuộc đời này. Đó là cái việc mà chúng ta cần. Và mong rằng quý Phật tử chúng ta sẽ đạt được những điều này để cuộc sống còn lại của chúng ta luôn luôn ở trong sự bình an, hạnh phúc. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.